Trên đỉnh núi, làm việc xong Diệp Thần đang nhìn mình kiệt tác, nhẹ nhàng thì thầm, như vậy thứ nhất, nơi này trận pháp hẳn coi như là hoàn toàn tháo bỏ. Thật ra thì này cùng cử động, đã là có làm trái thiên đạo, cũng không biết sẽ có như thế nào nghiệp quả hạ xuống ở trên người ta, bất quá, lấy ta trước mắt cảnh giới tu vi, cưỡng ép giáo đang nơi này linh khí, hẳn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Diệp Thần suy tư sau lẩm bẩm nói. Tốc tốc tốc, ngay lập tức tới giữa, từng trận xôn xao thanh âm ở Diệp Thần vang lên bên tai, mặc dù cũng không cường liệt, nhưng lấy Diệp Thần cảm giác, phát hiện bọn họ đã là dư sức có thừa. Còn phái ra những thứ này rác rưởi tới thử dò ta. Diệp Thần biết nơi đây trận pháp bị phá xấu xa, viên đạo phong hơn phân nửa là đã cảm giác được, cho nên mới phái ra người ở chỗ này chặn đánh mình. Nghe vậy càng ngày càng gần tiếng bước chân, Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, lãnh đạm chờ đợi. Cùng tất cả người tới đông đủ, một khối mà động thủ giải quyết hết, lấy tuyệt hậu hoạn. Bất quá là chốc lát quang cảnh, Diệp Thần bên người đã bị vô số người thần bí trận đường nước chảy không lọt, trên mặt của mỗi người cũng viết đầy sát ý. Bọn họ đều là viên đạo phong chế tạo ra giết người binh khí, bọn họ tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là hủy diệt. Trước mắt Diệp Thần đối với bọn họ mà nói, là con mồi. Cầm đầu người thần bí từ phía sau rút ra một chuôi bằng bạc thép đao, nghiêng khóa ở bên người, từng bước một hướng nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần đi tới. Trong nháy mắt, một hồi ánh đao nổi lên bốn phía. Người thần bí đầu lâu hướng trời bay lên, lăn xuống ở một bên cho tàn trong phế tích, không hiểu nhìn Diệp Thần. Hắn rõ ràng không nhúc nhích. Đây là người thần bí ý thức sau cùng. Vậy vây truy đuổi trận đoạn Diệp Thần đám người mắt gặp người thần bí thảm trạng, đều là cả kinh. Không người có thể thấy Diệp Thần là lúc nào ra tay, chỉ thấy được vậy máu tanh đầu lâu bắn tung tóe ra thảm dạng. Cái này, cả đám cùng chố mắt nhìn nhau, nhưng là không người còn dám tiến lên một bước. Các ngươi người sau lưng bất quá là định dùng các ngươi tánh mạng dò xét ta thôi. Diệp Thần mở mắt ra, bình tĩnh hai tròng mắt bên trong tinh khiết con mắt tứ tán, nhưng đè được đám người không dám nhìn thẳng. Bồi thượng tánh mạng, không đáng giá được. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, trăm người đồng loạt lui về phía sau nửa bước. Hắn lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, cũng không có ngông tạo sát nghiệt, hơn nữa những người này đều là trái đất đồng liêu, tướng gián vì sao quá mau. Chân chính đáng chết, là vậy sau lưng người chủ sử. Diệp Thần quay đầu, hướng dưới chân núi đi tới, gần trăm người đám người sát thủ nhìn vậy không che giấu chút nào, dậm chân rời đi hình bóng, rơi vào giằng co. Được rồi đi, chúng ta không phải hắn đối thủ, Diệp Thần là người phương nào, năm đó Hoa Hạ cổ võ giới và Côn Lôn hư người thứ nhất, hôm nay trở về, thực lực hơn nữa sâu không lường được, chúng ta nhặt hồi một cái mạng, thỏa mãn. Trong đó một tên sát thủ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Những người khác rối rít gật đầu, đúng là như vậy, Diệp Thần biến mất sự việc, ở cổ võ vòng, đã là mọi người đều biết, Diệp Thần đại danh, cũng là không người không biết không người không hiểu. Hành động thất bại, mỗi người tản đi, một người khác sát thủ suy tư hồi lâu, than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Từ đây mai danh ẩn tính, có lẽ là kết quả tốt nhất, dẫu sao viên đạo phong đối với bọn họ thất bại, đây tuyệt đối là không tha thứ. Trở về thì là bị xóa bỏ kết quả. Có một người rời sân, thì có đại quân theo sát phía sau. Chỉ một lát sau quang cảnh, trên đỉnh núi trăm đám người sát thủ, tất cả rời sân. Đáng tiếc viên đạo phong quá mức xảo trá, chưa có hoàn toàn xác định thực lực mình trước, sẽ không dễ dàng hiện thân. Chuyện chỗ này, hiện ở bên này tình huống, ta đơn giản hơn và long hồn cùng với ám điện thuyết minh một tí. Diệp Thần suy nghĩ, liền bấm Lục Lăng Phong điện thoại di động. Cùng lúc đó, Cửu Long Sơn một chỗ khác. Lôi Nhi, như thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ, cái này Cửu Long Sơn ở toàn bộ Hoa Hạ biên giới, đều là nổi tiếng chỗ hiểm yếu, trong đó trùng điệp núi non, rãnh vừa nhìn không thấy đáy. Nơi này nhưng mà trong vòng nhà thám hiểm cửa khen không dứt miệng địa phương, nếu có thể leo lên vậy trên đỉnh núi, xinh đẹp chiều tà cùng tà dương, đúng là trong thế gian nhất tuyệt lệ phong cảnh. Một tên ăn mặc mê thải leo núi phục, cõng lớn hành lý túi đeo lưng tóc ngắn cao lớn nam tử giới thiệu. Kẻ hèn bất hạnh, đã từng ở năm ngoái leo qua đỉnh núi. Hắn tự hào nói, bên cạnh hai người giống vậy mặc leo núi dùng lùn người tuổi trẻ thở dài nói, không hổ là Lý ca. Này cùng đường cùng cũng có thể tới lui tự nhiên.
Tóc ngắn nam tử Dương Dương đắc ý cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, một bóng người từ trên núi chậm rãi đi xuống. Diệp Thần cảm giác một cũng sớm đã quét nhìn đến chỗ này tình huống, chưa từng làm hơn chú ý, hắn thẳng đi xuống núi đi về phía, bất quá là ba nam ba phụ nữ leo núi đội mà thôi, bằng thể chất của bọn họ, sợ là liền cái này Cửu Long Sơn bán yêu cũng không bò lên nổi. Trên đỉnh núi trận pháp đã giải quyết, còn sót lại linh khí đã bị hấp thu xong, mặc dù còn sót lại linh khí có thể sẽ đối với người có một ít tiểu ảnh vang, nhưng hiệu quả đã cực kỳ nhỏ. Dựa theo bình thường độ tiến triển, không quá ba ngày, nơi đây tụ lại linh khí cũng chỉ tan hết. Cửu Long Sơn cũng chỉ khôi phục như thường. Cùng nhau đi tới, không thấy vật còn sống, thật kỳ quái à. Trong đó một cô gái mở miệng hỏi nói. Tóc ngắn nam tử liếc mắt một cái tướng mạo xấu xí cô gái, nhẹ nhàng qua loa lấy lệ nói, nơi này thuộc về đường cùng, đi chỗ sâu đi, thì có động vật qua lại. Hắn ánh mắt càng nhiều hơn đặt ở tên kia gọi là Lôi Nhi trên người cô gái. Cô gái tên là Trịnh Niệm Lôi, mặc dù mặc trước leo núi phục, nhưng cay thân thể nhưng là không che giấu được, lồi lõm thích thú, hiển nhiên là bởi vì hàng năm tập thể dục và rèn luyện. Mà tóc ngắn nam tử tên là Lý Thiên Tề. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là người yêu thích leo núi, mà đây Lý Thiên Tề đối với Trịnh Niệm Lôi, có từng tia tình cảm. Ồ, phía trên xuống người. Trong đó một tên người nam lùn tử kinh hô, cái này cùng đường cùng, lại có người từ trên núi xuống. Hắn lại là một người, sẽ không xảy ra chuyện. Trịnh Niệm Lôi cách thật xa, nhìn người đến chỉ có một cái, lo lắng nói. Một bên tóc ngắn nam tử thấy vậy, trong đầu nghĩ, lần này là thời điểm biểu hiện mình. Chỉ gặp hắn ba bước cũng làm hai bước, vượt qua cỏ dại cạn hác, ung dung chạy đến người nọ bên cạnh, cười hỏi, người huynh đệ cũng là người yêu thích leo núi đi, xem ngươi là một người, có cần hay không chúng ta hỗ trợ. Diệp Thần nghe vậy, nhướng mày một cái, nhàn nhạt nói, không cần. Nói xong, Diệp Thần liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi Diệp Thần phải rời khỏi lúc đó, một đạo kêu lên bên trong hơi có vẻ nghi vấn giọng nữ vang lên, ngươi. Ngươi là Lá, Thần, Ninh Ba Diệp Thần. Diệp Thần nghe có người hô lên mình tên chữ, lại là nhắc tới Ninh Ba, diễn cảm cổ quái, xoay người hướng ba nam ba phụ nữ sáu người leo núi tổ nhìn lại, quả thật có người và mình có chút nhân quả. Bất quá nhân quả rất nhạt, hơn nữa phần này nhân quả là mình rơi vào hồ đông tiền trước phát sinh. Trịnh Niệm Lôi, Diệp Thần trí nhớ chỗ sâu hiện ra một đạo thân ảnh, nhàn nhạt nói. Thật sự là ngươi. Trịnh Niệm Lôi kinh hô thành tiếng, không dám tin tưởng ở chỗ này lại sẽ gặp xa cách nhiều năm bạn học cũ. Trịnh Niệm Lôi chính là Diệp Thần trung học bạn học, bất quá khi đó Ninh Ba Diệp gia còn không có suy sụp. Diệp Thần và Trịnh Niệm Lôi quan hệ không tốt không xấu xa. Nhưng hôm nay tha hương ngộ cố chi, tự nhiên sẽ kích động mấy phần. Trịnh Niệm Lôi gặp Diệp Thần gật đầu, ngay tức thì có chút kích động, mở ra máy hát, một lời nói ra đã từng là trải qua. Diệp Thần theo lễ phép, ngược lại là trả lời mấy phần. Hoặc giả là bởi vì Diệp Thần hôm nay khí chất cao quý và thanh nhã, cũng hoặc là bởi vì là Diệp Thần tu luyện, quanh thân tản ra nhàn nhạt linh khí. Để cho ngoài ra hai người cô gái cũng là đối với Diệp Thần rất có hảo cảm. Mà vậy một bên cùng theo Trịnh Niệm Lôi cùng tới ba tên bạn trai mà bị cô đứng ở một bên. Thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch gì, dám khiêu ta góc tường. Lý Thiên Tề rõ ràng có chút không vui, thanh âm cũng là trầm thấp xuống. Lý ca, nếu không chỉnh hắn một tay, vóc dáng lùn nam sinh nói nhỏ. Lý Thiên Tề suy nghĩ luôn mãi, trước không cần, thăm dò một chút để nói sau. Chỉ cần là người trong vòng, không người không biết ta danh hiệu, để cho hắn biết khó mà lui là được. Diệp Thần, đã nhiều năm như vậy, cũng chưa có nghe nói qua ngươi tin tức, ngươi đang bận rộn gì đâu. Đi làm ở đâu? Trịnh Niệm Lôi hỏi. Diệp Thần cười một tiếng, tự nhiên không thể nào nói tu luyện sự việc, liền nói láo, mù phối hợp, làm mấy năm binh, giải ngũ sau đó liền mù lăn lộn, cũng không có tránh hình. Vị này Diệp huynh đệ, trước đã từng đi lính. Không biết là bộ đội nào. Ta có bạn vậy là quân nhân, bất quá hắn là cái đoàn trưởng. Tóc ngắn nam tử đi tới trước, cười hỏi. Diệp Thần liếc mắt một cái tóc ngắn nam tử, cũng biết tên này đánh tâm tư gì, nói thẳng ta chính là lính nghĩa vụ, bất quá là không lý tưởng thôi. Một bên Trịnh Niệm Lôi nhưng là thở dài nói, làm lính thật rất lợi hại à, ta nhất sùng bái quân nhân. Bảo vệ quốc gia tốt biết bao. Hai cô gái cũng là lên tiếng phụ họa.
gật đầu một cái. Một câu nói này vừa ra miệng, tóc ngắn nam tử Lý Thiên Tề xem Diệp Thần ánh mắt cũng không đúng lắm, tràn đầy địch ý. Dám cùng ta cướp nàng mà, tự tìm cái chết. Nhiều lần suy tư, sắc mặt hắn biến ảo mấy phen, vẫn là hơi có vẻ nụ cười hỏi, huynh đệ đây là tới leo núi chơi. Cái này Cửu Long Sơn không thể so với tầm thường chi địa, khắp nơi đều là nguy hiểm, một không lưu ý xem ngươi như vậy bị thương coi như không dễ làm. Một bên Trịnh Niệm Lôi nghe được trong tai nhưng là tràn đầy lo lắng, đúng rồi, Diệp Thần, ngươi làm sao sẽ một người? Nếu không ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi, trên đường đi còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, chúng ta có thể chiếu cố ngươi. Trịnh Niệm Lôi hảo tâm nói. Diệp Thần lắc đầu từ chối, tỏ ý mình không thành vấn đề, có thể một mình xuống núi. Nhưng là Trịnh Niệm Lôi nhưng là mười phần lo lắng Diệp Thần an nguy, dẫu sao nơi đây hung hiểm vạn phần. Liền một mình hắn, thật sự là nửa bước khó đi. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Diệp Thần cười đáp, đúng rồi, các ngươi vậy mau rời khỏi đi, trên đỉnh núi xảy ra chút mà sự việc, có thể sẽ ảnh hưởng xuống phía dưới, nơi này đối với các ngươi mà nói quá nguy hiểm. Giờ phút này Diệp Thần hảo tâm nhắc nhở, ở Lý Thiên Tề ba trong mắt người nhưng là thay đổi mùi vị. Huynh đệ, chúng ta đưa ngươi xuống núi ngươi không muốn, còn khuyên chúng ta xuống núi. Muốn không nên như vậy. Lý Thiên Tề nói thẳng, liền ngươi bộ dáng này, còn đi qua đỉnh núi. Ngươi tại sao không nói mình đi qua Lăng Tiêu Bảo Điện đâu? Thổi Ngưu Bức cũng ở trên trời bay. Lý Thiên Tề châm chọc nói, lòng hắn muốn, cái vòng này thì lớn như vậy, nổi tiếng đại lão vậy chỉ mấy cái như vậy, liền liền những người đó cũng không dám nói thẳng leo lên qua đỉnh núi, tối đa cũng chính là bán yêu mà thôi. Hôm nay lại có người nói mạnh miệng chứa trên đầu mình. Vốn là lấy là Diệp Thần còn coi như là một thành thực người, không nghĩ tới cũng là một mũi heo cắm lớn hành dám trang voi tồn tại. Lý Thiên Tề diễn cảm tương đương xuất sắc, Diệp Thần nhưng là như cũ lãnh đạm, nguyên do ta bất tiện nói nhiều, nhưng thành tâm đề nghị, các ngươi bây giờ lập tức rời đi, các ngươi thể chất gặp không chịu nổi. Trận pháp mới vừa phá, trừ linh khí, thật ra thì còn sót lại từng tia mình hủy diệt ý, người bình thường quả thật tốt nhất không muốn hiện tại đi lên. Diệp Thần đây là tốt nói khuyên giải. Thể chất, Lý Thiên Tề các người, ba cái người đàn ông lẫn nhau nhìn một chút, ôm bụng cười vui vẻ cười to đứng lên, ngươi là ở chọc cười chúng ta sao? Ngươi còn cùng chúng ta nói thể chất. Diệp Thần thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, những người này, hoàn toàn không nghe lọt mình nói. Hắn ánh mắt quay đầu nhìn về Trịnh Niệm Lôi, ánh mắt kia tỏ ý không cần nói cũng biết. Các ngươi lập tức rời đi đi, sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần tiến lên, nhìn Trịnh Niệm Lôi nghiêm túc nói. Ta nói, người cái này người anh em có phải hay không ở trên núi mặt cầm đầu đụng hư? Lý Thiên Tề hiện tại coi như là đã nhìn ra, Diệp Thần là thuần túy đầu óc có tật xấu. Lời vừa nói ra, dẫn được đám người một hồi cười ầm lên. Diệp Thần không biết làm sao nhún vai, lần nữa nghiêm túc nói, tùy các ngươi đi. Thằng nhóc, không muốn không tán thưởng. Ở nơi này giả thần giả quỷ ngăn trở chúng ta rốt cuộc là ý gì? Ba người tiến lên vòng cánh tay, đem Diệp Thần vây quanh. Các ngươi làm gì? Trịnh Niệm Lôi một tiếng bất mãn tiếng quát truyền tới, ba người sửng sốt một chút. Chỉ gặp Trịnh Niệm Lôi bóng người đã chắn Diệp Thần trước người, các ngươi chẳng lẽ còn phải ở chỗ này đối với bạn học ta động thủ? Lý Thiên Tề các người giận mà không dám nói gì, dẫu sao nữ thần ở bên thiên vị, bọn họ mặc dù có tức trong người. Nhưng cũng không dám ngoài sáng xé rách ra mặt. Chúng ta đi thôi. Trịnh Niệm Lôi suy nghĩ luôn mãi, mở miệng nói. À, mấy tên đồng bạn rối rít không rõ ràng tại sao Trịnh Niệm Lôi sẽ đối với Diệp Thần nói bừa dùng mọi cách thuận theo. Lý Thiên Tề ba người bất mãn, vén lên tay áo liền hướng Diệp Thần đi tới, rất nhiều muốn niềm vui tràn trề đánh một trận ý. Nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong phát ra ông ông tiếng nổ. Ông ông ông, cách đó không xa hai chiếc cỡ lớn máy bay trực thăng võ trang chậm rãi tới, chỉ chốc lát sau liền quanh quẩn tại Diệp Thần trên đỉnh đầu. Cánh quạt xúi dục khí lưu ở mấy người bên cạnh bạo tán ra, đám người rối rít nằm trên đất, liền ánh mắt cũng không mở ra được, tạm thời tới giữa rơi vào trầm mặc, không biết cái này máy bay trực thăng rốt cuộc lai lịch gì. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thần? Lý Thiên Tề trong lòng khó hiểu toát ra một cái không tưởng tượng nổi ý niệm. Nhưng trong thoáng qua lại bị hắn lập tức bác bỏ. Một cái như vậy đầu óc có tật xấu người, có thể chỉ huy được máy bay trực thăng.
đánh chết hắn cũng là không tin. Bất quá chốc lát, hai chiếc máy bay trực thăng võ trang chậm rãi đáp xuống hẹp miền đồi núi bên trên, cửa khoang đã sớm mở ra, một tên vóc người to lớn, lộ ra cực mạnh sức uy hiếp nam tử dò đầu mắt nhìn xuống phía dưới. Hắn ánh mắt tựa hồ đang tìm cái gì. Đột nhiên, hắn ánh mắt đông lại một cái, nhìn về Diệp Thần đám người phương hướng, từ vậy cách mặt đất mấy thước cao trên phi cơ trực thăng dược nhiên xuống, vẻn vẹn chỉ là mấy cái lắc mình, liền đã tới bọn họ phụ cận. Lý Thiên Tề các người phảng phất là thấy yêu ma quỷ quái vậy khó có thể tin nhìn vậy người từ trên trời hạ xuống ảnh, miệng mở lớn đến trình độ cao nhất. Cái này, mấy người khẩn trương không nói ra lời, nam tử kia cho bọn họ quá mạnh mẽ cảm giác bị áp bách. Như vậy kế tiếp càng làm bọn họ khiếp sợ một màn xảy ra, chỉ gặp nam tử kia ba bước cũng làm hai bước đi tới Diệp Thần phụ cận, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, điện chủ, chúng ta tới trễ. Diệp Thần lơ đễnh, chỉ là nhàn nhạt hơi gật đầu một cái ở Lục Lăng Phong bên tai nói nhỏ mấy câu, Lục Lăng Phong sắc mặt biến đổi. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói, Hoa Hạ cổ võ giới vị kia cũng tới, muốn gặp ngươi. Diệp Thần quay đầu lại, chỉ gặp một chiếc khác máy bay trực thăng võ trang bên trong, một tên hoa áo lót người trung niên bóng người chậm rãi lộ ra hình dáng. Mấy phút sau, máy bay trực thăng võ trang trên. Diệp tiên sinh, người nói có thể câu câu là thật. Tóc muối tiêu người đàn ông mặt đầy lo lắng ngưng trọng. Diệp Thần gật đầu một cái này tụ linh trận cả nước các nơi tuyệt không chỉ một chỗ. Mỗi một chỗ đều tụ tập số lớn thiên địa linh khí, lại những địa điểm này đều hết sức bí mật, cho dù là long hồn, muốn toàn bộ điều tra rõ ràng vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Chỉ là phá vỡ chỗ này linh trận, cũng đã hao phí hơn phân nửa tinh lực, hơn nữa những thứ này linh trận, sẽ ảnh hưởng đến Hoa Hạ khí vận. Lời vừa nói ra, tóc muối tiêu người đàn ông thật lâu không nói. Ngươi nhưng có phương pháp phá cuộc. Bầu không khí ngột ngạt kéo dài rất lâu. Cái này nhỏ hẹp bên trong không gian, tạm thời tới giữa lâm vào yên lặng, cuối cùng là tóc muối tiêu người đàn ông khẽ than một tiếng đánh vỡ bế tắc. Diệp Thần cũng là chau mày, một lát sau hắn nhẹ giọng nói, trước mắt chỉ có một cái phương pháp có thể rõ ràng. À, tóc muối tiêu người đàn ông trước mắt sáng lên, tựa hồ là ký thác toàn bộ hy vọng ở người trẻ tuổi này trên mình. Tiểu tử rơi vào ngủ say, mới khí vận thượng thiếu tái thể. Linh mạch khí vận chịu đựng tái thể cần phải có người tới thừa kế. Chỉ có như vậy, mới có thể đem Hoa Hạ khí vận gìn giữ, dùng để chống cự tụ linh trận ăn mòn. Diệp Thần cân nhắc từng câu từng chữ nói. Như vậy tái thể, ý ngươi là. Tóc muối tiêu người đàn ông cau mày, mở miệng văn đạo. Ngươi ở Hoa Hạ cổ võ giới địa vị, đức cao vọng trọng, ngươi làm cái này tái thể, thích hợp nhất bất quá. Bất quá. Ta sẽ ở bên trong cơ thể ngươi trồng một đạo phù chiếu, ngươi phải vĩnh viễn bảo vệ Hoa Hạ. Diệp Thần nói, tóc muối tiêu tay của đàn ông chỉ có chút nhỏ nhẹ run rẩy. Một khi một nước khí vận thêm tới người, như vậy hắn thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí là trở thành Hoa Hạ người bảo vệ. Du ngoạn đỉnh núi, cho dù là phi thăng vực ngoại, cũng là vô cùng có thể, còn như tuổi thọ, lại là sẽ cùng thiên đủ. Đây đối với người bất kỳ mà nói. Đều là một cái không cách nào cự tuyệt mê người điều kiện. Ta hiểu ý, bắt đầu đi. Tóc muối tiêu người đàn ông trầm giọng nói. Diệp Thần mang tóc muối tiêu người đàn ông đi tới Cửu Long Sơn Đỉnh. Hắn linh lực phun trào, đan điền linh khí điên cuồng vận chuyển, trắng ánh sáng màu vàng hóa thành một cái bàn tay to lớn đem Hoa Hạ chung quanh khí vận toàn bộ tụ lại, hóa thành một cái múa lên phía đông Cửu Long quanh quẩn cả tòa Cửu Long Sơ âm mạch, một phiến điềm lành. Lên! Theo bàn tay biến dạng bầu trời nổ ầm, vậy cái thanh long tán làm đầy trời quang vũ tích tích chấm vẩy chiếu vào tóc muối tiêu trên người nam nhân. Tóc muối tiêu người đàn ông ánh mắt như đuốc, nóng bỏng ánh mắt nhìn Diệp Thần. Vì sao vị khí vận, khí do người tụ, vận do trời. Vận thượng không thể nói, mệnh dã có thể đổi. Tóc muối tiêu người đàn ông hai tay thua đứng ở Cửu Long Sơn Đỉnh. Hoa Hạ khí vận, ở người thân. Ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi Hoa Hạ, người phải đem bảo vệ tốt, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần nhàn nhạt đến. Tóc muối tiêu người đàn ông nghe vậy, khẽ mỉm cười, đáp ta có thể hay không đem khí này vẫn đánh tan. Phân tặng cho hàng tỷ vạn quần chúng. À, vì sao? Diệp Thần có nhiều hăng hái nhìn trước mặt cái này già dặn thẳng bóng người. Tại chỗ thành thần pháp môn, cũng không muốn. Ta tự biết võ đạo cuối có hạn.
như đem khí vận hết sức thêm ta thân, vậy trăm năm sau. Ngàn năm sau, chung có ta không có ở đây một ngày, khi đó Hoa Hạ phải chăng sẽ mất đi tại thời gian xó xỉnh. Tóc muối tiêu người đàn ông nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, Diệp Thần thân hình run lên, hắn trong lòng, chứa hạ hàng trăm triệu vạn nhân dân. Tản đi khí vận, phúc trạch muôn vàn người, một ngày kia, ta hy vọng Hoa Hạ còn có thể ra một cái xem ngươi như vậy đỉnh thiên lập địa nhân vật. Tóc muối tiêu người đàn ông trong mắt hiện lên quang, hắn trong mắt chiếu trước tương lai. Diệp Thần cười một tiếng, cái loại này có thể chưa chắc không có. Tóc muối tiêu người đàn ông hắn nguyện đi đánh cuộc một cái tương lai xa xôi, như vậy thứ nhất, thế lực ngoại lai cũng đem sẽ không lại mơ ước Hoa Hạ linh mạch, tương đối dài trong thời gian, quốc gia này đem ở vào một đoạn tương đối an ổn thời kỳ phát triển. Hoa Hạ biên giới. Đây là chuyện gì xảy ra? Mỗi cái người đều có chút rất nhiều khí vận thêm thân. Làm sao cảm giác thần thanh khí sảng? Cái này một vi diệu biến hóa, đem ở tương lai thời gian sông dài bên trong, không ngừng ảnh hưởng toàn bộ Hoa Hạ tương lai thế cục đi về phía. Dĩ nhiên, đây là nói sau. Tan hết khí vận tóc muối tiêu người đàn ông, hình bóng như cũ đứng thẳng, hắn ánh mắt nhìn cái này thật tốt non sông, mắt cười chúm chím ý. Điện chủ, việc lớn không xong. Lục Lăng Phong bóng người bước nhanh chạy tới, nhìn một mắt Diệp Thần bên người tóc muối tiêu người đàn ông, hắn thời gian đầu tiên cúi đầu cho nên ý. Bạn ngài, Trịnh Niệm Lôi nàng thân thể có chút tình huống dị thường, mấy người kia cũng xuất hiện không cùng trình độ phản ứng. Có mấy người đã bắt đầu thất khiếu chảy máu. Lục Lăng Phong nói rõ tình huống. Ừ, ta đây là cầm một chuyện bỏ quên, những người đó có một ít khí vận thêm thân, hơn nữa, nơi đây biến dị còn sót lại linh khí và hủy diệt khí xảy ra huyết mạch đối với sông lên. Diệp Thần bóng người chạy như bay, tóc muối tiêu người đàn ông cũng ở đây Lục Lăng Phong dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng rời sân. Rất nhanh Diệp Thần liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn nhìn lướt qua đám người. Lắc đầu một cái, sau đó đầu ngón tay vạch qua lau một cái ánh sáng nhạt, mấy người hơi thở tiệm xu vững vàng, Diệp Thần mở miệng nói. Tánh mạng bọn họ không ngại, bất quá vẫn là lập tức đưa bác sĩ viện chạy chữa. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi lúc đó, đột nhiên Diệp Thần phát hiện Trịnh Niệm Lôi ấn đường biến thành màu đen, hiển nhiên là điềm đại hung. Do dự mấy giây, Diệp Thần thở dài một tiếng thôi. Mấy giờ sau đó, thành phố Tây Hải. Một cái tọa lạc tại Hoa Hạ bản đồ góc Tây Bắc thành phố, một đạo nắng ban mai vẩy vào yên lặng trên vùng đất, mấy tiếng tước minh phá vỡ chân trời. Phương xa tập đoàn dưới cờ một nhà cao cấp bệnh viện tư nhân lầu 14 trong phòng làm việc, truyền tới tiếng một người con trai, ta biết. Đây là một cái trung niên nam tử, tuổi chừng 50 tuổi trên dưới, nhưng bởi vì bảo dưỡng nguyên nhân, giữa trán cũng không nếp nhăn, tóc mai gian cũng không gặp chút nào vớ lưới trắng, khí vũ hiên ngang. Cho người một loại áp lực vô hình. Có thể gặp người phần tất nhiên không giống bình thường. Lôi nhi nàng rốt cuộc là tình huống gì? Người trung niên chính là Trịnh Niệm Lôi phụ thân. Đưa các nàng tới bệnh viện chính là một chiếc máy bay trực thăng, tình huống cụ thể ta bất tiện tiết lộ, nhưng xin yên tâm, làm tiểu thư sẽ không có bất kỳ tình huống gì, an tâm tĩnh dưỡng là được. Bác sĩ chỉ là nhàn nhạt lưu lại một câu nói, liền xoay người rời đi. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là Diệp Thần bày mưu đặt kế. Chuyện liên quan đến quá nhiều, cho dù là Trịnh Niệm Lôi người nhà, cũng không tiện biết được quá nhiều. Cùng lúc đó, Diệp Thần ở cửa bệnh viện thấy một chuyến Kim Lãnh Nhạn, sau đó liền trở lại bệnh viện. Mới vừa bước vào bệnh viện, Diệp Thần thần sắc đông lại một cái, linh thức ngược lại là có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, hướng một phương hướng đi. Hắn đi dạo sân vắng đi tới Trịnh Niệm Lôi phòng bệnh trước, đẩy cửa vào, khóe miệng phác họa một đạo nghiền ngẫm nụ cười. Ngay tại lúc này, một hồi vèo vèo tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần trước mắt xuất hiện một chuôi dao giải phẫu, sắc bén kia lưỡi dao lướt qua hắn sống mũi mà qua, đinh ở bên cạnh trên tường, Diệp Thần cuối cùng không có ra tay. Thậm chí hắn trước mắt tránh qua một người mặc màu trắng đồ vận động bóng người thật nhanh xông vào thang máy, không thấy tung tích. Diệp Thần thần sắc như thường, nói, lại có người muốn giết Trịnh Niệm Lôi. Cái này hoặc giả chính là Trịnh Niệm Lôi điềm đại hung. Trong chốc lát hắn bóng người liền xuất hiện ở cửa bệnh viện. Bãi đậu xe lối ra ở bệnh viện phía bên phải, Diệp Thần nhịp bước không làm chút nào dừng lại, hướng giao lộ chạy đi, sau đó chỉ nghe gặp bầm một tiếng vang thật lớn,
một bóng người bị đánh bay 10 mét có thừa, ngã ở vũng máu bên trong. Vậy trắng tinh đồ vận động, ngay tức thì bị lau một cái đỏ thắm thấm ướt. Hắn không có ra tay một mặt là bởi vì ở bệnh viện, người nhiều tai mắt lẫn lộn, mặt khác, hắn bất quá là muốn thông qua người này tìm ra hậu thủ thôi. Nhưng hôm nay, hiện tại tất cả đầu mối đều gãy, cái này đã ngã xuống đất tắt hơi, chiếc kia gây tai nạn xe, ngược lại là phải long hồn điều tra một tí. Sát thủ bị phe thứ ba thế lực chặn đánh. Không, hoặc giả là hành động thất bại, bị người mình diệt khẩu. Học chung với nơi này, Diệp Thần cảm thấy có chút ý tứ, nếu thật sự là như thế, như vậy thế lực sau lưng tuyệt không đơn giản. Không quá nửa tiếng, Diệp Thần điện thoại di động lóe lên, căn cứ nhận được tin tức biểu hiện, cái đó đụng chết sát thủ tài xế không có bất kỳ vấn đề, chẳng lẽ đây hết thảy đều là bất ngờ. Hết thảy các thứ này cũng chỉ có thể chờ đến Trịnh Niệm Lôi tỉnh lại đi hỏi nàng. Diệp Thần thi triển thuật pháp, Trịnh Niệm Lôi mấy người cũng đã thanh tỉnh lại. Mấy phút, Diệp Thần liền đi nhập phòng bệnh. Diệp tiên sinh, đa tạ ngươi cứu giúp. Lần thứ hai gặp mặt, vậy tuổi chừng 50 tuổi trên dưới, giữa trán cũng không nếp nhăn, khí vũ hiên ngang người trung niên hướng về phía Diệp Thần trầm giọng nói. Hắn đối với Diệp Thần thái độ, cũng là từ con gái chỉ nói ngắn gọn bên trong nghe được. Có thể làm cho người phái ra máy bay trực thăng tiếp kiến người tuổi trẻ, thân phận tuyệt đối bất phàm. Trịnh tiên sinh, mượn một bước nói chuyện. Diệp Thần vừa vặn có lời muốn đối với Trịnh Niệm Lôi phụ thân thuyết minh, đối với người trung niên thân phận, hắn đã biết rồi, là quốc nội một nhà làm sinh vật y dược đứng đầu khoa học kỹ thuật công ty CEO. Bất quá Trịnh Niệm Lôi tựa hồ đối với phụ thân xí nghiệp cũng không có quá nhiều hứng thú, đại học thi luật pháp chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp liền tham gia công tác trở thành một luật sư có tiếng, sau đó có chút danh tiếng sau đó liền nghỉ việc mở công chuyện của mình nơi, bình thời là một tên thâm niên việt dã và cực hạn vận động người yêu thích. Đối với Trịnh Niệm Lôi phụ thân, Diệp Thần nắm giữ tư liệu không hề nhiều, hắn công ty một mực vững bước vận hành, cũng không có bất kỳ xuất sắc thành tích. Cho đến 4 năm trước, một mực không nóng không lạnh phương xa y dược tập đoàn, bắt đầu lấy đột nhiên tăng mạnh địa thế đầu cơ hồ chiếm lĩnh toàn bộ Tây Hải toàn bộ thị trường, hắn đứng đầu sinh vật kỹ thuật và y dược trình độ kéo theo toàn bộ thành phố Tây Hải phát triển. Diệp tiên sinh có cần gì địa phương, ta nhất định phối hợp. Người trung niên thâm thúy trong mắt bên trong, không nhìn ra chút nào làm bộ, hắn trầm giọng nói. Cái này mấy ngày tới, một mực có người muốn ám sát Trịnh Niệm Lôi, cái này nguyên nhân sau lưng, Trịnh tiên sinh có từng biết được. Diệp Thần cúi đầu giam trước trên ngón tay đổ gai, thờ ơ nói. Người trung niên ăn ý hoảng sợ, cái gì? Hắn khó có thể tin con mắt bên trong, bắn tán loạn ra là lửa giận. Diệp Thần liếc mắt một cái. Cũng biết chuyện này cùng hắn không có quan hệ, từ hắn trong ánh mắt, có thể thấy, chỉ có khiếp sợ. Bất quá Trịnh tiên sinh ngươi yên tâm, sự việc đã giải quyết xong hết rồi, ta nguyên vốn chỉ là cho là ngươi trên phương diện làm ăn cùng người kết oán các loại. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Người trung niên chau mày, chuyện này, ta cũng sẽ tay điều tra. Dám động con gái ta, ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Hắn chán tới giữa, cũng là thoáng qua một chút sát ý. Diệp tiên sinh, có thể hay không xin nhờ ngài, giúp ta chăm sóc một tí nàng, mấy ngày nay, ta có một số việc phải giải quyết. Người trung niên khẩn thiết ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Ở hắn nhận biết bên trong, Diệp Thần thủ đoạn tuyệt đối thông trời, có Diệp Thần ở đây, con gái mình mới sẽ tuyệt đối an toàn. Diệp Thần do dự mấy giây, cuối cùng nhẹ khẽ gật đầu, yên tâm đi, nàng là ta bạn học, về tình về lý, ta cũng sẽ chiếu cố một hai. Nhìn người trung niên rời đi hình bóng, Diệp Thần luôn cảm giác có chút là lạ. Diệp tiên sinh, bệnh nhân bên này tình huống thật ra thì vốn là ổn định, tiếp tục nằm viện vậy không có ý nghĩa, thu thập một tí đồ, chúng ta bên này liền có thể làm xuất viện. Cả người áo khoác dài màu trắng chủ nhiệm đi tới Diệp Thần phụ cận, nhẹ giọng nói. Diệp Thần để cho mấy người tới bệnh viện, bản thân chính là vì tránh một chút phiền toái, hôm nay cũng kém không nhiều nên kết thúc. Cửa bệnh viện, Diệp Thần để cho Lục Lăng Phong phái một chiếc xe, sau đó, Trịnh Niệm Lôi và Diệp Thần cùng lên xe. Diệp Thần trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ngươi gần đây có phải hay không đắc tội người nào? Có người đang đuổi giết ngươi. Trịnh Niệm Lôi tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết, lại thật ra tay. Diệp Thần kinh ngạc nhìn trước mắt cái cô gái này, đây rốt cuộc là tình huống gì?
thật ra thì cùng ta trước đón lấy một cái đặc thù vụ án có liên quan. Trịnh Niệm Lôi nói liên tục. Lúc đầu, Trịnh Niệm Lôi theo mình cố gắng cùng Thiên Phú, dần dần làm việc bên trong bắt đầu bộc lộ tài năng, nhận một ít số tiền lớn vụ án. Trong đó liền đón lấy qua một cái như vậy án ví dụ, lúc ấy thành tựu nguyên cáo phương, đánh thắng vụ kiện này, làm rất đúng tay công ty tổn thất một số lớn tiền vốn, đối phương đã từng ở thế giới dưới đất mở ra qua giá cả. Muốn ám sát nàng. Nhưng ngại vì Trịnh Niệm Lôi phụ thân ở thành phố Tây Hải địa vị cùng uy vọng, rất nhiều sát thủ ở bản xứ nhưng là hữu tâm vô lực. Cho nên Trịnh Niệm Lôi tự mình cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng cũng không loại bỏ số tiền lớn dưới có mãng phu hiểm nghi. Nguyên lai là như vậy. Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói, bề ngoài nhìn như hết thảy cũng giải thích thông, nhưng trong thực tế nhưng là dòng nước ngầm phun trào. Diệp Thần đem sự tình đơn giản tình huống, cũng phát cho Kim Lãnh Nhạn. Rất nhanh, một hồi điện thoại di động chấn động vang lên, Diệp Thần từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, một xem phía trên chú thích, chính là Kim Lãnh Nhạn. Alo, đã điều tra xong, cùng ngươi đoán không kém, Trịnh Niệm Lôi bởi vì một cọc kiện, đích xác là đắc tội một ít người. Đối phương chỉ mặt gọi tên phải không tiếc bất cứ giá nào mua Trịnh Niệm Lôi mệnh. Nhưng vẫn là bị hạn chế bởi Trịnh gia địa phương ở Tây Hải thế lực, không ai dám trên mặt nổi tiếp đơn. Vậy tại sao Trịnh Niệm Lôi phụ thân lại nói chưa từng nghe qua chuyện này? Diệp Thần nghi vấn nói. Bên đầu điện thoại kia trầm ngâm một hồi, đây chính là ta phải nói chuyện thứ hai, thành phố Tây Hải Phương Sa Y Dược Tập Đoàn có vấn đề. Cái công ty này hiện tại ở chế tạo sinh hóa phương diện đồ, trong đó liền bao gồm người sống thí nghiệm. Nhưng là cái này kỹ thuật từ vì sao tới, chưa từng biết được. Bất quá giáo quan, cái này thí nghiệm và Côn Lôn hư một ít thứ có liên quan, thậm chí trên cơ thể người trên vận dụng tụ linh trận. Còn nữa, một ít đầu mối tựa hồ vậy chứng minh, chuyện này và Viên Đạo Phong có chút liên quan, bất quá cụ thể, ngắn như vậy thời gian, còn không cách nào xác định. Giáo quan chờ một tí, ta nhận cú điện thoại, rất nhanh. Diệp Thần gật đầu một cái, kiên nhẫn chờ đợi. 20 giây sau đó, bên đầu điện thoại kia đột nhiên truyền tới Kim Lãnh Nhạn thanh âm vội vàng, giáo quan, Viên Đạo Phong xuất hiện, quả nhiên và Phương Sa Y Dược có liên quan. Diệp Thần con người đông lại một cái, có chút bất ngờ, nói, lập tức nói cho ta địa điểm, nhanh nhất tốc độ. Đến từ Diệp Thần bén nhạy chi giác. Tụ linh trận, hòa tử nhân. Diệp Thần ánh mắt thâm thúy lại kiên định, cái này sau lưng hết thảy, cũng nhanh nổi lên mặt nước. 2 tiếng sau đó, Kim Lãnh Nhạn cho Diệp Thần gửi một cái địa chỉ. Tú Nước Thôn, nhà máy xi măng dưới đất. Diệp Thần an bài xong Trịnh Niệm Lôi sau khi an toàn, chạy thẳng tới mục tiêu. Sau một nén nhang, Diệp Thần bóng người đứng yên tại trước cửa, cuồng gió vù vù vang dội, lay động hắn vạt áo, một đạo thân ảnh từ xa xôi chân trời tiệm xu ép tới gần. Diệp Thần linh thức phóng thích, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Trận pháp này ngược lại có chút ý. Ngươi dùng những công việc này người chết làm trận mắt, chính là vì hạn chế ta thực lực. Hơn nữa ngươi không có lựa chọn Côn Lôn hư, mà là lựa chọn Hoa Hạ, chính là biết Hoa Hạ thiên địa quy tắc đối với ta có ảnh hưởng, ta ra tay sẽ chiếu cố đến Hoa Hạ. Ngươi lấy làm cái này, liền có thể thắng được ta. Diệp Thần hướng về phía hư không nhàn nhạt nói. Diệp Thần, ngươi thật là âm hồn không tiêu tan. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, người đến chậm rãi xoay người. Diệp Thần ánh mắt nhìn về vậy trương sắc mặt nhợt nhạt gương mặt, biết đối phương chính là Viên Đạo Phong. Bất quá lòng đất hòa tử nhân làm trận mắt đại trận, đang chảy ra rất nhiều tà khí hướng Viên Đạo Phong đi. Thời khắc này Viên Đạo Phong ngược lại là và vậy trong chấn tà bàn vô tổ có chút tương tự. Diệp Thần mở miệng nói, bỏ mặc như thế nào, người đều không phải là ta địch thủ. Chỉ gặp vậy Viên Đạo Phong tay áo vung tay lên, hai tay thua lập ở sau lưng, Diệp Thần. Người vĩnh viễn là không thấy rõ thế cục người kia. Đến khi kế hoạch thành công, ta vẫn là ta. Viên Đạo Phong thanh âm khàn khàn hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói. U mê không tỉnh. Diệp Thần khẽ lắc đầu một cái, hắn biết như thế nào đi nữa khuyên, cũng là không công. Viên Đạo Phong tuyệt sẽ không thổ lộ nửa chữ, đã như vậy. Diệp Thần ánh mắt bên trong, thoáng qua một chút quyết tuyệt ý. Mà ánh mắt này... Viên Đạo Phong cũng là bắt được, hắn thanh âm khàn khàn lần nữa mở miệng nói, làm sao? Muốn động thủ, không làm thánh nhân giả từ bi.
hắn âm xâm xâm mở miệng nói. Diệp Thần không có đáp lại, hai tay chắp sau lưng, nhắm mắt chờ đợi cái gì. Diệp Thần, hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Viên Đạo Phong một tiếng gầm lên, tiếp liền đánh ra đếm trưởng, nguyên gian công xưởng ầm ầm sụp đổ. Viên Đạo Phong khí tức mạnh mẽ bạo tán ra, tà sát ý cuộn sạch, thậm chí mơ hồ đột phá. Nếu là không có Diệp Thần, hắn ở chỗ này trái đất bên trên, liền có thể chân chính trở thành giống như thần tồn tại, nhưng bây giờ Viên Đạo Phong còn không có bước ra vậy một bước cuối cùng. Bất quá, giờ phút này hắn chuẩn bị bước ra bước này. Diệp Thần con ngươi lãnh đạm. Lớn như vậy trận, chỉ có thể xuất từ vực ngoại. Hắn vậy mấy trưởng, là Diệp Thần đến tận bây giờ ở Hoa Hạ nhìn thấy mạnh nhất võ đạo. Viên Đạo Phong biết mình muốn đem Diệp Thần đánh chết ở đất này, không khác nào mộng tưởng hảo huyền. Há khặc khặc phát ra một tiếng cười quái dị, cần phải dự định hấp thu đại trận lực lượng, nhưng vào lúc này, Diệp Thần bóng người xuất hiện, một trường vung ra, liền muốn đánh gãy Viên Đạo Phong lên cấp. Viên Đạo Phong quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, khóe miệng hơi giơ lên, lau một cái nụ cười tà dị dược nhiên tại trên mặt. Ta biết ta và ngươi chênh lệch rất nhiều, nhưng đối phó với ngươi, có chút biện pháp nhưng là có thể. Một giây kế tiếp, chung quanh hư không lại mơ hồ muốn văng tung tóe. Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng, ngón tay bắt pháp quyết, bảo vệ Hoa Hạ sắp văng tung tóe không gian. Hèn hạ, Diệp Thần trôi lơ lửng trên không bên trong, mắng. Viên Đạo Phong lại lấy hủy diệt Hoa Hạ làm uy hiếp. Diệp Thần đúng là có năng lực một chiêu liền giải quyết Viên Đạo Phong. Nhưng Viên Đạo Phong vừa chết, lòng đất đại trận khởi động, Hoa Hạ không gian liền sẽ biến dạng. Đến lúc đó hư không chảy loạn buông xuống, Hoa Hạ con dân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một bước cờ hiểm, nhưng Diệp Thần không thể không nói, đây là Viên Đạo Phong duy nhất phần thắng. Giữa hai người chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Trên hư không, hai bóng người yên lặng nhìn thẳng đối phương, cuồng bạo uy áp đem không khí đều phải đọng lại. Lật tay tới giữa chính là làm được chín tầng trời biến sắc. Trái đất màn hình, chưa bao giờ có cường giả như vậy giao thủ, trong tin đồn, nếu là có siêu thoát cao nhất tích chữ đang toàn lực ra tay, đem sẽ có đại khủng bố phát sinh. Bầu trời dần dần đổi được u ám, từng đạo to cỡ miệng chén nhỏ sấm sét vạch qua bầu trời, tiếng nổ vang lên, thẳng bổ về phía hai người. Vậy cuồng bạo sấm sét rơi vào Diệp Thần trên mình, chút nào đối với Diệp Thần không sinh ra được tổn thương. Chỉ vì là, Diệp Thần bất kể là thân xác hay là thực lực cũng áp đảo Hoa Hạ thiên đạo bên trên. Vậy lôi kiếp gặp đối với Diệp Thần không có hiệu quả, lại hướng Viên Đạo Phong chạy đi. Viên Đạo Phong cũng không có như vậy buông lỏng, vốn cho là mình đã đứng ở trái đất đỉnh cấp, thực thì không phải vậy, màn hình uy áp lực, không cho phép có siêu thoát tồn tại. Trời muốn đem xóa bỏ. Ở màn hình quy tắc dưới sự uy áp, vạn vật đều là con kiến hôi. Vậy đến từ trái đất màn hình lôi kiếp, cứng rắn đánh phải một cái, đối với Viên Đạo Phong mà nói, tất nhiên là thân tử đạo tiêu kết quả. Này cùng trình độ chiến đấu, đã là long trời lở đất, người bình thường dù là chỉ là xa xa nhìn lên một mắt, cũng biết nói tim không yên. Ta phí hết tâm huyết mới sánh bằng cảnh giới, Diệp Thần ngươi đã sớm đạt tới. Đáng tiếc, ngươi tìm quá thiện lương. Viên Đạo Phong bóng người ở trong hư không né tránh, thừa dịp kẽ hở hướng về phía Diệp Thần mở ra sát phạt thế công. Viên Đạo Phong vốn là lấy sát tâm chứng đạo, năm đó tu võ người đường, chết ở hắn dưới trưởng oan hồn đếm không hết, ngày xưa đỉnh cấp lúc đó, từng lấy vừa đỡ trăm. Khi đó hắn liền lập được lời thề, muốn tranh cái này trái đất người mạnh nhất. Diệp Thần ánh mắt như đuốc. Mang trưởng tới giữa hủy diệt ánh sáng dâng lên tí ti ngọn lửa. Người đạo tâm đã sớm sụp đổ, suốt đời đem dừng bước nơi này. Thời khắc này Diệp Thần, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi thật lấy vì ngươi có thể lấy Hoa Hạ uy hiếp ta. Buồn cười. Ta là Diệp Thần, hôm nay, ta liền để cho ngươi xem, vì sao là thần. Giờ khắc này, Diệp Thần không dự định nương tay. Giờ khắc này Diệp Thần, treo ở trên bầu trời. Quanh thân phun trào ra cực mạnh khí thế. Hoa Hạ thiên địa linh khí tựa như cũng trào hướng Diệp Thần. Không chỉ như vậy, Diệp Thần quanh thân hư không tựa như hoàn toàn biến dạng. Viên Đạo Phong hơi ngẩn ra, giờ khắc này, hắn tựa như mới biết được truyền thuyết kia ở giữa Diệp Thần. Hắn biết mình xa xa đánh giá thấp Diệp Thần. Nhưng hiện tại kiếm ở trên cung, không phát không được.
hắn không có lựa chọn. Diệp Thần, ngươi thật lấy vì ngươi có thể thắng. Viên Đạo Phong thần sắc dữ tợn nói. Từ ngươi buông tha Hoa Hạ, sơn môn bể tan tành lúc dậy, ngươi kết cục liền đã quyết định. Diệp Thần bình tĩnh nói. Viên Đạo Phong hừ lạnh một tiếng, bằng ngươi cũng xứng giảng đạo. Đi chết đi, huyết tế hạ xuống. Theo một tiếng quát to, trên hư không, tích tích mưa máu rơi xuống, mỗi một giọt đều ở đây đau nhói Diệp Thần da thịt, nhỏ xuống mưa máu ngưng kết thành một cái màu máu con bướm, từng cái bay đánh về phía Diệp Thần. Màu máu con bướm lại là đem bữa trước lôi kiếp cũng cắn nuốt đi, hắn uy năng đáng sợ. Đang đến gần Diệp Thần ngay tức thì, từng cái màu máu đỏ con bướm nổ bể ra, từng tiếng nổ mãnh liệt tiếng truyền tới. Cuồn cuộn bụi bấm trăm trượng. Tiếng nổ bao phủ nguyên phiến thương khung. Diệp Thần không thấy. Viên Đạo Phong hơi vui mừng, chẳng lẽ mình là đánh giá cao Diệp Thần. Ha 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 ha. Viên Đạo Phong từng tiếng cười như điên vang khắp hoàn vũ, ở hắn trong mắt, thời khắc này Diệp Thần đã thành một bãi máu bùn. Đối mặt như vậy oanh tạc, chính diện chống cự, tuyệt không có thể còn sống. Màu máu khói thuốc tràn ngập toàn bộ công xưởng, Viên Đạo Phong bóng người dựng thân ở trên hư không, nhìn hết thảy các thứ này, cũng nên tấm màn rơi xuống. Đây chính là ngươi thủ đoạn. Vừa muốn xoay người rời đi Viên Đạo Phong, nghe được phía dưới bình tĩnh thanh âm đạm mạc truyền tới. Hắn chợt xoay người lại một cái, trợn to hai tròng mắt, khó có thể tin nhìn thanh âm truyền tới phương hướng. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, khói thuốc tản đi, chính là Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần thân thể vẫn rắn giỏi, sừng sững ở phía trước, nhìn thẳng Viên Đạo Phong, ngươi thủ đoạn như đối mặt là mấy năm trước ta, có lẽ ta thật sẽ lúc này chết, nhưng là đối với bây giờ ta, cũng không đủ. Nói xong, Diệp Thần bóng người phóng lên cao. Viên Đạo Phong. Ta có rất nhiều sư phụ. Hôm nay, ta liền để cho ngươi cảm thụ một tí các vị sư phó võ kỹ. La sát quyền, phá bát phương. Hư không mơ hồ vỡ vụn, Diệp Thần một quyền lúc này đánh ra. Nặng nề đánh vào Viên Đạo Phong trên thân hình. Sắp đến không cách nào né tránh. Viên Đạo Phong thậm chí cũng không có thấy rõ Diệp Thần động tác, làm hắn gương mặt vặn vẹo đến mức tận cùng cảm giác đau liền đã truyền khắp toàn thân. Hắn thậm chí cảm giác mình thân thể muốn tại chỗ biến dạng. Phần thiên trưởng, diệt trời. Viên Đạo Phong giờ phút này con ngươi không ngừng phóng đại, hắn cảm giác được Diệp Thần thi triển võ đạo cấp bậc không cao. Nhưng vì sao uy lực như thế khủng bố? Thậm chí mỗi một đánh, cực kỳ thuần túy. Mà giờ khắc này, Diệp Thần thần sắc nhưng là vô cùng lãnh đạm. Hắn võ đạo xác thực mạnh mẽ, cường đại đến có thể tùy ý biến dạng Hoa Hạ. Nhưng mình ban đầu ở Hoa Hạ mới vừa kích hoạt luân hồi mộ địa mấy vị kia đại năng, võ kỹ nhưng là và Hoa Hạ thiên đạo quy tắc cực kỳ giống in. Hôm nay hắn tới thi triển, lại là dung hợp hắn võ đạo. Diệp Thần làm như vậy, là ở kính chào một vị kia vị luân hồi mộ địa đại năng. À, một tiếng gào thống khổ vang lên, giận dữ Viên Đạo Phong muốn phải phản kích, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Giờ khắc này, Diệp Thần như thần, mà hắn... chính là thần mắt nhìn xuống con kiến hôi. Hắn nhìn mình trên lồng ngực hai cái vết thương máu chảy rầm rề, thần sắc phức tạp. Trên đó hàm chứa Diệp Thần hủy diệt lực, ở vô tận vặn cổ Viên Đạo Phong vết thương, sức sống bất diệt, hủy diệt ý không cần thiết. Viên Đạo Phong nổi gân xanh, hụ hụ, mấy ngụm máu tươi phun ra, màu nâu đen đậm đặc chất lỏng từ hắn khóe miệng lưu lại, hắn miệng to thở dốc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán gian ào ào rơi xuống. Diệp Thần, ngươi đáng chết. Hắn không cam lòng gào thét. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, giống như là nhìn nhiều năm bản thân, hiện tại thu tay lại vẫn còn kịp. Đi chết đi, Diệp Thần. Vết thương truyền tới đau nhức đã làm được Viên Đạo Phong đánh mất lý trí, chó điên giống vậy đánh về phía Diệp Thần. Một quyền vung ra, Diệp Thần lóng tay cùng với hắn vi diệu góc độ tiếng chuông né tránh, đáp lại Viên Đạo Phong lại là nhất kích. Thử. Quả đấm xé ra máu thịt thanh âm vang lên, Viên Đạo Phong trên ngực, lại thêm một cái máu rầm rề lỗ lớn. Nhưng Viên Đạo Phong nhưng là xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Ha ha ha, một hồi quỷ kế được như ý cười như điên truyền tới, ta tự nhiên không giết được ngươi, từ ta trở thành tôn chủ con cờ bắt đầu, thì đã định trước kết cục, mà ta nhiệm vụ, là hôm nay tổn thương nặng ngươi. Ngươi là muốn mình còn sống, hay là để cho những cái kia Hoa Hạ người bình thường còn sống? Hắn muốn tự bạo, để cho Diệp Thần lựa chọn.
Đối với viên đạo phong tự bạo, Diệp Thần tự nhiên có thể tùy tiện né tránh. Coi như không tránh, Diệp Thần khủng bố thân xác, cũng không khả năng xảy ra chuyện. Nhưng Diệp Thần phải cân nhắc quá nhiều đồ. Một giây kế tiếp, hắn con người đông lại một cái, luân hồi huyền bi lại làm trận mắt. Hắn phải dựa vào chính mình hấp thu tự bạo năng lượng. Nháy mắt tới giữa, ngất trời huyết khí bạo tán, chu vi mấy chục cây số địa giới bên trên, tung lên một đóa màu máu mây hình nấm. Ngày hôm đó, vô số truyền thông tranh nhau đưa tin, một cái vắng vẻ xi măng công xưởng, phóng lên cao to lớn mây hình nấm màu máu, tản mát ra từng cơn tanh hôi, nhưng kỳ quái chính là, chu vi mấy chục cây số, không một người thương vong. Mà giờ khắc này nổ trung tâm địa giới. Một cánh tay từ trong bùn đất đưa ra tới, ngay sau đó chống lên nửa thân thể, hơi có vẻ chật vật bóng người chậm rãi từ trong đất chui ra, hắn thần sắc lãnh đạm, khẽ lắc đầu một cái, phủi xuống hết phát sao bụi bặm. Chính là Diệp Thần. Viên đạo phong vấn đề ngược lại là giải quyết. Nhưng đầu mối nhưng là cắt đứt. Nếu như ta không cảm giác sai lầm, đế thích thiên một đạo phân thân hẳn còn che giấu ở hoa hạ. Khả năng này là sau cùng tai họa ngầm. Diệp Thần nhìn chung quanh bị nổ hư hết thảy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa lấy điện thoại di động ra, nhấn một cái mã số. Kim Lãnh Nhạn, tình huống bây giờ là như vậy. Diệp Thần vừa muốn mở miệng, điện thoại di động đầu kia đã truyền đến Kim Lãnh Nhạn vậy lo lắng thanh âm, giáo quan, người động tĩnh này có chút lớn à? Người có bị thương không? Tình huống xa so tưởng tượng bên trong nghiêm trọng, viên đạo phong người phía sau, sợ rằng một mực ở trong bóng tối. Diệp Thần trầm ngâm hồi lâu, chỉ là khá là bất đắc dĩ nói ra thật tình, cái bên trong nguyên do cùng với cùng viên đạo phong kinh thiên đại chiến, mới vừa bất quá là mở màn thôi. Cho nên ngươi kế hoạch là, Kim Lãnh Nhạn nghi ngờ hỏi, trước mắt viên đạo phong con đường này đã gãy, theo lý mà nói, viên đạo phong vừa chết, nơi này hết thảy vốn nên kết thúc mới đúng, nhưng trên thực tế xa không có như thế đơn giản, lại không nói hoa hạ linh khí dị biến vẫn còn tiếp tục, liền vậy viên đạo phong người phía sau, đều là chưa từng phát hiện qua thân. Nếu như ta đoán không lầm, viên đạo phong người phía sau là ta một tên địch phân thân. Diệp Thần nói. Theo sát chân Trịnh Niệm Lôi phụ thân, ta hoài nghi hắn và cái tên kia có tiếp xúc qua, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng cái này là trước mắt duy nhất có thể tra điểm. Ta hiện tại lập tức đi điều tra. Điện thoại di động đầu kia truyền tới Kim Lãnh Nhạn ngưng trọng thanh âm, bây giờ tình huống, đối với Diệp Thần bọn họ một khối mà nói, nhưng là quá mức bất lợi, địch ở trong tối ta ở minh, quả thực bị động. Có tin tức, thời gian đầu tiên thông báo ta. Diệp Thần dặn dò, vạn không thể tự mình hành động. Diệp Thần giải quyết xong hết thảy, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần thần sắc đông lại một cái. Luôn có một loại tâm thần không yên cảm giác. Diệp Thần lẩm bẩm đến, sau đó ngẩng đầu lên, phát hiện cuối cùng lau một cái tà dương rơi xuống đỉnh núi, bóng đêm bao phủ nguyên phiến mặt đất. Thời khắc này Diệp Thần ngược lại là không có lựa chọn rời đi. Mà là một thân một mình ngồi ở cách vậy nhà máy xi măng mấy chục cây số ra ngoài đỉnh một ngọn núi, quan sát phương xa vậy đã hóa thành bụi bặm chiến trường. Lưu quang sáng trong tháng tỏa ra Diệp Thần hình bóng, lộ vẻ được có chút rất nhiều tịch mịch, lớn như vậy thế giới, dựa vào một mình hắn chống đỡ. Diệp Thần, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo nghe thư hùng khó phân biệt thanh âm truyền tới, Diệp Thần cũng không quay đầu, đối với cái thanh âm này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là trước vậy giao thủ mấy lần đế thích thiên thanh âm. Ta còn ở khắp nơi điều tra tung tích của ngươi, ngươi ngược lại tốt, mình tìm tới cửa. Diệp Thần treo ngồi ở đỉnh núi giữa không trung trên hình bóng cũng không quay đầu, cũng không có đứng dậy, chỉ là bình thản đáp lại. Giọng nói kia, giống như là đang cùng một cái xa cách nhiều năm bạn già thổ lộ tình cảm vậy tự nhiên. Khoan hãy nói, ta cái này đạo phân thân đều phải yêu mảnh đất này. Một cái áo bào đen người đàn ông bóng người chớp mắt, đi tới bên trên vách đá, cùng Diệp Thần sóng vai, rất tự nhiên cũng ngồi, liếc mắt nhìn Diệp Thần. Dưới hắc bào lộ ra một chút tóc trắng. Viên đạo phong cái tên kia mặc dù ta làm sao đều coi thường, nhưng dầu gì làm một con chó, hắn vẫn biết nên làm cái gì chuyện. Người đàn ông nhàn nhạt mở miệng. Ngươi hiện tại giết hắn, ta không người nào có thể dùng, thậm chí ta rất khó ở chỗ này phát động tâm ma thẩm phán. Ngươi xác định không cùng ta đứng ở một cái tuyến trên. Chỉ cần ngươi chịu ra tay, ngươi và ta bản thể cũng có thể xưng bá thái thượng thế giới,
thậm chí, ta có thể để cho ngươi thay thế Vũ Hoàng cổ đế vị trí. Vậy áo bào đen tóc trắng người đàn ông lần nữa mở miệng nói. À, cũng cho ta, ngươi vất vả mưu cầu cái gì sức lực. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói. Người đàn ông từ chối cho ý kiến, không có trả lời thẳng Diệp Thần vấn đề. Ngươi tới Hoa Hạ rốt cuộc là tại sao? Vì bá tánh. Diệp Thần hời hợt nói. Thiên hạ bá tánh, dân tộc đại nghĩa, người đàn ông khinh thường cười một tiếng, tựa hồ người trái đất thích dùng những thứ này dối trá từ. Bất quá là một ít con kiến hôi thôi, bọn hắn chết, là vì chứng thực chúng ta cao nhất đại lộ, là chết được hắn nơi. Trong mắt nam nhân cuồng nhiệt vẻ không che giấu chút nào. Trong miệng ngươi con kiến hôi, là bạn của ta, người nhà thậm chí còn ta phải bảo vệ người. Cho nên, đạo không cùng thôi. Diệp Thần nói như đinh chém sắt. Không quá ta cảm giác ngươi không hề xem ta ở địa tâm vực tiếp xúc được đế thích thiên, càng không giống như là một đạo phân thân. Đây là Diệp Thần trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Hắn thậm chí có chút không nhìn thấu trước mặt người. Áo bào đen người đàn ông lộ ra một đạo nụ cười, năm đó ngươi xuất hiện ở vực ngoại, cũng đã bị đế thích thiên bản thể chú ý tới, bất quá hắn không cách nào xác định sự tồn tại của ngươi. Mà ta là hắn một đạo tâm ma hóa thân, độc lập với bản thể ra. Ngươi có thể gọi ta là đế thích thiên, cũng có thể gọi ta là tâm ma đứng đầu, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta không phải hắn. Năm đó, hắn ngưng tụ ra ta lúc đó, ta liền có ý thức. Ta hết thảy quyết sách cũng tương đối độc lập, thậm chí ta tu luyện công pháp đều cùng tâm ma không có quá lớn quan hệ. Bất quá chúng ta mục tiêu là nhất trí. Kể từ khi biết sự tồn tại của ngươi sau đó, ta liền hạ xuống Hoa Hạ, bắt đầu bố trí. Vốn cho là ngươi ở vực ngoại kẻ địch rất nhiều, không rảnh phân tâm hạ xuống, lại lấy những người này thành tựu tâm ma của ngươi khống chế ngươi. Tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi trở về. Khoảng cách ta kế hoạch càng ngày càng gần. Có thể ngươi nhưng là hạ xuống, đem bọn họ từng cái phá hoại. Nam người nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, dần dần âm trầm dậy, ta có lúc đang suy nghĩ, ngươi không cùng ta đối nghịch, tốt biết bao nhiêu. Bóp chết ngươi như vậy một thiên tài, đáng tiếc. Người đàn ông liếm môi một cái, sát ý đã treo ở trên mặt. Xem ngươi bộ dáng này, ta quả thực không quá thói quen, bỏ mặc ngươi có phải hay không đế thích thiên, ngươi cũng thất bại. Diệp Thần mở miệng. Bình tĩnh nói. À, ngươi không muốn biết ta thực lực hình học. Người đàn ông có nhiều hăng hái hỏi. Diệp Thần ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt áo bào đen người đàn ông, ta không cần biết, bất quá người bộ dáng này, ta đúng là nhìn không quen. Ha ha ha. Người đàn ông kia cười lớn một tiếng, thư hùng không biện luận thanh âm bên trong hiện ra hết mệt mỏi, bất quá mấy hơi thở tới giữa, áo bào đen rút đi. Một vòng thân tràn ra đạo đạo ma khí tóc trắng người đàn ông, dựng thân tại Diệp Thần trước. Ngươi hiện tại phải cân nhắc không gian quy tắc, vậy phải cân nhắc hạ xuống võ đạo, khắp nơi cân nhắc, ngươi thật rất yêu mảnh đất này, trước viên đạo phong tự bạo, ta cũng biết ngươi sẽ tự mình một người chịu đựng, như qua ta không đoán sai, ngươi thân thể không gánh nổi cường độ cao chiến đấu, đánh chết ngươi, bây giờ ta vậy là đủ rồi. Bóng người chớp mắt, hướng Diệp Thần tấn công tới. Đã như vậy, vậy thì đi chết. Sát ý ngập trời tách thả ra, Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng. Đối phương đích xác nói đúng, mình lấy trận pháp cưỡng ép hấp thu viên đạo phong lực lượng, trên mình còn có chút thương thế. Mà giờ khắc này đế thích thiên cái này đạo tâm ma phân thân, thực lực kết quả như thế nào, hắn không cách nào xác định. Diệp Thần bóng người không ngừng né tránh, mấy cái thân vị kéo ra khoảng cách, đế thích thiên thân hình nhưng uyển như du long vậy linh hoạt, dính sát trước Diệp Thần không buông. Mấy trưởng tiếng chuông né tránh, nhưng vẫn là không khỏi bị một quyền. Chính giữa Diệp Thần ngực. Viên đạo phong có thể cầm ngươi ép đến loại trình độ này, cũng coi là con chó kia là ta tận trung. Đế thích thiên trên cao nhìn xuống, nhìn bị thương Diệp Thần. Giờ phút này nghe được đế thích thiên giễu cợt, Diệp Thần cũng là ngẩng đầu lên, như ngươi chân thân ở chỗ này, ta nói không chừng còn kiêng kỵ mấy phần, một cái tâm ma phân thân thôi, hai lạng rưỡi cười 0,3024 kg. Đế thích thiên nghe vậy, sắc mặt hơn nữa âm trầm mấy phần, ngươi ở bổn tôn trong mắt, cũng bất quá là con kiến hôi thôi. Chân áp ngươi, cho dù là phân thân, cũng bất quá là mang trưởng tới giữa. Đế thích thiên ngập trời huyết khí che lồng liền ánh trăng, trong thiên địa sắc thái tràn đầy đỏ thắm. Tâm ma cũng có nửa bước ra, đạo bất hư truyền chỉ ở ngươi.
không vâng lời một tên tâm ma phân thân ý chí, ngươi chỉ có thân tử đạo tiêu kết quả. Đế Thích Thiên nhìn xuống Diệp Thần, thanh âm đạm mạc truyền tới. Bổn tôn, ngươi cái này tu vi, cũng xứng gọi tôn. Khí thế kinh khủng tràn ngập ở giữa thiên địa, cái này một đêm, vô số người tâm thần không yên, ác mộng lật bay. Liên liên thời khắc này Diệp Thần, trực diện thời khắc này Đế Thích Thiên, cũng là lần đầu tiên hoàn toàn ngưng trọng. Một mảnh tinh không mơ hồ hội tụ. Đây là, trong truyền thuyết, hồng mông đại tinh không, không, không thể nào. Đế Thích Thiên có chút ngạc nhiên. Hồng mông lớn tinh không lực lượng quá mức mạnh mẽ, chiếu lý mà nói không thể nào xuất hiện ở Hoa Hạ. Một khi xuất hiện, Hoa Hạ cũng sẽ văng tung tóe. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cái này tự nhiên không phải hồng mông đại tinh không, đây là ta đạo tâm diễn hóa ra một phiến ý cảnh thôi. Không nghĩ tới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đế Thích Thiên mắt gặp Diệp Thần càng phát ra mạnh mẽ, không chỉ không có cảm giác mất mát, ngược lại thì phá lệ hưng phấn. Ở Đế Thích Thiên trong mắt, thời khắc này Diệp Thần tựa như là dê con đợi làm thịt, Diệp Thần hết thảy, đều đưa là hắn. Ở giữa thiên địa khôi phục trong sạch, vậy ngập trời cao nhất ma ý cũng là toàn bộ tan đi. Diệp Thần nhưng không được vững chắc tâm thần, Đế Thích Thiên thân hình đã giết tới. Diệp Thần, hôm nay vừa gặp, người quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, hết thảy đến đây chấm dứt. Đế Thích Thiên nhìn phía dưới Diệp Thần, giờ khắc này, hắn cười. Bỏ mặc Diệp Thần lại như thế nào yêu nghiệt, vậy tung không dậy nổi sóng gió. Bốn thần tâm ma đạo. Đế Thích Thiên tiếng gào thét bên trong, che giấu vô tận mừng như điên tách thả ra. Chỉ gặp ở Diệp Thần quanh thân, xuất hiện một cái bao phủ sát ý bát quái trận pháp, đem khốn tại trong đó. Chư thần hoàng hôn. Chu vi trăm trượng núi sâu bên trong, rãnh ngang dọc tới giữa, từng đạo sâu mang sáng lên, từng đạo trận pháp quy tắc, xen lẫn thành một phiến chiếm đất bát ngát ý định giết người đại trận. Theo Đế Thích Thiên ních một tiếng lên, tự quyết. Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ. Bốn phương thần thú hư ảnh từ ngày trời bên trong hạ xuống, khí sát phạt ngất trời. Đồng loạt hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, có chút bất ngờ. Cái này bốn phương thần thú lực lượng, đến từ Hoa Hạ Long Mạch và Địa Thế. Ra tay tới giữa chính là Hoa Hạ cường lực nhất tính. Mình thực lực tự nhiên có thể ung dung kích phá. Nhưng một khi kích phá, tất nhiên liền giống như là hủy diệt mảnh đất này ngưng tụ năm tháng vô tận thế. Rất hiển nhiên, cái này Đế Thích Thiên tâm ma phân thân thủ đoạn không thể coi thường. Diệp Thần tạm thời không nghĩ tới rất tốt giải quyết thủ đoạn, chỉ có thể không ngừng né tránh. Bốn tâm ma thánh thú sát phạt thế công không ngừng đánh tới, chốc lát tới giữa, máu tươi đã nhiễm đỏ Diệp Thần vạt áo. Bất quá ngược lại là không có gì đáng ngại. Diệp Thần, tư vị này như thế nào? Đế Thích Thiên nhìn chiến trận phía dưới, không ngừng chạy thục mạng Diệp Thần, sắc mặt vẻ mừng rỡ như điên càng tăng lên. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần đã là một người chết. Bốn lớn hung thú sát phạt thủ đoạn tới đông đủ, đem Diệp Thần ép đến xó xỉnh bên trong. Không chỗ có thể lui. Diệp Thần, người còn có lá bài tẩy sao? Vẫn là nói, người muốn cho Hoa Hạ và người cùng tiêu diệt. Nhưng mà, giờ khắc này, Diệp Thần nhưng là dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn một phương hướng, nhàn nhạt nói, người quên một kiểu đồ. Ta còn có tiểu tử. Thanh Long Sơn Mạch, tiểu tử giúp ta. Chính là cái này thời điểm. Diệp Thần chợt mở ra mắt sáng. Một cổ động trời khí thế bạo tán ra, ánh sáng tím vần quanh. Đồng thời, rất xa Thanh Long Sơn Mạch bên trong, một đạo màu tím chùm tia sáng thông thiên lên, dị tượng kinh người. Bỏ mặc ngươi là Đế Thích Thiên vẫn là tâm ma phân thân, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Cảm thụ Diệp Thần trên mình truyền tới từng trận sức sống, Đế Thích Thiên rốt cục thì phát hiện không đúng, từ vừa mới bắt đầu thằng nhóc này liền không trả qua tay. Hắn đây là... Đế Thích Thiên ánh mắt đông lại một cái, giống như là nghĩ tới điều gì vậy, hai quả đấm nắm chặt, trên dưới hai dãy răng lạc lạc vang dội. Đế Thích Thiên một chưởng đánh ra, nhưng là bị Diệp Thần ung dung hóa giải, thế giới ý chí, thật là sâu tính toán. Giờ phút này Diệp Thần bóng người giống như thần chi vậy yên tĩnh phủ đứng ở trên hư không, mặc dù trước kia chiến đấu làm được hắn vạt áo bề tan tành, hơi có vẻ chật vật, thế nhưng vô cùng khí thế nhưng là tuyên cáo, từ giờ khắc này. Hắn đem thổi vang phản công kèn hiệu. Vậy quanh thân quanh quẩn chấm tinh huy, kích thích Đế Thích Thiên mỗi một giây thần kinh.
Vậy tâm ma hóa qua bốn đại hung thú hư ảnh, ở Đế Thích Thiên điên cuồng thúc dục dưới, hướng Diệp Thần đánh giết tới. Ta cũng có một đạo phân thân. Diệp Thần một tiếng quát to, vậy đã từng bầu bạn hắn chinh chiến vô số lần thân ngoại hóa thân nhô lên, đem bốn đại hung thú miễn cưỡng bước lui đi. Chỉ gặp vậy hóa thân Diệp Thần, bên ngoài thân da thịt mạch lạc hơn nữa ngưng tụ mấy phần, thần sắc như Diệp Thần vậy lãnh đạm. Vậy phúc tại trên đó màu tím chiến giáp đường vân cũng là vô cùng rõ ràng, Diệp Thần hai tròng mắt bắn tán loạn ra cao nhất ánh sáng. Vậy hóa thân lại giống như là có sinh mạng vậy, mở ra hai tròng mắt. Trong tay lưỡi dao sắc bén tản mát ra lạnh thấu xương vô tận sát khí. Thời khắc này Diệp Thần cùng vậy phân thân, tựa như hợp hai là một. Trên hư không Chu Tước hí một tiếng, đối với cánh kích động, vô tận ngọn lửa màu đen cùng đen ngòm bóng đêm dung là một cảnh, tại chưa có tung lên chút nào gợn sóng dưới trạng thái, ý định giết người đã tới. Diệp Thần thân ngoại hóa thân quan sát nó, không có làm ra bất luận phản ứng gì. Vô tận ngọn lửa đập ở Diệp Thần hóa thân vậy linh lực đan vào khôi giáp bên trên, giống như đá chìm biển khơi, tung không dậy nổi chút nào rung động. Đế Thích Thiên sắc mặt vạch qua lau một cái thần sắc tự tin, tâm ma nghiệp hỏa, lên. Hắn đầu ngón tay bốc lên một cái không thể danh trạng ấn. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần hóa thân, giống như tinh hỏa liệu nguyên vậy, giấy lên vô tận ngọn lửa màu đen, miễn cưỡng đem vậy trên thân hình ánh sáng màu tím cũng cháy hết. Một khắc sau, Diệp Thần rốt cuộc động. Diệp Thần hóa thân đưa ra kiếm chỉ là đối trên hư không nhẹ nhàng vạch qua, không gian lại bị cắt nứt ra một đạo lỗ hồng. Vô tận bạo gió chảy loạn xông ra, Diệp Thần hóa thân ăn ý hoảng sợ, vậy thiêu đốt hắc mang lại là bị miễn cưỡng làm vỡ nát đi. Ánh sáng màu tím lần nữa chiếu sáng chân trời, trong hư không, vậy đạo dữ tợn đáng sợ kẽ hở còn đang tàn phá. Phân thân lần nữa bắn ra, cùng Diệp Thần tâm niệm tương thông sau đó, hắn lại cũng không phải đã từng như vậy, hắn tốc độ cùng Diệp Thần độc nhất vô nhị. Bất quá chốc lát lắc mình, Diệp Thần hóa thân thu hồi tay, đã cướp tới vậy Chu Tước trước mắt, đưa ra một cái màu tím kim phát ra lôi mang cánh tay, gắt gao bóp vậy Chu Tước cổ. Đáng chết! Đế Thích Thiên mắt gặp tình thế không ổn, thì phải thúc giục chú ấn, xanh long bạch hổ huyền vũ ba đại hung thú liền muốn hợp lực công kích Diệp Thần. Còn chưa kịp động thủ, chỉ gặp Diệp Thần hóa thân đem vậy vững vàng bị bấu vào cổ Chu Tước vung bay ra ngoài, thân ảnh của nó vậy biến mất ở tại chỗ. Ba đại hung thú liên hiệp công kích rơi vào khoảng không, liền liền một bên Đế Thích Thiên vậy không cách nào tưởng tượng, vì sao vậy thân ngoại hóa thân, tốc độ lại như vậy nhanh chóng. To lớn lực đạo kẹp theo quán tính đem vậy Chu Tước thân thể cao lớn vung bay, thật sâu đập vào núi thể bên trong. Chu Tước bị như thế đập một cái, cũng có chút không tìm được bắc, mới từ vách núi bên trong vùng vẫy đứng dậy, một khắc sau, to lớn màu tím hư ảnh đã cướp tới sau lưng của nó. Chính là Diệp Thần hóa thân và tiểu tử lực lượng kết hợp. Thân ảnh màu tím từ phía sau lưng ôm Chu Tước, nó phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ. Chỉ gặp Diệp Thần ý niệm động một cái, Diệp Thần hóa thân hai bàn tay giống như kềm sắt vậy xít sao khóa lại Chu Tước đối với cánh, nó nhúc nhích không được chút nào. Thử rồi. Đó là máu thịt chia lìa thanh âm. Chu Tước đối với cánh, lại là bị Diệp Thần hóa thân miễn cưỡng xé kéo xuống, màu đen máu phún ra ngoài. Mực mắc ánh trăng. Phun. Chu Tước một thanh âm vang lên triệt chân trời gào thét, miễn cưỡng bị Diệp Thần rút đi liền hai cánh, lấy tốc độ sở trường nó, lại liền Diệp Thần bóng dáng cũng bắt không sở tới. Đôi sườn chỗ dữ tợn vết thương còn đang không ngừng phun ra màu đen máu, liền vậy trong đó gân cốt đều là đỏ tươi có thể gặp. Hấp hối Chu Tước bị Diệp Thần lần nữa bóp cổ, tiện tay ném vào vậy tê liệt không gian lỗ hổng bên trong. Chu Tước thân thể mới vừa tiến vào. Cuồng bạo không gian chảy loạn ngay tức thì đem vậy Chu Tước thân xác vặn cổ thành bùn. Phốc! Cùng vậy Đế Thích Thiên từng có linh hồn khế ước Chu Tước chết, hắn cũng là một hơi máu đỏ tươi phun vải ra, hơi thở yếu ớt mấy phần. Diệp Thần giờ phút này rốt cục thì quay đầu, nhìn về còn thừa lại ba con hung thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Ba đại tâm ma hung thú con người bên trong, lại có tí ti sợ hãi. Chu Tước kết quả. Chúng nhưng mà trơ mắt thấy được. Mặc dù cùng Đế Thích Thiên ký kết khế ước, nhưng chúng cũng là linh vật. Mỗi một chỉ đều là cực kỳ cường đại tồn tại, hơn nữa bọn chúng tiến hóa tiềm lực là vô cùng. Đế Thích Thiên một hơi căn nguyên máu phun ra, mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất, tàn nhẫn ánh mắt như cũ trực câu câu nhìn trên hư không Diệp Thần,
ta nhất định phải giết ngươi. Trận chiến này hắn không chỉ có chiến bại, liền vậy bốn đại hung thú đều là đổ mâu. Đế Thích Thiên ánh mắt phát ra sát khí, hắn còn có sau cùng thủ đoạn. Dĩ nhiên, thời khắc này Diệp Thần cũng không chú ý tới một cái nằm sấp ngã xuống đất phế vật, hắn sự chú ý còn ở vậy còn thừa lại ba đại hung thú bên trên. Thực lực cường đại nhất Thanh Long dẫn đầu tránh thoát trói buộc, ngao. Một tiếng hưng phấn kêu gào, xông về ngoài bầu trời. Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm, mới vừa đối với hắn hạ sát thủ, giờ phút này muốn đi, chỗ nào có như thế dễ dàng. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang vọng ở giữa thiên địa. Vậy mới vừa tránh thoát không xiềng Bạch Hổ cùng Huyền Vũ nghe được Diệp Thần thanh âm, đầu tiên là sửng sốt một chút, hai tụi nó còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thần đã là ra tay. Ta thực lực chân thật, ở nơi này mảnh không gian, chính là thần. Cho ta định. Theo Diệp Thần đích một tiếng khẽ quát, nguyên mảnh không gian đều là bị định cách. Giờ khắc này, liền Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đều là nhúc nhích không được chút nào, nhất làm chúng tim hồi hộp phải, giờ phút này không gian hết thảy tất cả đều bị ngưng. Ngay cả hô hấp đều không cách nào tiến hành thuận lợi. Hai đại hung thú kìm nén được sắc mặt đỏ ửng. Diệp Thần phân thân cách không xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng kéo một cái. Vậy nguyên bản sắp xông phá chân trời Thanh Long, lại là bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt, chậm rãi bay về phía Diệp Thần trong tay. Phân thân cũng hắn kiếm chỉ, vậy to lớn thân rồng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ nát, hóa thành từng cục thịt vụn rơi xuống hư không. Vừa vặn có thể ân cần săn sóc tiểu tử, Diệp Thần nhẹ giọng dù gì nói. Thu thập xong hết thảy Diệp Thần, mở ra không gian giam cầm. Vậy còn thừa lại hai đại hung thú, Huyền Vũ và Bạch Hổ, nhưng vẫn như cũ là nơm nớp lo sợ ngây tại chỗ, không dám có bất kỳ cử động quá đáng nào. Làm trò đùa, Thanh Long kết quả so với kia Chu Tước nhưng mà còn muốn thê thảm. Các ngươi hai cái, Diệp Thần ánh mắt chuyển hướng còn thừa lại hai con hung thú. Hắn trong mắt vừa chuyển, kế thượng tâm đầu. Diệp Thần con mắt đông lại một cái, sát ý bắn tán loạn ra. Nơm nớp lo sợ hai thú rất sợ Diệp Thần động thủ, vậy vốn là trời xanh tính nhát gan Huyền Vũ dẫn đầu mở miệng trước, ta nguyện thần phục với Diệp tiên sinh, thề chết theo. Nói xong, khổng lồ thú thân thể lại là chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu thần phục, chờ Diệp Thần xử trí. Nó cử động này, ở Diệp Thần dự liệu bên trong. Một bên thí sát Bạch Hổ mắt gặp Huyền Vũ đã thần phục, mình lại khiêu khích trước mặt người đàn ông, bất quá là một con đường chết thôi. Nó chậm rãi nằm xuống, vậy lựa chọn cúi đầu xuống quỳ. Ta nguyện thần phục, đi theo tại Diệp Thần tiên sinh. Hai đại hung thú, thần phục. Diệp Thần lúc này mới lộ ra hài lòng vẻ mặt, thân ngoại hóa thân vung tay lên, lau một cái màu tím lưu quang trào hướng hai thú trong lòng. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ nhìn nhau một mắt. Cũng không có kháng cự. Bởi vì trước kia Đế Thích Thiên, cũng cùng chúng ký kết là cái loại này linh hồn khế ước, nếu như phản bội, chỉ cần Diệp Thần một cái ý niệm, chúng liền sẽ thân tử đạo tiêu. Cung cấp ta điều khiển trăm năm, trả các ngươi người tự do. Diệp Thần bình tĩnh thanh âm mở miệng nói. Bạch Hổ Huyền Vũ hai thú đầu tiên là sửng sốt một chút, ừ. Chợt bọn chúng trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên vẻ, Diệp tiên sinh lời ấy thật không? Làm trò đùa, chúng đã từng thành tựu thánh thú, vốn là có vô thượng thọ nguyên, trăm năm, đối với người bình thường có lẽ nói được cho là cả đời. Nhưng đối với chúng, bất quá là trong nháy mắt. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, tự nhiên coi là thật, các ngươi không nhúc nhích nghiêng tâm tư, cái này dấu vết, ta liền rút lui đi. Vung tay lên, mới vừa vậy quanh quẩn tại hai thú trong lòng cảm giác bị áp bách sau đó biến mất. Cái này... Lần này đến phiên Bạch Hổ Huyền Vũ hai thú có chút mờ mịt, có thể khống chế mình, nhưng là cố ý thả chúng. Thời khắc này hai thú, chân chính ý nghĩa trên là người tự do. Hợp tác trăm năm, Diệp Thần lần nữa mở miệng nói. Vậy cùng vụng về thủ đoạn, hắn thi triển không đến, sở dĩ trước hạ sát thủ, bất quá là dĩ bỉ chi đạo, còn người thân thôi. Huống chi, Hoa Hạ sự việc nói cho Diệp Thần, mình nếu không ở Hoa Hạ. Dựa hết vào ám điện và long hồn còn chưa đủ, còn cần mạnh hơn tồn tại bảo vệ mảnh đất này. Ta hai thú, nguyện tùy thời nghe theo Diệp tiên sinh triệu hoán. Chỉ gặp hai thú bên người ánh sáng chớp mắt, hai thú thân thể cao lớn chậm rãi thu nhỏ lại, chỉ chốc lát sau, Diệp Thần trên tay nhiều hai cái mặt dây chuyền. Nhìn giờ phút này trong tay mình hai cái mặt dây chuyền,
hắn cũng đang suy nghĩ, cái này hai thú nên như thế nào an bài, hai đại hung thú vậy rất thông minh, vì tự vệ, hóa thành mặt dây chuyền. Trong trăm năm, cái này mặt dây chuyền ở đây, chúng liền vĩnh viễn sẽ không lại hiện tại trước mặt thế nhân. Mặt dây chuyền một khi bị hủy, chúng liền đem trọng lâm nhân gian. Cái này cũng ngược lại là một phương pháp tốt, Diệp Thần lẩm bẩm. Một bên Đế Thích Thiên lại là một hồi mãnh liệt ho khan, hụ hụ. Hắn đã yếu ớt đến trình độ cao nhất. Tiếp liền bị thương nặng, Đế Thích Thiên cũng đã mất đi cuối cùng tranh đoạt vốn. Diệp Thần hóa thân chậm rãi tiêu tán, Diệp Thần bóng người vẫn như cũ là đứng ngạo nghễ cùng vách đá đỉnh, ở sau lưng hắn, ba quang liễm diễm biển khơi dưới ánh trăng chiếu rọi hạ lưu quang trong sáng. Diệp Thần nhẹ nhàng khom người, thở hổn hển. Cố nhiên Diệp Thần cường thế, nhưng Diệp Thần một mặt phải đối kháng bốn thú, đồng thời còn phải bảo vệ hoa hạ thiên địa quy tắc, càng phải điều khiển phân thân. Đối với linh lực hao tổn cực kỳ lớn. Trọng yếu hơn chính là, tiểu tử bản phải ngủ say, mình cưỡng ép thức tỉnh, cũng là lấy linh lực làm giá. Loại trạng thái này dưới, đã là gần như kiệt lực. Diệp Thần, người cũng có ngày hôm nay, Đế Thích Thiên cũng là vùng vẫy đứng dậy, mới vừa đi một bước đường, liền lại mới ngã xuống đất. Hắn nhìn ra Diệp Thần thời khắc này trạng thái không tốt, hắn muốn đánh chết Diệp Thần. Nhưng làm sao Đế Thích Thiên thời khắc này trạng thái, sao Diệp Thần được không đến nơi nào? Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú hắn, lúc này, ai có thể dẫn đầu khôi phục một ít thể lực, dẫn đầu làm khó dễ, ai là có thể chiếm hết tiên cơ. Nhưng không biết làm sao Diệp Thần chỉ là linh lực tiêu hao quá độ, có chút mệt lả thôi. Nghỉ ngơi một hồi, hắn cũng đã đứng dậy, lảo đảo hướng Đế Thích Thiên tới. Nhìn lại Đế Thích Thiên, hắn vốn là một đạo tâm ma phân thân. Hôm nay thần hồn căn nguyên bị thương, đã mất tiên cơ. Nhìn từng bước mang sát ý mà đến Diệp Thần, hắn cúi đầu. Kết thúc. Diệp Thần đi tới phụ cận, giơ bàn tay lên, thì phải kết thúc Đế Thích Thiên tánh mạng. Chỉ cần hắn cái này phân thân vừa chết, địa tâm vực Đế Thích Thiên tuyệt không khả năng lại chấm mút trái đất chuyện, mình cũng tốt rời đi hoa hạ. Bỗng nhiên, Đế Thích Thiên ngẩng đầu lên cười như điên nói, ta thua ngươi cũng đừng nghĩ thắng. Tâm ma tan rã. Đế Thích Thiên thân thể bắt đầu vô tận tâm ma khí vần quanh, toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều bắt đầu tràn ngập năng lượng. Diệp Thần cả kinh, theo bản năng liền phải rời khỏi, nhưng giờ phút này linh lực trong cơ thể khô kiệt, nơi đó còn có thể rút lui. Vô tận tâm ma khí nổ bể ra, cũng không có xem Viên Đạo Phong khi đó tự bạo vậy tung lên kinh thiên cảnh tượng, nhưng cuồn cuộn tâm ma khí hoàn toàn bao phủ Diệp Thần, cuồn cuộn bụi bẫm phun trào, nửa phiến núi nhỏ ven núi vỡ nát. Lúc này sụp đổ. Tâm ma nổi lên bốn phía, cuồn cuộn vách núi đá vụn kẹp theo rơi vào ánh sáng nhạt liếm diễm biển khơi, giờ phút này gió lớn dậy, sóng biển trào. Sóng biển dâng trào lúc đó, đem núi kia thể xông về biển khơi trong ngực. Đế Thích Thiên ở hoa hạ cái này đạo tâm ma phân thân, chết. Mà Diệp Thần, giờ khắc này, đầu óc thoáng qua vô tận hình ảnh. Phảng phất là từng đạo tâm ma, mưu toan để cho hắn đạo tâm vỡ vụn. Có thể Diệp Thần võ tổ đạo tâm biết bao vững chắc. Nhưng lại vững chắc, Diệp Thần giờ khắc này, cũng thực hơi mệt chút. Hắn nhắm mắt lại, lúc này rơi xuống vách đá, rơi vào vùng biển. Biến mất không gặp. Cùng lúc đó, một nơi căn cứ. Cái gì? Tại sao không sớm một chút báo cáo, nhanh đi tìm kiếm điện chủ rơi xuống? Lục Lăng Phong bị một hồi chuông điện thoại di động thức tỉnh. Chính là Kim Lãnh Nhạn Long Hồn tiểu đội tin tức truyền đến. Trước đây không lâu, Diệp Thần cùng Viên Đạo Phong sau đại chiến cách đó không xa một cái hải vực, lần nữa xảy ra kinh thiên đại chiến. Đánh một trận sau đó, Kim Lãnh Nhạn cùng Diệp Thần mất đi liên lạc. Người nói là Thiên Đãng Biển khu vực kia. Lục Lăng Phong vội vàng mở ra bản đồ, Thiên Đãng Biển phát là vì Thiên Sơn khu vực, thông qua quanh năm sông lên soát, ở thông cổ đặc biệt vùng lân cận lao ra Thiên Sơn thung lũng. Ở Thiên Sơn Bắc dưới sườn núi hình thành quy mô to lớn đánh vào phiến, lũng sông đánh vào phiến quy mô to lớn, lấy hình cái rủ hướng Bắc Dương ra, quá mức gọi địa chất kỳ quan. Nơi này không cảnh điểm, cơ hồ không du khách, chụp ảnh nguy hiểm hệ số khá lớn, cho nên hẳn không có người xem, đứng ở đỉnh núi đi đáy cốc xem, vậy một cái hải vực. Lục Lăng Phong tự lẩm bẩm phân tích nói, nhanh lên liên lạc đương cục, phong tỏa khu vực kia, toàn lực tìm kiếm điện chủ rơi xuống. Mang ta đi hiện trường, ta muốn nhìn thấy chiến đấu dấu vết. Ba ngày sau,
một chiếc to lớn du thuyền hành tại một phiến rộng rãi vô tận vùng biển bên trên. Long Hải Thiên Hành số tàu biển là mới lên tập đoàn tài chính Ngụy gia dưới cờ công ty nghiên cứu từ trước tới nay quy mô lớn nhất thuyền. Thân thuyền dùng tương đương thú vị thiết kế, chính diện đồ có một cái to lớn mặt mày vui vẻ và bắt mắt môi đỏ mọng. Nó có thể chứa 6.600 tên hành khách, thiết lập có trời cao tác đạo, 3 cái trượt thủy đạo, 1 cái trực tiếp truyền hình phòng, 2 cái tư nhơ nhòn đảo, 10 cái quầy rượu và nhà ăn. Cực kỳ xa hoa. Ta công chúa nhỏ, chẳng lẽ người thật chỉ là tới giải sầu du ngoạn? Chi giao, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Du thuyền sang trọng trên bong thuyền, một tên mặc màu trắng đồ vận động, ước chừng hơn 20 tuổi buộc tóc đuôi ngựa bím tóc thiếu nữ nằm ở du thuyền trên tay vịn. Thiếu nữ nhỏ dài mày liễu, lông mi mao hơi rung động, hấp dẫn môi đỏ mọng nhưng như hoa hồng múi một mắt để cho người không nhịn được đụng chạm. Trước ngực ngạo nghễ chỉa vào lan can, dị thường đầy đặn. Toàn bộ tinh thần trên dưới cũng không có một nơi thịt dư, đơn giản là bất kỳ người đàn ông cũng muốn đụng chạm vưu vật. Bất quá giờ phút này, nàng nhìn phương xa vô biên vùng biển, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu hòa cùng hy vọng. Đối với một bên hoa chịu già người hỏi, nhưng là bịt tai không nghe thấy. Không lâu lắm, người trên bong lưu dần dần nhiều lên, kỳ quái chính là mỗi cái người đi qua thiếu nữ cùng ông già bên người, đều là gật đầu khom người hỏi thăm. Ngụy tiểu thư sớm, Ngô bá sớm. Vậy họ Ngô cụ già mắt gặp thiếu nữ không phát biểu, người lui tới càng ngày càng nhiều, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, quay đầu định phải rời khỏi. Ngô gia gia, người nói, tại sao không thể xem hải âu hoặc là xem con cá như vậy? Tự do tự tại sinh hoạt đâu. Ta rất ghét bị trói buộc, người nhà đối với ta. Thiếu nữ lái chậm chậm miệng, cụ già một hồi im lặng. Sau một lúc lâu, hoa chịu già người than nhẹ một tiếng, chi giao tiểu thư, người như vậy tính cách, bản không thích hợp sanh ở cái này nhà đế vương. Thiếu nữ quay đầu, lau một cái nắng ban mai đánh vào nàng vậy dịu dàng như ngọc trên gương mặt, rất là đáng yêu. Ngô gia gia, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Cụ già trầm ngâm hồi lâu, đang muốn mở miệng, trên bong thuyền lại truyền tới mọi người thanh âm huyên náo. Xem, bên kia trên biển thật giống như bay một người. Người nào, rõ ràng chính là một cái chết đi cá lớn thôi. Chính là, cái này vùng biển cũng rời đi đất liền nhiều ít cây số, làm sao có thể sẽ có người thổi qua. À, thật giống như còn thật sự là một người. Đám người ngươi một lời, ta một lời. Dẫn được một bên nhỏ giọng nói chuyện Ngụy Chi Giao và họ Ngô cụ già liếc mắt. Ngô gia gia, chúng ta cũng đi xem. Thiếu nữ bước nhanh đuổi theo, cụ già thấy vậy thu hồi vừa muốn mở miệng nói, giờ phút này người nhiều tai mắt lẫn lộn vốn cũng không liền thảo luận chuyện nhà, huống chi mọi người đã càng tụ càng nhiều, bị vậy kỳ quái thây trôi hấp dẫn. Ngụy Chi Giao đến một cái trận, kẹt đám người bên trong, nhanh chóng cho Ngụy tiểu thư nhường ra một cái thẳng lối đi. Tất cả người đối với thiếu nữ này chính là dùng mọi cách tôn kính. Như vậy du thuyền sang trọng, có thể người lên thuyền, bản cũng đã là không giàu thì sang, tất cả người đối với thiếu nữ này tôn kính vạn phần, nàng rốt cuộc là người thế nào? Cũng có không nổi tiếng quần chúng phát ra nhỏ giọng nghi vấn. Cô gái này mà là ai vậy? Lớn nháy mắt một cái nháy mắt, còn rất có khí chất. Bên cạnh một cái trung niên giàu mỡ nam lộ ra thô bỉ nụ cười. Xuyệt, ngươi tự tìm cái chết à? Đây chính là Ngụy gia tiểu thư. Bên cạnh đồng bạn đuổi vội vàng che dầu mỡ nam miệng, không để cho hắn hổ ngôn loạn ngữ. Ngụy gia, đây chính là Hoa Hạ mới lên tập đoàn tài chính, thực lực hùng hậu. Tin đồn bên trong, Ngụy gia gia chủ liền Hoa Hạ và nước Mỹ cao tầng đều là tới tự mình tới thăm hỏi qua, có thể tưởng tượng được Ngụy gia thế lực như thế nào. Mọi người ở đây có thể không biết cô gái là ai. Nhưng tuyệt đối không ai không biết Ngụy gia đại danh. Ngụy gia tiểu thư, không đúng à, ta cũng đã gặp, không có cái này số một con a. Dầu mỡ nam ỷ vào thân phận mình, vậy các đại nhân vật cũng là xa xa chiêm vọng qua, trước mắt cô gái, chưa từng gặp qua, mặt cũng không quen. Im miệng, nàng là Ngụy gia một vị kia, bên cạnh đồng bạn vội vàng mở miệng nói, tỏ ý để cho hắn không nên hỏi nhiều. Dầu mỡ nam lập tức nghĩ tới điều gì? Nháy mắt tức thì liếc gương mặt. Họ Ngô cụ già từ trước mặt hắn đi qua, trực câu câu ánh mắt nhìn chằm chằm dầu mỡ nam, đi tới phụ cận, nhẹ nhàng vỗ vỗ dầu mỡ nam bả vai, nhà ta tiểu thư, không quá vui vẻ có người đàm luận nàng. Chỉ là để lại nhàn nhạt một câu nói, cụ
cụ già còng lưng thân thể hướng bong thuyền đầu kia đi theo thiếu nữ đi. Cho đến lão người rời đi, trung niên giàu mỡ người đàn ông đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, chán gian chén lớn mồ hôi hột giọt giọt rơi xuống. Ừ, mùi vị gì? Đám người bên trong có thanh âm rất nhỏ truyền ra. Lúc này mọi người mới chú ý tới, vậy tê liệt ngồi ở đất giàu mỡ người đàn ông trung niên, chẳng biết lúc nào, đã không giữ được, vàng trắng vật tả liền đầy đất. Đám người khinh bỉ, nhưng chỉ có người trong cuộc biết, cụ già vậy còng lưng thân thể hạ, mới vừa đã gian động sát ý. Bị sói đói để mắt tới con cừu, đại khái cũng là như vậy kết quả đi. Ngụy Chi Giao đi tới trên bong thuyền, nhìn chăm chăm nhìn một cái, theo du thuyền đẩy tới, vậy trên biển thây trôi cũng là càng rõ ràng có thể gặp. Thật sự là một người, Ngụy Chi Giao kinh hô thành tiếng, nhìn về bên người cụ già, dẫu sao từ nàng bắt đầu hiểu chuyện, cũng chưa có cụ già không trấn áp được bãi. Họ Ngô lão nhân rõ ràng nhà mình tiểu thư nóng nảy, nhưng giờ phút này hắn nhưng là chau mày, chuyện này liền hắn cũng cảm thấy kỳ hoặc. Vậy còng lưng thân thể đột nhiên sắc bén con mắt nhìn trên biển thây trôi, người nọ lại vẫn còn sống, trên mình sức sống lại là cực kỳ thịnh vượng, tựa hồ đang ngủ. Cụ già nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vậy thây trôi bay tới phụ cận, đám người mới chú ý tới, hắn vậy tả tơi vạt áo đã sớm bị máu tươi thấm ướt, cứ việc bị nước biển ngâm 3 ngày, vẫn là tản ra đậm đà mùi máu tanh mà. Tiểu thư, người này quả thực kỳ hoặc, xem hắn sắc mặt. Ở nơi này trên biển đã lơ lửng 3 ngày có thừa, khắp người máu tươi lại không có đưa tới cá mập bầy gặm ăn, thậm chí ở hắn quanh mình, liền sống biển vật cũng không thấy được. Trọng yếu nhất chính là, hắn hô hấp thượng tích chữ, hẳn chỉ là ngủ. Người này, không giống tầm thường. Họ Ngô cụ già nhướng mày một cái, phát hiện sự việc cũng không đơn giản, cái này mấu chốt giờ phút quan trọng mà trên, xuất hiện khó hiểu thây trôi, không biết là vì sao dấu hiệu. Ngô gia gia, cứu hắn, Ngụy Chi Giao quyết định thật nhanh nói. Họ Ngô cụ già nhìn một chút bốn phía đám người, chưa mở miệng, thì có người nói tiếp. Ngụy tiểu thư, ngài quyền cao chức trọng, chúng ta đoạn không dám đắc tội, bất quá cái này du thuyền bên trên không chỉ là Ngụy gia, mò một cổ thi thể đi lên, chẳng phải xui. Có người mở miệng kháng nghị. Cụ già Ngô Ngôn theo tiếng kêu nhìn lại, chính là một tên ăn mặc khéo léo người trung niên mở miệng. Chỉ nghe được hắn tiếp tục nói, trên du thuyền có quy định, coi như mang con chó lên thuyền, còn được ngoài định mức đóng tiền, huống chi là người. Ngụy Chi Giao nghe vậy, trên mặt lau một cái tức giận thoáng qua, không cùng nàng mở miệng, một bên cụ già Ngô Ngôn nhưng là dẫn đầu tức giận, nhà ta tiểu thư chính là pháp, ngươi có ý kiến. Người trung niên vừa muốn mở miệng, chẳng biết lúc nào, mấy mét ra ngoài lão nhân đã giống như quỷ mị vậy dán tới mặt hắn trước. Một cái bàn tay khô héo lôi người trung niên vậy 75kg thân thể, nhẹ nhàng xốc lên, nhẹ giọng nói, nhà ta tiểu thư lên tiếng, đến phiên ngươi chen miệng. Người trung niên kinh hãi ánh mắt nhìn về cụ già, nhưng là thở mạnh lại không dám thở một hơi. Đồ phế vật, cụ già thấy vậy, mất hứng thú, tùy thời ném rác dưới như nhau đem người đàn ông chừng 100 cân thân thể ném ra ngoài. Người trung niên nện trên mặt đất bị đau, vùng vẫy đứng dậy. Trong miệng nhỏ giọng mắng, tiểu nương bì, không muốn rơi đến ông trong tay. Bất quá là Ngụy gia tạp chủng thôi, xem ngươi còn có thể náo nhiệt bao lâu. Vậy giống như ruồi muỗi vậy nhỏ không thể ngửi nổi lầm bầm tiếng, cho dù ai cũng không thể nghe gặp. Chỉ gặp vậy vốn là muốn xoay người rời đi cụ già, lỗ tai nhẹ nhàng run lên, hắn còng lưng thân thể, xoay người lần nữa nhìn về người trung niên. Trong mắt bên trong, sát ý bắn tán loạn. Lại là vậy như quỷ mị nhịp bước, cụ già nhìn như một trưởng lướt nhẹ vỗ vào người trung niên ngực, vậy trên dưới 100 cân thân thể nhưng là giống như đạn đại bác vậy, thẳng bay ra, trùng trùng nện ở bong bằng sắt hàng rào bên trên. Tiếp theo kinh ngạc đến ngây người mọi người một màn xảy ra, cụ già vậy nhìn như lướt nhẹ một trường, vậy bằng sắt hàng rào cũng không ngăn nổi. Người trung niên đổ bay ra bóng người ầm một tiếng đập gãy bằng sắt vậy hàng rào, ngay sau đó lại là phốc thông một tiếng, rơi xuống hải lý. Người trung niên rơi xuống nước mấy cái vùng vẫy, vừa muốn mở miệng kêu một tiếng cứu mạng. Lời đến giữa cổ họng, nhưng là làm sao vậy không mở miệng được. Giọng một ngọt, mấy ngụm máu tươi phún ra ngoài. Xa xa vùng biển sột soạt một hồi phun trào, trên bong có người kinh hô thành tiếng, mùi máu. Hút đưa tới, là cá mập nhóm. Bầy cá tới. Mau cứu người à. Trên bong một đám khách xem ngươi một lời ta một lời,
thiếu nữ Ngụy Chi Giao khẽ cắn môi mỏng, ánh mắt nhìn lại hướng cụ già, Ngô gia gia, cứu người đi. Cụ già vốn muốn cự tuyệt, nhưng làm sao một đám khách xem ở chỗ này, phất tiểu thư nhà mình mặt mũi, ai cũng không tốt xem. Vậy từ xa đến gần cá mập nhóm đã nhích tới gần người trung niên, thì phải cắn xé, nhưng đối với một bên giống vậy phát ra mùi máu tanh thây trôi cũng không cảm nửa điểm mà hứng thú. Ngô Ngôn đành phải gật đầu một cái, tung người một cái, từ mười mấy mét cao du thuyền bên trên bay xuống, đem vậy thây trôi vất lên, mấy đầu dẫn đầu cướp tới cá mập hổ từ mặt biển nhảy ra, miệng to như chậu máu dương ra liền hướng cụ già cắn tới. Xong rồi, tất cả mọi người không tự chủ nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy cái này bị cắn xé máu tanh tình cảnh. Chỉ gặp cụ già mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, vậy cá mập hổ trương mở miệng to như chậu máu hạ, Ngô Ngôn chỉ là hời hợt bay lên không một cước, đá vào cá mập hổ cằm. Vậy 2 mét hơn dáng dấp cá mập hổ lại là bị cụ già nhẹ nhàng một cước, nâng lên mười mấy mét cao, không trung chuyển thể mười mấy vòng, rơi vào mười mấy mét cao trên bong thuyền, mất sức sống, không động đậy nữa. Cái này, đây là người. Trên du thuyền khách xem trợn mắt hốc mồm, cụ già một phen làm việc, đúng là đã siêu thoát người có thể hiểu được phạm vi. Mọi người ở đây còn không tỉnh hồn lại ngay tức thì, cụ già một cái vớt lên trên mặt biển vậy bị bầy cá lơ là thây trôi, mấy cái xoay mình, mười mấy mét cao bong thuyền, như dẫm trên đất bằng vậy dậm chân lên. À, phía dưới truyền tới là trung niên kia người bị bầy cá phân thực, nơi truyền tới cuối cùng một tiếng hét thảm. Từ đầu chí cuối, lão nhân cùng thiếu nữ ánh mắt chưa bao giờ ở trung niên kia trên người dừng lại phân nửa. Lúc này mọi người mới rõ ràng thấy rõ vậy thây trôi tướng mạo, nửa người trên quần áo lam lũ, chỉ còn lại mấy phiến vải che thân, bại lộ ở trước mặt mọi người là vậy dữ tợn vết thương dễ sợ, từng đạo từng cái, có mới tổn thương, nhưng càng nhiều hơn chính là cũ vết. Quanh co toàn thân, nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng nếu là cẩn thận xem, nhất định sẽ phát hiện, vết thương này ở tự khỏi bệnh. Diệp Thần thân xác năng lực khôi phục cực kỳ đáng sợ, nhưng có một cái trước sách, vết thương muốn hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí. Nếu là ở vực ngoại, thậm chí còn địa tâm vực, Diệp Thần thương thế sợ rằng ngay lập tức là có thể khôi phục. Nhưng ở Hoa Hạ, tốc độ ngược lại là chậm mấy phần. Bất quá nếu như Diệp Thần tỉnh lại, chút thương nhỏ này, ngay lập tức liền có thể giải quyết. Hôm đó đánh một trận, Diệp Thần bị tâm ma tan giã dư âm tổn thương nặng, theo cả mảnh vách núi rơi xuống vùng biển, tàn phá bừa bãi yêu phong nổi lên, đem hôn mê Diệp Thần theo gió biển khắp nơi phiêu lưu. 3 ngày, vẫn như cũ là trạng thái ngủ say. Chỉ có vậy hơi phập phồng ngực, ở hướng đám người tuyên cáo, người đàn ông còn sống. Thiếu nữ tiếng kia cứu người, thật ra thì bao hàm đồng thời hàm nghĩa, nhưng cụ già nhưng lựa chọn chỉ cứu Diệp Thần, nguyên nhân trong đó, Ngụy Chi Giao vậy không biết. Ngô gia gia, cầm hắn mang đến trong phòng ta đi, cực kỳ chăm sóc. Ngụy Chi Giao dặn dò, lấy nàng đối với lão người rõ ràng, Ngô Ngôn từ không sát sinh, chẳng biết tại sao đối với trung niên kia người thấy chết mà không cứu, nhưng Ngụy Chi Giao rõ ràng, cụ già có mình làm việc phong cách. Tiểu thư, hắn, cụ già có chút lo âu. Ngụy Chi Giao nhưng là cười một tiếng, không sao, bên kia ta tự mình đi giải thích, dẫu sao mạng người lớn hơn trời. Nói xong, thiếu nữ xoay người rời đi. Cụ già nhưng là nhàn nhạt quét mắt một vòng đám người, nhìn vòng quanh bốn phía, hắn thanh âm già nua mở miệng nói, còn có những người khác có ý kiến gì không? Một mạng đổi một mạng, người trên thuyền, không hơn vậy không thiếu, rất công bằng. Trên thuyền một người đàn ông đứng ra giảng hòa nói. Bốn phía đám người thấy được cụ già thủ đoạn sau đó, nơi nào còn có dám trượng nghĩa chấp ngôn. Rối rít liền dưới sườn núi lừa, theo vậy đứng đầu nam nhân nói. Ngô Ngôn dương mắt nhìn liền một mắt người đàn ông kia, như vậy, lão hủ đa tạ Tần công tử giải vây. Nói xong, chính là muốn xoay người rời đi. Vậy được gọi làm Tần công tử đàn ông cười đáp lại, cùng thân ảnh của lão nhân biến mất ở trên bong, hắn vậy tuấn giật gương mặt bên trên, nụ cười sáng lạng biến mất, thay vào đó là mặt đầy nghiêm túc. Tần Phong sau lưng một cái người thần bí kê vào lỗ tai. Tình báo xem ra có sai lầm, cái lão gia hỏa này không đơn giản, thảo luận kỹ hơn. Cùng Ngụy gia hợp tác bình thường, nhưng cái lão gia hỏa này, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, chưa trừ đi hắn, Ngụy Chi Giao, chúng ta không bắt được. Tần Phong nhẹ giọng nói, thần bí nhân kia bóng người nghe vậy đi về phía xó xỉnh, chậm rãi biến mất không gặp. Chi Giao,
người tại sao không rõ ràng ta tâm ý đâu. Vậy đẹp trai người đàn ông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vừa xoay người rời đi. Đợi vậy vừa mới lên đèn, trên bong thuyền, lại là Ca Vũ Thăng Bình. Trước đây phát sinh hết thảy, cũng giống như là mây trôi vậy, tất cả đều tản đi. Thời khắc này Thiên Duyệt số du thuyền bên trên. Một gian sang trọng buồng bên trong phòng, hai tầng bố trí, sấp xỉ 200 mét vuông rộng rãi bên trong không gian, vậy độc lập với trong đó kiểu Âu Châu phong cách thang lầu xoắn ốc càng lộ vẻ ưu nhã. Xuyên thấu qua hai tầng cao rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn xuống đuôi tàu, nhìn ra xa biển khơi. Lúc này lầu hai phòng ngủ chính một tấm thư thích mềm và trên giường lớn, một cái sắc mặt tái nhợt người đàn ông đang nằm ở phía trên. Người đàn ông vậy thân rách dưới quần áo đều đã bị đổi hết, chẳng biết tại sao, vết thương đã càng ngày càng nhỏ, nhưng người nằm trên giường vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, không có nửa điểm muốn tỉnh lại dáng vẻ. Ngô lão tiên sinh, người này có chút kỳ quái, thật ra thì căn bản không có cái gì thương thế, hơn nữa thương thế lại sẽ tự khỏi bệnh, thật sự là cổ quái, dưới mắt, ta nên làm kiểm tra vậy làm xong. Một tên mặc thường phục. Sách cặp táp người trung niên đưa lên một chút ngạch giữa mắt kiếng gọng vàng, cổ quái nói. Họ Ngô cụ già ánh mắt không có một khắc rời đi vậy trên giường người đàn ông, mặc dù là trên du thuyền y thuật đứng đầu tư nhân bác sĩ, ở hắn trong mắt cũng không có chút nào cảm giác tồn tại, hắn cũng vẫn là nhìn chằm chằm Diệp Thần, hỏi, tự khỏi bệnh. Không có thương tổn thế, kết quả tình huống gì? Hắn cơ năng thân thể kiện toàn, thậm chí so chức nghiệp vận động viên còn muốn tốt, về phần tại sao bất tỉnh. Cái này, bác sĩ trung niên tạm thời tới giữa cũng lên không thể nói cái nguyên do, trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, trong cơ thể hắn tựa hồ có chút quỹ thiếu năng lượng nào đó, tự nhiên tỉnh lại, còn cần một đoạn thời gian. Cứ việc cụ già cũng không có nhìn thẳng xem hắn, nhưng bác sĩ trung niên nhưng cũng vẫn là một mực cung kính, không dám bày chút nào cái khung. Làm trò đùa, trên bong một màn kia, bao nhiêu người cũng chính mắt nhìn thấy, hắn cũng không muốn trở thành cái kế tiếp mồi câu. Ngô Ngôn nghe vậy, ngược lại là trước mắt sáng lên, tựa hồ là hiểu được cái gì vậy, nhẹ giọng nói, làm phiền, ta biết nên làm gì bây giờ. Vậy ta liền đi trước, Ngô lão tiên sinh, ngài có chuyện tùy thời kêu ta. Bác sĩ trung niên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng mở miệng cáo từ. Thật ra thì cụ già đối với hắn thái độ đã rất là thân thiện, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn có thể ở trên người ông già cảm thấy một loại áp lực vô hình. Loại áp lực này, để cho hắn không thở nổi. Giờ phút này vừa nghe cụ già lên tiếng, dĩ nhiên là vội vàng rời đi thì tốt hơn. Ngô Ngôn nhẹ khẽ gật đầu, cũng không có ngăn trở, mặc cho bác sĩ trung niên rời đi, hắn ánh mắt, vẫn là đặt ở Diệp Thần trên mình. Vượt quá vì sao, hắn cảm thấy Diệp Thần có chút quen mắt. Bất quá hắn tu luyện rất sớm, một mực ẩn cư, không quá quan tâm bên ngoài sự việc, tự nhiên đối với Diệp Thần cũng không quá rõ. Nếu như biết Diệp Thần là ám điện và Côn Lôn Hư đứng đầu, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến mức tận cùng. Thời khắc này hắn tự lẩm bẩm, thằng nhóc này, quả thật là không đơn giản, tuổi còn trẻ cũng đã là người tu luyện. Thảo nào trên biển phiêu lưu 3 ngày không chết. Hôm nay cục diện không rõ ràng, cứu ngươi, có lẽ là cái trợ lực, kết cái thiện duyên thôi. Cụ già lại nữa nhìn chằm chằm Diệp Thần, quay đầu đi tới bên cửa sổ, quan sát vậy xanh biếc biển khơi. Hai tay chiến chiến nguy nguy nâng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, hắn than nhẹ một tiếng, thôi, cứ làm như vậy đi. Giờ phút này du thuyền trên khác bên trong một căn phòng, người phụ nữ mặc một bộ nới lỏng áo ngủ, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, tạm thời tới giữa xuân quang cờ bay phất phới. Nàng lười biếng vùi ở trên ghế salon, có con mèo nhỏ trạng co giúp, vừa nghe trước người thủ hạ báo cáo, trong tay ly rượu chát nhẹ nhàng lay động. Như thế nói, là Ngụy Chi Giao ra sức dẹp nghị luận của mọi người, người làm lên thuyền, còn dưới sự sai xử người ngay trước mọi người giết người. Vậy hơi có vẻ mỹ ý thanh âm vang lên, làm được vậy báo cáo hắc y nhân tiểu đệ đều là thất thường, ánh mắt không nhịn được loạn phiêu. Hồi 2, nhị tiểu thư, là như vậy. Người đàn ông đồ đen tựa hồ phát giác chủ tử ánh mắt, vội vàng cúi đầu xuống, không dám lại loạn xem. Nàng hiện giờ ở đâu? Cô gái mở miệng lần nữa hỏi. Người đàn ông đồ đen vội vàng trả lời, mới vừa có người thấy, tam tiểu thư nàng đi ra chủ nơi đó đi. Ừ, cô gái tựa hồ là đối với lúc này đáp không hài lòng lắm, giọng điệu bên trong có từng tia dùng mình.
vậy báo cáo người đàn ông đồ đen ngạch gian mồ hôi hột rỉ ra, vội vàng quỳ xuống đất ưm, là Ngụy Chi Giao, nàng đi ra chủ nơi đó đi. Cô gái lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta biết, người đi xuống đi. Người đàn ông đồ đen như chút được gánh nặng, vội vàng rời đi. Gia tộc này tới giữa bên trong dây dưa, hắn cũng không muốn cuốn vào, vạn vừa nghe đến chút cái gì không nên biết, bị giết người diệt khẩu cũng là thường gặp. Lười biếng cô gái chậm rãi đứng dậy, trong ly rượu chát chậm rãi đổ xuống đất, tùy ý họ dòng nước chảy, tinh xảo chân ngọc dẫm ở vậy đỏ tươi chất lỏng bên trên, cho nàng cả người tăng thêm lau một cái thần bí sắc thái. Chuyện này, ngươi làm sao xem, tỷ tỷ? Thanh âm cô gái có chút bén nhọn, nhất là tỷ tỷ hai chữ, cắn âm rất nặng. Vậy lầu hai cuối hành lang, một cái tuổi tác hơi lớn hơn, ước chừng cô gái chừng 30 tuổi trùm khăn tắm nhô đầu ra, như đông, sự việc ta đại khái rõ ràng, người định làm gì? Vậy được gọi là Ngụy Như Đông cô gái lông mày hơi khơi màu, Ngụy Chi Giao cái này tiện trùng, lần này có thể coi như là rơi vào ta trong tay, chuyện này, ta sẽ thật tốt vận tác. Nàng ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng vẻ. Ngụy Như Đông cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại. Tần công tử, hiện tại ngươi có thể tỏa ra tin tức, liền nói, Ngụy gia tam tiểu thư Chi Giao, dẫn đầu coi rẻ thiên hành số du thuyền quy tắc, lại tùy ý dung túng thủ hạ tàn sát vô tội. Bên đầu điện thoại kia trầm ngâm hồi lâu, hỏi, ta có thể làm, nhưng ngươi phải hướng ta bảo đảm, chúng ta hiệp nghị. Tần công tử, ta Ngụy Như Đông gần đây nói được là làm được, nói sau, nàng dẫu sao là em gái ta, máu nồng tại nước, ta sẽ không đả thương nàng chút nào. Bên đầu điện thoại kia nghe được Ngụy Như Đông bảo đảm, không nói thêm nữa, cúp. Như Đông, ngươi là làm sao cầm tiểu tử ngốc này lừa gạt lên? Trên lầu vậy trùm khăn tắm đầy đặn cô gái chậm rãi đi xuống, chính là Ngụy gia đại tỷ, Ngụy Hàn Thanh. Hừ, thằng nhóc kia thích Ngụy Chi Giao cái đó tiện trùng, Tần gia thế lực mặc dù không tệ, nhưng xa xa không đạt tới cùng ta Ngụy gia môn đăng hộ đối trình độ. Cho nên ta đáp ứng thằng nhóc kia, cầm Ngụy Chi Giao đuổi tới tay. Điều kiện tiên quyết là Ngụy Chi Giao không có tranh đoạt Ngụy gia quyền lợi có khả năng, đem nàng đuổi ra khỏi cửa, Tần Phong mới có đạt được nàng cơ hội. Ngụy Như Đông nhàn nhạt nói. Chỉ đơn giản như vậy, Ngụy Hàn Thanh nhướng mày một cái. Ngụy Như Đông khinh miệt cười một tiếng, người vĩnh viễn không biết, một người đàn ông sẽ vì nữ nhân mình yêu thích đi làm chuyện ngu xuẩn gì mà. Ngụy Hàn Thanh khẽ cười một tiếng, cũng vậy, đã từng cái đó vì ngươi rơi được cái thân bại danh liệt kết quả. Ngươi im miệng, việc giữa chúng ta, cùng giải quyết Ngụy Chi Giao sau đó mới bàn về. Ngụy Như Đông quát chói tai, dừng lại Ngụy Hàn Thanh châm chọc tiếng. Tựa hồ xem ra cái này tỉ muội hai người, cũng không phải một khối thiết bản. Ngụy Hàn Thanh nhìn muội muội ăn tất, cố nhiên là tâm tình vui mừng, cũng đúng, cái này Ngụy gia chỉ có thể là ta ngươi hai người, còn chưa tới phiên một cái con gái tư sanh dã con bé chấm mút. Nàng ánh mắt bên trong dâng lên một chút sát ý. Bất quá cái đó Ngụy Chi Giao bên người ông cụ kia có chút khó khăn làm, nghe là cổ võ giới mới lên cao thủ, mới vừa một màn kia, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói. Yên tâm đi, có thể để cho hắn lên thuyền, ta liền đã làm xong sách lược vẹn toàn. Ngụy Như Đông một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Như vậy, ta sẽ chờ xem kịch vui, ngươi có thể đừng làm hỏng, phụ thân đại nhân. Ngươi cũng biết. Ngụy Hàn thay nhào tâm nhắc nhở. Hừ, Ngụy Như Đông hừ lạnh một tiếng không trả lời nữa, lững thững quay trở về phòng ngủ. Nàng sớm đã tính xong hậu thủ, một khi xảy ra chuyện, cái khiêng người đều đã sắp xếp xong xuôi, tuyệt sẽ không dính dấp đến nàng Ngụy Như Đông trên mình. Cùng lúc đó, trên du thuyền, Ngụy Chi Giao phòng ngủ. Ngô Ngôn người đứng đầu khoác lên Diệp Thần mạch đập bên trên, sắc mặt ngưng trọng, cũng được, lão phu linh lực liền phân ngươi một chút nào, giúp ngươi tỉnh lại. Ở cụ già trong nhận thức, Diệp Thần là người tu luyện, bị thương hôn mê là bởi vì là trong cơ thể đan điền, cần đem linh lực của mình quá độ cho hắn, dùng để bồi bổ hắn đan điền. Khống chế xong độ, ước chừng cần một chút là được, một khi quá độ, ta lo lắng thằng nhóc này sẽ bạo thể mà chết. Lão bên trong cơ thể hùng hậu linh lực thoáng qua, hắn lo lắng Diệp Thần sẽ không chịu nổi. Đem Diệp Thần chậm rãi đỡ dậy, cụ già điều động quanh thân linh lực. Một chưởng vỗ vào Diệp Thần vùng đan điền, ồ, cái này một chút linh lực làm sao đá chìm đáy biển. Không có được một chút phản hồi cụ già có chút kinh ngạc, không nên à. Lấy tiểu tử này trẻ tuổi tầm vóc tử,
Đoạn không khả năng chịu đựng bá đạo như vậy linh lực mới đúng a. Mang nghi ngờ cùng không rõ ràng, cụ già lần nữa vận chuyển linh lực, đánh vào Diệp Thần đan điền. Bùm một tiếng nổ tung. Diệp Thần bên trong đan điền trải qua một chút bá đạo đạo ý. Cụ già kinh hãi nhìn Diệp Thần, hắn chưa bao giờ gặp qua so linh lực còn muốn lực lượng bá đạo. Ngô Ngôn làm bộ liền muốn đưa tay rút về, nhưng hắn nhưng phát hiện, in ở Diệp Thần nơi đan điền bàn tay, nhưng là lún vũng bùn vậy, nhúc nhích không được. Hắn linh lực trong cơ thể đang không ngừng chạy mất, lại chạy mất tốc độ ở dần dần tăng nhanh. Đáng chết, tên này là quái vật gì? Đây là cụ già sau cùng kêu gào. Mấy tức sau đó, Ngô Ngôn quanh thân linh lực bị quất liền, rơi vào hôn mê, nằm ở trên mặt đất mất đi ý thức. Diệp Thần bên trong đan điền, một chút sáng bóng thoáng qua, trong mắt hắn khẽ động. Cái này tại chỗ hết thảy, không có cái người thứ ba thấy. Một lát sau, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó một giọng nói truyền tới, Ngô bá bá ở đây không? Không gặp có người đáp lại, tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Không lâu lắm, một bóng người chậm rãi ép tới gần, nếu như cụ già giờ phút này thanh tỉnh, nhất định có thể nhận ra người, chính là lúc trước trên bong thuyền giảng hòa giải với Tần Phong. Tần Phong đạt tới người hầu nhìn trước mắt một màn này, cũng là ngạc nhiên. Tình huống gì, hắn cũng có chút không nghĩ ra. Trên giường hai người mặt đối mặt hôn mê, động một cái không nhúc nhích. Thiếu gia, chính là thời điểm, Tần Phong sau lưng tiểu đệ nhắc nhở. Lúc này Tần Phong mới phản ứng được, đúng vậy, lúc trước còn để cho ta uổng chuẩn bị như vậy nhiều giải thích, chỉ sợ lão già này không mắc câu, hiện tại ngược lại tốt, đưa tới cửa. Tần Phong tỏ ý xuống, tiểu đệ đem một chai vô sắc dung dịch mở ra, đẩy ra cụ già miệng, đem đổ đi vào. Phế số tiền lớn. Thật vất vả mới từ cổ võ giới những cái kia lão già kia trong tay mua được phong linh tán, liền cho ngươi thu nhận. Không có linh lực gia trì, ngươi bất quá chỉ là cái lão già khẳng thôi. Yên tâm đi, chi giao ta sẽ bảo hộ tốt. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lão mặt người gò má, trên mặt tràn đầy mừng như điên thần sắc. Thiếu gia, muốn không dứt khoát, Tần Phong bên người tiểu đệ làm một cái cắt cổ động tác tay, ý kia không cần nói cũng biết. Một không làm hai không nghỉ. Trực tiếp giết chết, đầu xuôi đuôi lọt. Tần Phong lắc đầu một cái, giết người chuyện này, hắn có thể không có can đảm làm, không ổn, du thuyền quy củ, ai cũng được tuân thủ, một khi phát sinh mạng người, điều tra ra được, ai cũng không gánh nổi. Huống chi, hắn mục đích, chỉ là ngụy chi giao thôi. Kế hoạch được như ý, Tần Phong bước lục thân không nhận nhịp bước, cao hứng đi báo cáo kết quả. Kế hoạch hoàn thành, bắt đầu hành động. Tám chữ to. Tần Phong biên tập một cái tin nhắn ngắn phát cho Ngụy Như Đông. Nói có đúng lúc hay không, Tần Phong mới vừa đi, Diệp Thần hai tròng mắt chính là chợt mở ra, dĩ nhiên, đây không phải là trùng hợp, hắn đều nghe được, chỉ bất quá không bại lộ thôi. Mới vừa tỉnh lại Diệp Thần vậy không biết chuyện gì xảy ra, chỉ gặp được hai người ở mình mép giường nói nhỏ, nhắc tới cái gì phong linh tán. Cái này cùng chất lượng kém sản phẩm, cho đến ngày nay còn có người cầm tới dùng. Nhưng hắn cũng không có lộ ra, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Giờ phút này đứng dậy, mới nhìn thấy chung quanh hết thảy, mình hẳn là ở một cái trên thuyền lớn. Nhìn bên người ngã xuống đất không dậy nổi, mất đi ý thức cụ già, Diệp Thần than nhẹ một tiếng, nhìn dáng dấp, hẳn là hắn cứu mình. Đầu ngón tay vạch qua lau một cái lưu quang, đè ở cụ già trán, một lát sau cụ già chậm rãi tỉnh lại. Ngô Ngôn dĩ nhiên nhớ chuyện gì xảy ra. Trước mặt cái này tỉnh lại người đàn ông, dành cho hắn cực lớn áp lực, loại áp lực này, chưa bao giờ có. Hụ hụ, thời khắc này Diệp Thần thân thể vẫn là có chút yếu ớt, dẫu sao chàng đại chiến kia, hao tổn quá mức nghiêm trọng, hoa hạ thiên địa linh khí đối với người ngoài mà nói mạnh mẽ, đối với mình ngược lại là không có quá nhiều tác dụng. Mặc dù như vậy, ở cụ già Ngô Ngôn trong mắt, giờ phút này trước mặt cái này sắc mặt tái nhợt người đàn ông vẫn có thể ở trong nháy mắt lấy hết tánh mạng mình. Thời khắc này Ngô Ngôn có chút không biết làm sao. Diệp Thần dẫn đầu phá vỡ bế tắc, lão nhân gia, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng cụ già ánh mắt cảnh giác nhưng vẫn là không giảm. À, ngươi cứu ta, ta cho ngươi xem món đồ, coi như là ta đối với ngươi báo đáp đi. Diệp Thần nhìn cảnh giác cụ già, than nhẹ một tiếng, vậy quả thật, mình đích xác mang cho hắn to lớn bất an.
cụ già chỉ cảm thấy trước mặt hình ảnh không ngừng biến ảo, cuối cùng như ngừng lại mình té xỉu trước một khắc cuối cùng. Ngô Ngôn có chút kinh ngạc, thời gian nhớ lại. Trước mặt người đàn ông này rốt cuộc là người thế nào? Vì sao mới có thể có loại thủ đoạn này? Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó một giọng nói truyền tới, Ngô bá bá ở đây không? Không gặp có người đáp lại, tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Không lâu lắm, một bóng người chậm rãi ép tới gần. Chính là trước kia hình ảnh, ở trước mặt lão nhân không ngừng tái diễn. Đáng chết, cụ già một quyền đập xuống đất, phong linh tán. Lại không nói hắn hôm nay là cứu Diệp Thần, linh lực bị quất liền, cho dù là linh lực còn đang, cái này phong linh tán công hiệu, cũng không phải là đùa giỡn. Bọn họ sẽ đối tiểu thư ra tay. Đây là cụ già phản ứng đầu tiên, chợt hắn ánh mắt kỳ vọng, nhìn về bên cửa sổ đứng Diệp Thần. Người rốt cuộc là người nào? Mới vừa phát sinh một màn còn đang Ngô Ngôn trước mắt một tấm thổi qua. Hắn muốn xác định thân phận của người nam nhân trước mắt này, mình trúng phong linh tán, bất quá chỉ là cái phổ thông lão đầu thôi, trên thuyền này vân long hỗn tạp, không người nào có thể lại bảo vệ Ngụy Chi Giao. Người trước nói cho ta, nơi này là nơi nào, ta vì sao sẽ ở chỗ này? Diệp Thần mở miệng hỏi nói, hôn mê sau đó đến tỉnh lại, cái này trong đó có quá nhiều trải qua, hắn phải biết rõ mình thân ở vị trí. Ngô Ngôn lời ít ý nhiều kể gặp phải cũng mò vớt Diệp Thần đi qua, là nhà ta tiểu thư cứu ngươi, nơi này là thiên hành số du thuyền, trước mắt ở trên trời đãng vùng biển, đại khái 3 ngày sau sẽ cập bờ. Thiên hành số, Diệp Thần cau mày, hoàn toàn chưa từng nghe qua danh tự này, còn có cái gì Ngụy gia? Dẫu sao hắn rời đi 5 năm trước, cái này Ngụy gia, có thể chỉ là một cái không biết tên gia tộc nhỏ thôi. Diệp Thần trở về. Một mực đang xử lý hoa hạ linh khí biến dị sự việc, đối với buôn bán cùng với thế lực lên tình huống, hắn đúng là không biết chuyện. Nên nói cho ngươi, ta cũng nói, ngươi còn chưa nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngô Ngôn mặc dù nghi ngờ Diệp Thần thân phận, nhưng từ đơn giản mấy câu đối thoại tới xem, hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần cũng không phải là người thích giết chóc. Nói cách khác, Diệp Thần là cái người có thể tin được. Đối mặt cụ già lần nữa hỏi. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn mở miệng nói, ta kêu Diệp Thần, không thân phận gì, đi tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì bất ngờ thôi. Ta rất nhanh liền sẽ rời đi. Cụ già nghe vậy trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng, hắn vốn cho là Diệp Thần là một cái cổ võ gia tộc thiếu gia loại, ở chỗ này liền mới có thể bảo vệ được Ngụy Chi Giao. Dẫu sao người giang hồ chú trọng một thù trả một thù. Được rồi, Diệp Thần, cụ già nhẹ giọng nhắc tới nói. Nhưng mà ngươi vì sao cũng như này? Nói đến chỗ này, cụ già sững sờ tại chỗ, thực lực mạnh mẽ như thế, chỉ sợ là liền những cái kia cổ võ gia tộc tộc trưởng sợ là đều không cách nào mong đợi đạt tới chứ. Hắn nói hắn kêu Diệp Thần. Làm sao quen thuộc như vậy? Trầm ngâm chốc lát, cụ già Ngô Ngôn giống như là nghĩ tới điều gì vậy, kinh hãi trợn to hai tròng mắt, lắp bắp nói, ngươi. Ngươi là Diệp Thần. Diệp Thần đại danh, có lẽ ở thế tục bên trong. Bất quá ngươi ngươi thôi. Dẫu sao kêu Diệp Thần nhiều đi. Nhưng từ linh khí biến dị trước sau, phàm là cổ võ tu luyện nhất mạch, ở trên trái đất, không người không biết không người không hiểu Diệp Thần hai chữ. Liên quan tới Diệp Thần danh hiệu chân thực quá nhiều quá nhiều. Là huyết cuồng long, ám điện điện chủ, long hồn tổng giáo quan, hoa hạ thuốc minh ghế thủ lãnh cố vấn, hoa hạ tông sư bảng người thứ nhất, hoa hạ trấn quốc chiến thần, y thần môn đệ tử, thương khung bảng một tên. Trấn đan hư luyện đan sư cấp cao nhất, quang minh điện điện chủ, trăm tông liên minh môn chủ, côn lôn hư đứng đầu. Vậy chờ thực lực, là vô số người xa không với tới trình độ, liền ngay cả hôm nay hoa hạ võ đạo người thứ nhất, cũng thì không cách nào mong đợi đạt tới. Hơn nữa gần đây lời đồn đãi chỉ minh, Diệp Thần trở về trái đất, đem viên đạo phong chém chết, dẫu sao mấy ngày trước bữa trước không bên trong to lớn mây hình nấm nổ, nhưng mà tin tức cũng không ngừng được đưa tin qua. Cái gọi là nội hành xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Phàm là tu võ người, cũng có thể cảm thấy trong đó kinh khủng kia uy năng, lúc trước trong mắt mọi người Ngô Ngôn một cước đá bay cá mập 10 mấy mét đánh vào thị giác, người khác gọi là thoát khỏi người phạm vi mà nói, như vậy Diệp Thần cùng viên đạo phong trận chiến ấy, có thể nói là đồ thần. Viên đạo phong thực lực, gần đây ở cổ võ giới bị quá thần thoại, nhưng vậy đúng là như vậy, hắn tự mình đã siêu thoát trái đất đại đạo tồn tại.
có thể vẫn bị Diệp Thần dễ như trở bàn tay chém chết. Ngươi, ngươi thật sự là Diệp. Diệp, Diệp Thần, Ngô Ngôn có chút cà lăm, đích xác là cùng tin đồn bên trong xấp xỉ. Diệp Thần có chút khó hiểu kỳ diệu, hắn làm những chuyện kia, nơi nhắc lên dư luận, ở cổ võ vòng nhưng là làm được, Diệp Thần, hai chữ, thanh danh đại trấn. Dĩ nhiên, chỉ có chính hắn không biết thôi. Lão hủ Ngô Ngôn, bái kiến tiền bối. Cụ già bỗng nhiên liền lệ nóng doanh tròng, làm bộ cấp cho Diệp Thần quỳ xuống. Diệp Thần ngẩn ra, cái này cụ già thực lực mặc dù nhỏ, nhưng là mình ân nhân cứu mạng, nếu như quỳ xuống, thật đúng là chiết sát mình. Hắn vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình liền ngăn cản đối phương quỳ xuống. Lão nhân gia không được, Diệp Thần vội vàng kêu lên, đây là tình huống gì? Ngô Ngôn hai tay ở chỗ bụng trên y phục xoa xoa tay, khẩn trương giống như một muốn bắt thi bài thi hài tử đối mặt chủ nhiệm lớp chất vấn vậy. Là như vậy. Cái này nói chuyện dưới Diệp Thần mới biết, lúc đầu gần đây hoa hạ cổ võ giới bên trong, Diệp Thần danh tiếng đã lớn đến tất cả loại trình độ. Chỉ là trở về cái này nói một chút, liền đủ rồi trở thành vô số người sùng bái thần tượng. Sau đó đánh chết Viên Đạo Phong cùng Sự Tích, lại là đem Diệp Thần đồn đánh giá đẩy lên đỉnh phong, Viên Đạo Phong không làm hết sức mình, làm được tất cả cổ võ gia tộc cúi đầu, nếu như không theo, liền muốn đánh chết. Nhưng bị hạn chế bởi hắn vậy thần giống vậy chiến lực, huyết tẩy mấy đại gia tộc sau đó, tất cả mọi người đều lựa chọn thần phục. Hôm nay Viên Đạo Phong vừa chết, vậy nguyên bản liền không phục mấy đại gia tộc lại là tự lập môn hộ, tuyên bố muốn phụng Diệp Thần làm chủ. Chỉ có Diệp Thần, mới là chúa cứu thế. Linh khí biến dị sự việc, cổ võ gia tộc người đều biết. Diệp Thần làm hết thảy các thứ này, tất cả người đều thấy ở trong mắt. Cụ già Ngô Ngôn, chính là cổ võ Ngô gia lánh đời trưởng lão, thực lực khá là không tầm thường. Ngài cùng cái này Ngụy gia tiểu thư, là quan hệ như thế nào? Diệp Thần biết được tình huống sau đó, vội vàng hỏi. Dẫu sao có thể để cho cường giả như vậy hộ tống, cái này Ngụy chi giao, mặt mũi có thể thật không nhỏ, phải biết cổ võ gia tộc thái thượng trưởng lão, đây chính là nhất tộc tôn sư. Chi giao con bé này mẫu thân, đã từng trời xui đất khiến hạ, đã cứu ta một mạng, cũng là một mệnh khổ người, trước khi lâm chung, giao phó ta chăm sóc tốt cái đứa nhỏ này. Cổ võ nhất mạch, ta đã đi chấm dứt. Cho nên cũng không tìm xen vào quản lý chuyện gia tộc, dứt khoát hóa thành người làm, đi theo cái này bé gái bên người, du sơn ngoạn thủy, nghỉ hưu. Chi giao cha đẻ, năm gần đây sự nghiệp rất có khởi sắc, muốn đem nàng triệu hồi đến dưới gối, nhưng cái này gia đình quý tộc, nào có tốt như vậy dung nhập vào. Cái này không, đả kích ngấm ngầm đã tới rồi. Ngô Ngôn than thở một tiếng, không nghĩ tới bọn tiểu bối này, phong linh tán cũng có thể lấy được. Hắn cười tự giễu một cái. Ngô bá, ta tạm thời cứ như vậy kêu ngươi đi, ngươi yên tâm, phong linh tán ta đã giúp ngươi giải hết, ngươi an tâm khôi phục chính là, cái này mấy ngày, ta tới chăm sóc. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Ngô Ngôn nghe vậy, còng lưng thân thể lại là chấn động một cái, làm bộ lại phải cho Diệp Thần quỳ bái. Ngô bá, ngươi còn như vậy, thật là chính là khách khí. Diệp Thần giả vờ trang cả giận nói. Ngô bá và Ngụy Chi Giao cũng đối với bản thân có ân, mặc dù coi như không có hai người, mình vậy sẽ kém không lâu lắm gian tỉnh lại, nhưng cuối cùng là một phần nhân quả. Diệp Thần muốn nghĩ đủ phương cách trả hết nợ. Cụ già cũng là cười một tiếng, lại nữa lời nói. Một hồi dồn dập nhịp bước từ xa đến gần, tiểu thư trở về. Ngô Ngôn đứng dậy, tận lực không lọt ra dấu vết. Không lâu lắm, cả người hồng màu trắng đồ vận động. Buộc tóc đuôi ngựa bím tóc thiếu nữ liền nhảy cả tưng chạy vào. Ngô gia gia, phụ thân đáp ứng ta, cầm hắn lưu ở trên thuyền. Ồ, người tỉnh rồi. Ngụy Chi Giao mắt đẹp trong nháy mắt, rất là đáng yêu. Nàng đầu tiên là nhìn về ngồi ở một bên Diệp Thần, hồi tưởng lại nhìn xem cụ già, một cái tiến lên bắt Ngô Ngôn cánh tay, Ngô gia gia ngươi thật là lợi hại. Tiểu thư, ngươi lại đong đưa, ta cái này lão xương cũng mau bung cái khung. Bên ngoài trước mặt người, phải giữ cường thế, đây là cụ già dạy cho Ngụy Chi Giao. Nhưng ở lúc không có ai, hai người liền cùng ông cháu độc nhất vô nhị. Đúng rồi, người tên gọi là gì à? Ngụy Chi Giao ánh mắt linh động chớp mắt, nhìn mép giường Diệp Thần. Diệp Thần. Diệp Thần diễn cảm lãnh đạm, sau đó đáp lại, cảm ơn ngươi cứu ta, Ngô bá cũng cùng ta nói qua. Không có sao,
phải, thấy chết mà không cứu mới không đúng đâu, Ngô Gia Gia một mực dạy ta, muốn mang trong lòng thiện niệm. Ngụy Chi Giao nói rõ ràng mạch lạc. Một bên Diệp Thần cũng cười lắc đầu một cái, con bé này thật sự là một ngây thơ không rảnh thiếu nữ à. Khó trách cụ già sẽ một mực bầu bạn ở bên cạnh. Người tới là khách, người tựa hồ không có chuyện gì, ta vừa vặn thiếu một bạn, ta cùng ngươi nói, như thế du thuyền sang trọng ta cũng là lần thứ nhất tới, ta mang ngươi đi vòng vòng đi. Ngụy Chi Giao giống như là một tò mò bảo bảo vậy, nàng tâm tư này giống như là một hài tử vậy. Không khỏi phải nhường Ngô Ngôn một hồi không nói. Mỗi ngày Ngô Gia Gia luôn là cùng ta nói, phải giống như cái đại nhân, phiền chết, ở bọn họ trước mặt còn được làm bộ làm tịch. Ngụy Chi Giao mắt gặp cụ già ánh mắt kia, rên rỉ thở dài nói. Diệp Thần không khỏi được mỉm cười, chỉ có thể nói, được, người dẫn ta vòng vo một chút đi. Được. Ngụy Chi Giao liền vội vàng gật đầu, nàng ở trong phòng này là một khắc vậy ngồi không yên, khao khát ánh mắt nhìn về Ngô Ngôn, giống như là cầu xin cụ già đồng ý. Ngô Ngôn nhẹ khẽ gật đầu, các ngươi đi đi, ta bộ xương già này được nghỉ ngơi một chút. À, Ngô Gia Gia ngươi không cùng chúng ta đi. Ngụy Chi Giao có chút kinh ngạc, cụ già trước nhưng mà vẫn luôn nửa bước không rời. Hôm nay Ngô Gia Gia, có điểm là lạ, Ngụy Chi Giao nhỏ giọng nói lầm bầm. Một bên Ngô Ngôn nghe vậy, cười được có chút cứng ngắc, phiền toái lá. Diệp tiên sinh chăm sóc nhà ta tiểu thư, ta không đi. Còng lưng bóng người chậm rãi lên lầu, Ngô Ngôn trong lòng nhưng mà rõ ràng, có Diệp Thần ở đây, Ngụy Chi Giao đó là 1 triệu cái an toàn, hắn rất yên tâm. Nếu là Diệp Thần cũng không gánh nổi Ngụy Chi Giao, như vậy thế gian liền không người nào có thể bảo vệ Ngụy Chi Giao. Sau một nén nhang, ngươi xem, Diệp đại ca, buổi sáng hồi đó, chính là ở chỗ này. Lại là quen thuộc kia bong thuyền, thiếu nữ bình tĩnh nói. Ngươi cái này tương phản, cũng quá lớn liền chứ. Diệp Thần cười một tiếng, con bé này, vừa ra khỏi cửa, giống như một đại nhân như nhau. Thừa dịp đưa lưng về phía đám người du khách để gặp, nàng vừa hướng Diệp Thần làm một mặt quỷ. Ta cũng là ở lại mấy ngày, mới biết, trên thuyền này có rạp hát, băng trận, leo mỏm đá tường, nhà thờ, liền liền trên nước chỗ vui chơi đều có. Nơi đó có một đẹp đặc biệt ngắm cảnh phòng, cao độ và Paris Khải Hoàn Môn như nhau, đều là một so một trả lại như cũ thiết kế. Còn có nhi đồng công viên, chúng ta phía trên, bong thuyền tầng chót buổi tối ca vũ thăng bình, là cái lộ thiên ở giữa đêm câu lạc bộ. Ngụy Chi Giao dẫn Diệp Thần toàn bộ đi dạo một lần, Diệp Thần cũng là xem thế là đủ rồi, nhiều năm qua chinh chiến giết hại, đối với cái này thế gian xa hoa lãng phí, nhưng là chưa bao giờ hưởng thụ qua, hôm nay vừa gặp, cũng là tầm mắt mở toang ra. Đây là nơi nào tới tiểu bạch kiểm, cùng tên nhà quê như nhau, thiên hành số đều không gặp qua. Giữa lúc Ngụy Chi Giao là Diệp Thần giới thiệu, Diệp Thần trong mắt hiện lên quang để gặp, một đạo không hợp thời châm chọc tiếng truyền tới. Một đạo trẻ tuổi bóng người chậm chậm tới, trong tay bưng 2 ly rượu chát, nói Chi Giao muội muội, cái này là ta nhờ người thật vất vả mới tìm tới chân phẩm, như thế nào, nếm thử một chút. Ngụy Chi Giao thần sắc không vui, người đàn ông nhưng cũng vẫn là tự nhiên giới thiệu, năm 1992, Bordeaux trang viện rượu vang. Trần cất trong quá trình sử dụng 65% nước Pháp mới thùng gỗ cao su, ở hầm rượu bên trong ngủ say rất lâu. Ta thật vất vả từ tư khoa tập đoàn nơi đó, lấy được. Cái này ở Ngụy Chi Giao trước mặt không ngừng khoác lác người đàn ông, chính là Diệp Thần tỉnh lại đầu tiên nhìn liền nhìn thấy người, Tần Phong. Rượu này, uống rất ngon. Ngụy Chi Giao bị Tần Phong rõ ràng mạch lạc giải thích phân tích nói trong mắt hiện lên quang. Dĩ nhiên, cùng nhau nếm thử một chút. Tần Phong khẽ cười đáp. Vừa dứt lời, Ngụy Chi Giao tiến lên đem Tần Phong 2 tay bên trong chỉ có 2 ly rượu chát nhận, mình giữ lại 1 ly, đưa cho Diệp Thần 1 ly. Diệp đại ca, thử một chút mùi vị, Ngụy Chi Giao khẽ cười nói. Một bên Tần Phong hơi có chút lúng túng, 2 ly rượu chát vốn là hắn cùng Ngụy Chi Giao, kết quả bị như thế một làm, hắn sắc mặt có chút không được tự nhiên, bất quá còn em thế ra phong độ còn là phải có. Dĩ nhiên. Tần Phong vẫn là nhức nhối, 1 ly này đi xuống, mấy trăm ngàn nhân dân tệ không có, vì đánh sưng mặt sưng người, hắn xuống vốn gốc, đáng tiếc còn chưa tới miệng nhưng. Ách, Ngụy Chi Giao nhấp 1 miếng, nhìn về Diệp Thần. Như thế nào, Chi Giao muội muội, mùi vị ngọt đi, rượu này, chúng ta trước tổng uống, cũng không tệ lắm. Tần Phong 2 cánh tay vòng tại trước ngực,
tự tin nói. Nhưng mà, rượu này rõ ràng là chua à. Thời khắc này Diệp Thần bỗng nhiên toát ra một câu nói. Phốc suy, Ngụy Chi Giao cười ra tiếng. Tần Phong trên mặt có chút không nén giận được, quý giá như vậy rượu hắn vậy từ chưa uống qua, chỉ là có nghe thấy, bị người trước mặt vạch trần, sắc mặt biến. Ngươi là từ đâu tới thằng nhà quê, uống qua rượu chát sao? Ở nơi này soi mói. Tần Phong tránh không nói mùi rượu, chỉ cao khí ngang nói. Hắn là bạn ta, Tần Phong, ngươi thả tôn trọng một chút. Ngụy Chi Giao cau mày. Nghe lời này một cái, Tần Phong tức giận. Cái này không phải buổi sáng bị đánh mỏ đi lên thi thể sao? Mới như thế một lát một hồi công phu, lại là được bạn. Thiên vị vậy quá rõ ràng đi. Rất hiển nhiên, Tần Phong ghen, hắn muốn nhằm vào Diệp Thần. Hừ, đừng lấy vì ngươi leo lên cao chi, là có thể là tùy ý là, ở trên chiếc thuyền này, tùy tiện một người là có thể giết chết ngươi. Tần Phong nghiêm giọng nói. Diệp Thần không có tiếp lời, thần sắc lãnh đạm, vẫn là tự nhiên nói, rượu này đúng là chua à, bất quá mùi vị còn có thể, có một chút hắc cam thảo mùi thơm, hẳn là giá trị không rẻ. Tần Phong nghe được Diệp Thần nói như vậy, trong lòng coi như là thăng bằng một chút. Tối thiểu tên này còn biết nâng mình một tí. Thế nào, vậy được mấy ngàn khối đi? Diệp Thần nhẹ giọng nói. Nghe nói như vậy, Tần Phong hổn hển, mấy ngàn khối. Một ly rượu này nhưng mà xấp xỉ mấy trăm ngàn, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lắc đầu một cái, tự nhiên không có, bất quá ngươi nếu như thích, ta có thể để cho người đưa một ít cho ngươi. Diệp Thần thành tựu người tu luyện, đối với tài sản không có quá lớn khái niệm. Nhưng là hắn rất rõ ràng, Thiên Chính tập đoàn và ám điện như muốn tiền, ngay tức thì liền có thể khiêu động cả thế giới kinh tế. Tần Phong vừa muốn còn miệng, một đạo châm chọc giọng nữ nhưng là dẫn đầu cắt đứt mấy người trò chuyện, Tần công tử là thân phận bực nào, cần ngươi tới đưa những thứ này thấp đồ. Một đạo thướt tha bóng người chậm chậm tới, lụa mỏng đắp lên phần lớn thân thể mềm mại, nhưng là vẫn khó khăn ngăn cản vậy cờ bay phất phới náo nhiệt, một đôi tím thủy tinh giày cao gót phát ra cần két ken két thanh âm. Tần Phong ánh mắt căm tức nhìn đi, dám đánh đoạn hắn, tự tìm cái chết. Nhưng hắn xoay người thấy vậy cô gái trẻ tuổi trong nháy mắt, nhưng là cúi xuống đầu cao ngạo, làm trò đùa, người này hắn có thể không chọc nổi, chính là Ngụy gia nhị tiểu thư, Ngụy Như Đông. Muội muội, còn chưa muốn cùng cái này cùng dân thôn quê có dây dưa dễ má khá hơn chút, dẫu sao ta Ngụy gia chính là thế gia đại tộc, không phải là người nào cũng có thể kết giao. Ngụy Như Đông ngạo tâm nhắc nhở, lời nói bên trong vẻ châm chọc không nói bày tỏ, dẫu sao thời khắc này Diệp Thần nhìn qua bình thường, liền liền áo quần đều là ăn mặc ngô môn màu xám cho trường sam. Nói dễ nghe là trầm ổn, khó nghe đó chính là lão khí. Trừ một tấm miễn cưỡng nhìn đi qua gương mặt, không đúng tí nào. Ngụy Như Đông một mặt chê nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, cuối cùng cho ra một cái kết luận như vậy. Dẫu sao mò vớt đi lên một cổ thi thể, mặc dù sống lại, nhưng ở những người có tiền này trong mắt, vẫn là cảm thấy vô cùng xui. Tỷ tỷ, Diệp đại ca không phải cái gì dân thôn quê, hắn là bạn của ta. Ngụy Chi Giao sắc mặt trầm xuống, đối với cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, mặc dù ghét, nhưng vậy không thể làm gì. Trên bong khách xem càng ngày càng nhiều, Ngụy Như Đông biết rõ việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Thôi, người con bé này vẫn là tự do phóng khoáng, tỷ tỷ không nói. Ngụy Như Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một bộ đại tỷ tỷ cưng chiều hình dáng. Ngược lại là lần này cử động, giành được chung quanh một đám khách xem không tiếc tán thưởng. Ngụy gia nhị tiểu thư đối với muội muội thật là che chở trăm bề à. Đúng vậy, thật là nhân trung chi phượng. Ngụy Như Đông nghe chung quanh đồn đánh giá, trong lòng hồi hộp mà, nàng muốn mục đích đã đạt đến, bởi vì Diệp Thần từ đầu tới đuôi không nói một câu, cho nên đối với Diệp Thần, Ngụy Như Đông mình cũng không tốt đánh giá. Bất quá, cũng là một tiểu tử chưa ráo máu đầu thôi, hơi thi thủ đoạn là được. Nàng một chút cũng không lo lắng. Mang nụ cười bóng người xoay người muốn rời đi, à đúng rồi, muội muội đừng quên, tối nay tiệc gia đình ở tinh thần phòng cử hành, phụ thân cũng sẽ tới, chớ tới trễ âu. Nàng hoặc như là cái biết tim đại tỷ tỷ vậy, dặn dò. Sau đó mang Tần Phong rời đi. Ngụy Chi Giao cắn chặt môi đỏ mọng, phen này giao phong, nàng là toàn bại. Cho người lưu lại ấn tượng bất quá là một thất thường mao đầu cô gái nhỏ thôi.
người cái này nhị tỷ, không phải là một đèn cạn dầu. Nhìn đã đi xa Ngụy Như Đông hình bóng, Diệp Thần nhẹ giọng nói. Ngụy Chi Giao hai quả đấm nắm chặt, nhưng lại không thể làm gì, đành phải than nhẹ một tiếng. Quá đáng ghét, ta một chút đều không thích như vậy sinh hoạt. Nàng cúi đầu, rõ ràng có chút chán nản. Diệp Thần ngược lại là sững sốt cười một tiếng, nếu như mọi chuyện thuận thoại, vậy thì không gọi sinh sống. Trong khổ mua vui, mới là sinh hoạt bản chất. Ngụy Chi Giao ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong thoáng qua một chút nước mắt, nàng vội vàng dùng tay xóa đi, sau đó nói, Diệp đại ca, người cũng có không biết nên làm cái gì thời điểm sao. Diệp Thần khẽ than một tiếng, mỗi cái người đều có mình muốn diễn nhân vật, bất luận là đại anh hùng hoặc là nhân vật nhỏ, đều có mình chua cay đắng cay. Có à, giống như hiện tại, ta cùng ngươi ở trên bong nói chuyện phiếm, bên ngoài cũng không biết lại có bao nhiêu người đang chờ ta tới xử lý một ít chuyện tình. Nhưng ta có thể làm, cũng bất quá là hết sức mà là thôi, cùng ngươi giờ khắc này ở trên bong chuyện trò vui vẻ, cũng là một loại đẹp à. Sinh hoạt, giống như một mặt tấm gương, người cười nó liền cười, người khóc nó sẽ khóc. Tà dương ánh chiếu xuống Diệp Thần, hình bóng phá lệ nhìn chăm chú, dĩ nhiên, đây là đang Ngụy Chi Giao trong mắt. Ta hiểu ý, Ngụy Chi Giao vào giờ khắc này tựa hồ cảm nhận được liền cái gì, nàng đứng dậy, trên mặt lại tỏa sáng nụ cười sáng lạng. Dưới trời chiều, là thiếu nữ tuyệt đẹp dung nhan. Trở về chuẩn bị một chút đi, tối nay tiệc gia đình, còn có quá nhiều chuyện thú vị chờ đây. Diệp Thần cười một tiếng, cái này trần gian phần lớn chuyện, không ngoài là quyền cùng lợi đang làm ma thôi, nếu không hắn vậy chưa đến nỗi nhạo báng vậy Tần Phong. Có một số việc, có thể an ủi phong trần. Diệp Thần nhìn mờ mịt ánh sáng nhạt bên trong mặt biển, thật sâu hít thở một cái gió biển. Trở về Hoa Hạ, trước đây một mực đang xử lý linh khí dị biến và viên đạo phong chuyện, cái này làm cho hắn không rảnh cảm thụ Hoa Hạ. Giờ khắc này ở bong thuyền, ngược lại là cảm giác lòng có chút yên lặng, thậm chí để cho hắn ngắn ngủi quên địa tâm vực vũ hoàng cổ phủ xuống ý chí. Sự việc nhức đầu quá nhiều, nếu đã tới Hoa Hạ, liền thật tốt hưởng thụ cái này yên lặng ngắn ngủi đi. Sau đó hắn cùng Ngụy Chi Giao quay trở về phòng ngủ, Ngô Ngôn nhìn trở về hai người, Ngụy Chi Giao đem lúc trước trên bong gặp gỡ đều là nói cho cụ già nghe. Ngô Ngôn trong con ngươi một đạo tinh quang vạch qua, lặng yên không một tiếng động. Lừa gạt được Ngụy Chi Giao, nhưng là không gạt được Diệp Thần, hắn biết cái cụ già này đã động sát ý. Ngô gia gia, trước không nói, ta đi thay quần áo, tiệc gia đình nếu là không nghiêm túc đối đãi, lại được bị hai tỷ tỷ cầm nói sự việc. Ngụy Chi Giao mặt đầy không biết làm sao, nhưng là đi qua Diệp Thần mở rõ ràng, nàng tâm tình cũng không tệ lắm. Con bé này tổng được trải qua mới có thể trưởng thành, người có thể bảo vệ nàng bao lâu? Diệp Thần nhẹ giọng mở miệng hỏi nói. Cụ già cũng là biết đạo lý này, nhưng là người trong cuộc mơ hồ, biết là một chuyện mà, làm được lại là một chuyện mà. Ta bộ xương già này, coi như cường tráng, người thu võ, nào có như thế dễ chết. Ngô Ngôn trầm giọng nói, ta có thể thủ nàng nhất thế, nàng có thể trải qua, nhưng không thể bị ủy khuất. Diệp Thần im lặng, quả thật. Mặc dù nhìn như còng lưng thân thể, nhưng Ngô Ngôn tuổi thọ so với người bình thường vẫn là mạnh hơn quá nhiều. Chịu đựng đi Ngụy Chi Giao cháu trai cũng không khó khăn. Thôi, cụ già có chấp niệm của mình, người tu võ đều có đạo tâm của mình, một khi đạo tâm bị phá, cũng chỉ cũng xong rồi. Ngô Ngôn đạo tâm, đang là thủ hộ, bảo vệ Ngụy Chi Giao. Chỉ gặp Diệp Thần đầu ngón tay ánh sáng chớp mắt, một giọt lưu quang tràn vào Ngô Ngôn đan điền. Chợt hắn cũng cảm giác được một cổ mạnh mẽ linh lực ở trong người phun trào. So hắn đỉnh cấp lúc mạnh hơn hoành. Thậm chí mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Cụ già sắc mặt mừng như điên, hắn biết là Diệp Thần giúp mình, vội vàng liền muốn quỳ bái, nhưng là bị Diệp Thần kéo lại. Con bé này cứu ta theo lý báo đáp. Nhưng là ta có chuyện ta phải làm, ta một ngày nào đó sẽ rời đi, con bé này, người phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Diệp Thần ánh mắt bên trong cất giấu một nụ cười châm biếm, cụ già phần này bảo vệ chi tâm, thật đánh động Diệp Thần, ở nơi này trần thế lúc đó, còn có thể cũng như này thuần túy cảm tình, thực là không dễ. Cụ già còng lưng thân thể, nhẹ nhàng run rẩy, rộng thùng thình hoa bào cũng không che giấu được. Ngô gia gia, ta tốt lắm, Ngụy Chi Giao tung tăng chạy ra, một bộ trắng như tuyết váy đầm dài, một đầu mái tóc khoác buộc ở sau ót, hiện ra hết lộng lẫy. Ngô Ngôn vội vàng xoa xoa khóe mắt, đưa tay ra dấu mời,
Diệp tiên sinh, tiểu thư, xin mời. Giờ khắc này cụ già, đối đãi Diệp thần thái độ, hoàn toàn thay đổi. Giờ phút này Ngụy Như Đông bên trong phòng ngủ. Như thế nào, thằng nhóc kia thân phận đã điều tra xong sao? Ngụy Như Đông thanh âm vang lên, ở nàng trong mắt Diệp thần bất quá là một con kiến hôi. Trước mặt Tần Phong cung kính nói, đã đem hắn tấm ảnh truyền về đi điều tra, trước mắt còn không kết quả. Vậy cũng không cần tra xét, giết hắn chính là, Ngụy Như Đông cường thế nói, nhân tiện làm một cắt cổ động tác tay. Tần Phong thân thể chấn động một cái con em nhà giàu, nơi nào đã làm cái này cùng giết người cướp của mua bán. Hắn lắp bắp nói, hắn thân phận có thể không bình thường, dẫu sao trên mình khí thế không giống như là người bình thường. Tần Phong còn muốn giải thích cái gì, nhưng là bị Ngụy Như Đông vô tình cắt đứt khí thế. Một cái ở nông thôn tiểu tử, có thể có tức giận gì trận. Tần Phong ngươi có phải hay không bị hắn dọa sợ? Ngụy Như Đông trong mắt khinh miệt thần sắc không che giấu chút nào, cũng không biết là nhằm vào Diệp thần vẫn là hắn Tần Phong. Tìm mấy người, bí mật giết, hắn không phải từ hải lý mò đi lên sao? Vậy thì ném về đi hải lý. Ngụy Như Đông sắc mặt hời hợt. Tần Phong dọa giật mình một cái, Ngụy Như Đông lời ấy, rõ ràng là để cho hắn đi làm chuyện này. Tần công tử, người có thể lấy phong linh tán, sẽ không liền một tiểu tử chưa ráo máu đầu cũng làm không hết chứ. Ngụy Như Đông một chiêu phép khích tướng, còn thật liền có hiệu quả. Tần Phong hít sâu một hơi, yên tâm đi, Diệp thần thằng nhóc kia không sẽ thấy ngày mai Thái Dương. Làm xong những thứ này, buổi tối dạ tiệc cùng nhau tham gia đi. Cũng tốt để cho ngươi khoảng cách gần tiếp xúc một tí chi giao. Tốt một chiêu, đánh một cái tát cho cái táo ngọt ăn. Tần Phong quả nhiên mắc câu, một chút không tình nguyện ý cũng lại không có, đứng dậy trận lại nói, ta cái này đi chuẩn bị ngay, thủ tiêu Diệp thần. Lúc rời đi, tràn đầy vẻ vui thích. Cái này tiểu tử ngốc, còn thật là có chút khả ái đây. Ngụy Hàn Thanh bóng người không biết lúc nào từ phía sau lưng đi ra, nàng nhìn một mắt Tần Phong rời đi hình bóng. Lại tiếp tục xem Ngụy Như Đông, sâu kín than nhẹ một tiếng, muội muội thật là thủ đoạn. Ngụy Như Đông hừ lạnh một tiếng, thành cho giỏi, nếu như không thành, cái thằng nhóc này chính là một dê thế tội. Ta xem nàng Ngụy Chi Giao, tối nay làm sao yên ổn vượt qua. Không biết Tần Phong đi làm cái gì chuẩn bị, Diệp thần một nhóm ba người, vì miễn phải gặp nhân khẩu lưỡi, trước thời hạn liền đã đến tinh thần phòng yến hội. Thiên hành số du thuyền bên trong lớn nhất phòng yến hội diện tích đạt tới 1.000 thước vuông tinh thần phòng, kiểu cởi mở không gian, đảm nhiệm tất cả loại cỡ lớn hội nghị cùng đắt tiền hoạt động, phòng khách một bên là rơi xuống đất thủy tinh, đầy đủ tự nhiên ánh sáng làm cho cả hội trường vô cùng thoải mái. Giờ phút này màn đêm buông xuống hạ, ánh đèn phá lệ chói mắt. Chân trước vừa muốn bước vào phòng hội, Diệp thần lỗ tai động một cái, hắn nghe được tất tất tốt tốt một hồi vang động, chợt thu chân về bước. Diệp tiên sinh, Ngô Ngôn dù sao không phải là Diệp thần, hắn còn không phát hiện khác thường. Diệp thần con người đông lại một cái, khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, không việc gì, ta tới xử lý ít chuyện tình, các ngươi đi vào trước đi. Ngô Ngôn nghe vậy, cũng đã biết chút gì. Ngụy Chi Giao không hiểu ánh mắt nhìn Diệp thần, vừa muốn mở miệng, nhưng là bị Ngô Ngôn khoát tay ngăn lại, kéo vào phòng yến hội. Toàn bộ bên trong phòng yến hội, đã là như biển người. Tuy nói là tiệc gia đình, nhưng là cũng không có nói không thể mang bằng hữu tới tham gia. Thời khắc này phòng hội bên trong, 6 người phun trào, có thể tới chỗ này, cùng Ngụy gia tập đoàn tài chính đều có tâm đầu ý hợp quan hệ. Ngược lại thì bóng đêm hạ xuống, gió biển thổi lên, tí ti lạnh ý phất qua, trên bong thuyền không có người nào. Cùng lúc đó, thiên hành số tàu biển một nơi xó xỉnh. Như thế nào, nếu như chuẩn bị xong? Ta đi ngay cầm Diệp thần gọi tới, các huynh đệ chỉ cần đè lại hắn, ném về đến hải lý là được. Chính là Tần Phong ở cho mười mấy tên đầy tớ phân phó. Tần thiếu, vạn nhất bị phát hiện, trong đó có người lo lắng nói, giết người cướp của những người này không phải chưa từng làm, nhưng là ở trên trời được số trên động thủ, đó chính là không cho Ngụy ra mặt mũi, một khi bị phát hiện, là muốn liên lụy người nhà. Tần Phong vỗ ngực một cái, bảo đảm nói, yên tâm đi. Ta mặt trên có người. Nói xong, ngón trỏ và ngón giữa thề, chỉ bầu trời. Đám người vẫn là không có chắc, lúc này một tên người trung niên mở miệng nói, yên tâm đi, phát sinh bất kỳ sự việc, ta và Tần Thiếu cũng sẽ bảo đảm ở các ngươi.
hắn nhẹ nhàng vịn ở bằng sắt hàng rào trên bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, vậy thực thiết lan can bị nhẹ nhàng cắt đứt. Tần Phong dương dương đắc ý nhìn người trung niên, nhẹ giọng hướng về phía người thủ hạ nói, hết thảy sẽ không có vấn đề quá lớn. Tần Phong lớn nhất dựa vào, chính là cái này người trung niên, cũng là hắn, là Tần Phong tìm tới Phong Linh Tán. Lại cũng là Hoa Hạ người cổ võ giới. Đám người mắt gặp có như thế ngang ngược chủ nhân ở đây, kia còn có cái gì băn khoăn, rối rít lăm le, dẫu sao ra tay thì có tiền cầm, ai không động tâm. Tần Phong mắt gặp tinh thần khích lệ xong hết rồi, tim hung ác, mở miệng nói, các ngươi chuẩn bị, ta đi tìm Diệp Thần tới. Tần Phong vừa dứt lời, trong góc liền truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, Tần thiếu gia chớ tìm, ta đã sớm tới. Diệp Thần bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, nhìn trước mặt mấy chục người nhóm, hắn cười một tiếng. Ngươi đừng tới đây, Tần Phong chậm rãi lui về phía sau, mấy chục số tiểu đệ, thấy một màn này, rối rít mắt choáng váng. Tình huống gì, công tử sợ. Người trung niên một tiếng nhẹ hụ, lúc này Tần Phong mới ý thức tới mình nguyên lai là có tật giật mình. Vội vàng ổn định tâm thần, Tần Phong mặt mũi vặn vẹo, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nghiêng tới đầu. Diệp Thần không khỏi tức cười, nhẹ giọng nói, ta có thể hay không hỏi một tí, ta nơi nào đắc tội ngươi, nếu không phải là giết ta. Cái này hỏi một chút, ngược lại thì cầm Tần Phong hỏi sẽ không. Có người để cho ta giết ngươi. Hắn theo bản năng bật thốt lên. Chợt hình như là ý thức được cái gì chỗ không đúng, không đúng, ngươi dám động chi giao muội muội tâm tư, ngươi đáng chết. Diệp Thần đại khái đã biết, tên trước mắt bất quá là bị lợi dụng thôi. Thật là cái tiểu tử ngốc. Ta biết. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, một giây kế tiếp, năm ngón tay nắm chặt, một đạo sức lực gió xuất hiện, bất quá là một hơi thở thời gian, mấy chục người kêu rên vang lên. Tất cả đều sương mặt sương mũi nằm ở trên bong thuyền lăn lộn. Trong sân chỉ còn lại có Tần Phong cùng sau lưng hắn người trung niên. Cổ võ giả, người trung niên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng, trình độ này, hắn tự tin vậy có thể làm được. Diệp Thần đương nhiên là giữ lại quá nhiều tay, những người này chỉ là sương mặt sương mũi, cũng không đáng ngại. Dĩ nhiên, những thủ đoạn này, ở người trung niên trong mắt, bất quá ngươi ngươi. Nhưng ở Tần Phong trong mắt, nhưng là dọa sợ không nhẹ. Ngươi ngươi ngươi, hắn run rẩy chỉ hướng Diệp Thần, nhưng là khẩn trương đến nói không ra lời. Một bên người trung niên khinh thường liếc mắt một cái Tần Phong, thật là cảm thấy mất mặt. Người trung niên chậm rãi về phía trước, thằng nhóc, ngươi rất tốt, so với trong môn phái một ít tiểu bối, đều là đứng đầu tồn tại, nói lên danh hiệu đi, đừng lớn nước trôi long vương miếu. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn người trung niên. Hóa ra là cầm hắn làm người mình. Ta không môn không phái, tán nhân một cái. Diệp Thần nhẹ giọng nói, vậy quả thật, hắn cũng không có nói láo. Hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cũng được, ngày hôm nay ta vì ngươi trưởng bối dạy dỗ ngươi. Người trung niên trên mình nhàn nhạt linh lực chập chờn hiện lên. Diệp Thần cau mày, hiện tại Hoa Hạ biến dị như thế nghiêm trọng sao? Tùy tiện một cái cổ võ người tu luyện. Đều đang có thể tu ra linh lực. Ngược lại là trung niên kia người mắt gặp Diệp Thần cau mày, lấy vì mình vương phách khí chấn nhiếp Diệp Thần, hắn phát ra một tiếng sang sảng tiếng cười, đứa nhỏ, sợ sao? Người trung niên một tiếng này cười, ngược lại là cầm Diệp Thần kéo về thực tế, mới vừa hoàn toàn không chú ý tên này đang nói gì. Diệp Thần chỉ thấy được người trung niên một cái sức lực cười to, có chút không giải thích được. Động thủ đi! Ta không muốn làm trễ nãi thời gian quá dài, tiệc còn chưa bắt đầu, hiện tại đi vẫn còn kịp. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Ngược lại là một bên Tần Phong theo tiếng điên mãnh liệt gật đầu, hắn tối nay còn muốn gặp Ngụy Chi Giao đâu. Nhóc sốt nát, người trung niên tức giận, bóng người nhanh chóng cướp tới Diệp Thần trước người, một quyền vung ra. Hắn trên mặt tràn trề vui sướng thần sắc hơn nữa rõ ràng. Nào ngờ, ở Diệp Thần trước mặt. Hắn cùng những cái kia nằm dưới đất ca tạp, không có nửa điểm phân biệt. Một quyền kia, bị Diệp Thần năm ngón tay vững vàng nắm chặt, khóa xuống. Người trung niên ý thức được không đúng, muốn rút người ra, đã không còn kịp rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng vung lên, đem trung niên kia người ném ra biển. Giống như là ném một khối đá như vậy ung dung. Cái này một tí Tần Phong lần nữa mắt choáng váng. Cái gì gọi là tiếng sấm mưa to chút ít. Người trung niên hoàn mỹ giải thích một điểm này. Ừ,
Diệp Thần cau mày, chỉ gặp trên mặt biển, một bóng người bắn ra, chính là trung niên kia người. Vậy ném một cái, cũng không có cho hắn mang đến thực chất tính tổn thương, chỉ là làm nhục tính cực mạnh mà thôi. Tần Phong sắc mặt lần nữa hiện lên vẻ vui mừng, còn chưa sáng hẳn dậy, chỉ gặp Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, nước biển sôi trào, lại hóa hình. Nước biển bên trong ngưng tụ ra một đôi như nước giống vậy hư trưởng, hung hăng một chụp. Lần nữa đem người trung niên đập hồi hải lý, máu tươi tiệm nhiễm. Lần này, hắn lại cũng không có bay lên. Nhìn giờ phút này hai tay chắp sau lưng Diệp Thần, Tần Phong há to miệng, gặp. Gặp quỷ. Hắn liền lăn một vòng chạy về phía phương xa, Tần Phong lại cũng không muốn ở lại chỗ này thấy cái quái vật này. Cùng lúc đó, tinh thần phòng yến hội, ca vũ thăng bình. Du dương tiếng đàn dương cầm truyền khắp phòng hội, mỗi cái người đều ở đây chuyên tâm làm chuyện của mình, xã giao hoặc nói tình. Diệp đại ca tại sao còn chưa trở lại, mau muốn bắt đầu. Ngụy Chi Giao gấp gáp giơ tay lên nhìn xem trên cánh tay đồng hồ đeo tay, đi qua đi lại. Ngô Ngôn ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu thư yên tâm đi, Diệp tiên sinh không có việc gì. Làm trò đùa, Diệp thần nếu có thể xảy ra chuyện, trừ phi là vũ trụ hủy diệt. Hoan nghênh các vị đến Ngụy mỗ người tiệc gia đình. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, tiếng đàn du dương sau đó rơi xuống, tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn vũ trên đài, rất rõ ràng, nhân vật chính của hôm nay phải ra sân. Ngụy gia gia chủ, Ngụy Hùng. Một đạo ước chừng 50 tuổi, thân thể thẳng người trung niên bóng người chậm rãi lên đài, tây trang dày da, giày da sáng bóng. Một bộ mắt kiếng gọng vàng gác ở tóc mai gian không gặp chút nào vớ lưới trắng tai khung, nho nhã hiền lành khí hiện ra hết. Ngày hôm nay, người trung niên ở tất cả mọi người nhìn chăm chú hạ lên đài, vừa muốn mở miệng, ầm một tiếng, tinh thần phòng yến hội cửa bị người đụng ra. Quỷ nha, một đạo liền lăn một vòng bóng người lảo đảo nghiêng ngã bò vào tới, đám người nhìn chăm chăm nhìn một cái, trừ Tần gia đại thiếu Tần Phong, còn có thể là ai? Người trung niên khẽ cau mày, thoáng qua một chút không vui, nhưng tu dưỡng vẫn là nói cho hắn phải giữ vững trạng thái bình thường. Nhưng những người khác liền không dễ nói chuyện như vậy, đám người rối rít tránh xa, chỉ vì làm cho này Tần đại thiếu bên trong đáy quần đồ chơi không chịu thua kém, phát triển mạnh mẽ. Cái phế vật này đồ, dưới đài Ngụy Như Đông trên mặt có chút không nén giận được, mấy ngày gần đây tới, ai cũng biết cái này Ngụy gia nhị tiểu thư khá là nâng đỡ Tần Phong. Thời khắc này Tần Phong, hòa thoát thoát ở đánh mặt nàng. Tần huynh, không có sao chứ? Một giọng nói truyền tới Tần Phong trong tai. Hiện tại tất cả người đối với hắn cũng tránh không kịp, có người tiến lên đỡ, lòng hắn bên trong một hồi noãn noãn. Ừ, đợi hắn tỉnh hồn lại thấy vậy đỡ hắn người gương mặt, thiếu chút nữa tắt hơi, chính là Diệp Thần. Giết người. Một tiếng thét kinh hãi, Tần Phong liền lăn một vòng dáng người như một làn khói thoáng qua, ngồi xổm ở trong góc run lẩy bẩy. Ngụy Hùng phát hiện đầu mối trong đó, hỏi nói, Tần gia chất nhi tiến lên, tỉ mỉ nói cùng ta nghe. Tần Phong giống như là bắt rơm giả cứu mạng như nhau, đem sự tình nguyên nhân hậu quả giao phó rõ ràng. Một bên Ngụy Như Đông mắt gặp phụ thân hỏi tới, thần sắc bên trong trải qua vẻ mừng như điên, thẳng tiến lên kêu khóc nói, phụ thân, cái này Diệp Thần không chỉ có ở trên trời được số trên giết người cướp của, lại là lừa gạt muội muội. Một câu nói này, đem Ngụy Chi Giao vậy kéo xuống nước. Ta, Ngụy Chi Giao vừa muốn mở miệng. Chỉ nghe được một bên Ngụy Như Đông nhưng là lê hoa mang nước mắt, phụ thân ngàn vạn không muốn trách cứ muội muội, nàng cũng là lòng dạ Bồ Tát, bị kẻ ác che đôi mắt, hết thảy các thứ này cũng thảo nào nàng. Ngụy Hùng ánh mắt nhìn về Diệp Thần, lại nhìn xem đúng mực Diệp Thần, sắc mặt âm tình bất định. Giao Giao, ngươi có cái gì muốn giải thích? Ngụy Hùng yên lặng hồi lâu, dẫn đầu lên tiếng. Ngụy Chi Giao mắt gặp phụ thân lên tiếng, nàng ủy khuất nói, phụ thân. Diệp đại ca là sẽ không giết người, hắn là người tốt. Câu này trắng bệch vô lực giải thích, cũng không phải là Ngụy Hùng mong muốn trả lời. Giờ khắc này, Ngụy Hùng nhắm mắt. Người đâu? Một tiếng quát to, phòng hội bên trong từng đạo bóng người chen chúc tới, trăm tên an ninh ngay tức thì đem hội trường vây quanh cái nước chảy không lọt. Ngụy tiên sinh, người đây là dự định cầm ta là hỏi. Diệp thần nhẹ giọng nói. Nhân chứng vật chứng đều ở, người có cái gì tranh cãi? Ngụy Hùng thanh âm đạm mạc truyền tới. Nhân chứng, Diệp Thần có chút không vui, người nói Tần Phong. Ngụy gia chủ, bên ngoài mười mấy tên huynh đệ đều có thể làm chứng, Diệp Thần giết người,
Tần Phong vội vàng mở miệng nói. Ngụy Như Đông khí sắc mặt tím bầm, đồ chơi này, làm sao đưa cái này nói hết ra. Mười mấy tên, Ngụy Hùng thần sắc run lên. Đây không phải là không đánh đã khai sao? Ngươi triệu tập mười mấy người muốn làm gì? Giết người cướp của. Ngụy Hùng thần sắc run lên, Ngụy Như Đông vội vàng tiến lên giải vây, Diệp thần, ngươi dám ở thiên hành số bị lừa đám người giết người, là coi rẻ ta Ngụy ra sao? Dẫu sao là người một nhà, không thể để cho người ngoài xem cười nhạo, chuyện này có thể bàn lại, nhưng Ngụy ra danh tiếng không thể làm nhục. Ngụy Như Đông cũng là biết rõ mình phụ thân tính cách, cho nên giờ phút này mới dám đứng ra nói chuyện. Nhưng là người ở chỗ này đều là cảm giác đến trong này không giống tầm thường một chút mùi vị. Xem ra Ngụy gia cũng không xem ngoài mặt như vậy hòa thuận à. Phụ thân, cái này Diệp thần ngay trước mọi người giết người, nhất định là phải hỏi thăm, bất quá tam muội cũng có trách nhiệm, dẫu sao người là nàng mang lên thuyền. Lại một giọng nói vang lên, chính là Ngụy gia đại tiểu thư, Ngụy Hàn Thanh. Tốt một chiêu lấy lui làm tiến, ở các nàng hai người mưu đồ bên trong, Tần Phong là một viên trọng yếu con cờ, Phong Linh tán phế bỏ Mô lão, Ngụy Chi Giao liền có thể mặc cho người gây khó dễ. Diệp thần xuất hiện, để cho các nàng không thể không điều chỉnh sách lược, Tần Phong lại là mấu chốt. Nếu như hắn có thể thần không biết quỷ không hay thủ tiêu Diệp thần, như vậy hết thảy như cũ, nếu như hắn thất bại, chính là cục diện trước mắt. Ngụy Như Đông hát mặt đỏ, Ngụy Hàn Thanh hát mặt trắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa bận tâm gia tộc mặt mũi, trả lại cho người ngoài một cái tỉ muội một lòng giả tưởng, thật là sâu tính toán. Diệp thần đầu óc bên trong đã nghĩ được hai người này kế tiếp kịch bản. Tỷ tỷ, Chi Giao là chúng ta sủng ái nhất muội muội, hết thảy các thứ này đều là Diệp thần xúi dục, muốn phạt muội muội, liền liền ta cùng nhau đi. Ngụy Như Đông lê hoa mang nước mắt, khóc vậy kêu là một cái đau khổ tột cùng. Ngụy Hàn Thanh cũng là một mặt không thôi, nhưng càng nhiều là đại nghĩa diệt thân một mặt, nàng vậy mặt lậu không đành lòng, chuyện này bàn lại, Chi Giao sự việc, tự có gia pháp xử trí, cái này Diệp thần trước hết đổ thừa. Ngụy Hùng đối với hai vị con gái diễn một tràng tuồng kịch, nhưng là một điểm nửa điểm mà không nhìn ra, còn cảm động lão lệ tung hoành. Làm là cha ruột lại tại sao sẽ hoài nghi mình con gái ruột thịt đâu? Bắt lại Diệp thần. Ngụy Hùng ra lệnh một tiếng, trăm tên nhân viên an ninh liền muốn động thủ. Chậm đã, lên tiếng ngăn lại chính là cụ già, Ngô Ngôn. Ngụy gia chủ, như vậy độc đoán phải chăng quá mức không ổn. Ngô Ngôn còng lưng thân thể đứng ra, Ngụy gia hai vị tiểu thư, thuê người chặn đánh Diệp thần ở phía trước, Diệp tiên sinh bị buộc đánh lại, còn phải hỏi thăm. Lời vừa nói ra, bốn phương đều kinh hãi. Ngay trước Ngụy gia gia chủ mặt đi Ngụy gia nghìn vàng trên mình tát nước dơ. Càn rỡ, Ngụy Như Đông sắc mặt trầm xuống, người một người làm, dám vọng tự suy đoán Ngụy gia. Ngụy Như Đông nhưng mà không sợ, bây giờ lão đầu, bất quá là một người bình thường thôi. Ngô Ngôn mặt liền biến sắc, liền muốn động thủ, Ngụy Chi Giao nhưng là kéo lại cụ già cánh tay, khẽ gật đầu một cái. Phụ thân, chuyện hôm nay lại có không ổn, nhưng Ngô gia gia cũng không ác ý, hắn chỉ là muốn bảo vệ ta chu toàn thôi, tại chưa có cùng phụ thân gặp mặt trong những năm này. Đều là Ngô gia gia đang bảo vệ ta, nếu như không có hắn, hiện tại đứng ở trước mặt ngài con gái sợ rằng đều là hài cốt đã rét lạnh. Ngụy Chi Giao một phen, nói đến cụ già Ngô Ngôn tâm khảm bên trên. Ngụy Hùng nghe vậy, cũng là yên lặng, Ngụy Chi Giao nói là thật, hắn đã âm thầm điều tra qua, mặc dù không biết cụ già thân phận, nhưng hắn cũng không ác ý. Ngụy Hùng ánh mắt tiệm xu nhu hòa, đối với cụ già trước khi lời bàn, cũng không dự định nghiên cứu kỹ. Nhưng vào lúc này, Ngụy Chi Giao nhưng tiếp tục nói, phụ thân, Diệp thần đại ca là ta từ trên bong thuyền cứu lên không giả, nhưng cái này ngắn ngủi sống chung, ta biết hắn không là người xấu. Ngụy Hùng ánh mắt đông lại một cái, con gái còn ở là một tên người phạm tội giết người bào chữa, cái này làm cho hắn mười phần tức giận. Hắn mang cho ta hy vọng, để cho ta lần nữa định nghĩa liền sinh hoạt, đối với tương lai có ước mơ, hắn. Ngụy Chi Giao còn phải tiếp tục mở miệng. Nhưng là bị Ngụy Hùng nghiêm nghị hát đoạn. Đủ rồi, Ngụy Hùng cố nén tức giận, ngươi còn muốn làm cho này cái người phạm tội giết người nói chuyện, lẽ nào lại như vậy? Một bên Ngụy Hàn Thanh cùng Ngụy Như Đông, mắt gặp phụ thân tức giận, trong mắt bên trong vạch qua một chút quỷ kế nụ cười như ý, nhưng là vội vàng mở miệng phụ họa nói, muội muội mau im miệng, không được nói bừa.
Nói xong, liền xoay người nhẹ nhàng vỗ Ngụy Hùng gánh, phụ thân bớt giận, muội muội còn tấm bé, còn là một không hiểu chuyện mà hài tử, ngài liền tha thứ nàng đi. Gia tộc chuyện có ta cùng đại tỷ xử lý cho giỏi, phụ thân đi nghỉ trước đi. Ngụy gia hai vị tiểu thư thật là diễn kỹ phái, giống như đúc. À, rốt cục thì nói ra khỏi miệng, thần sắc lãnh đạm Diệp Thần giờ phút này nhẹ giọng nói, nhìn trong một đêm hí, từ đầu chí cuối hắn cũng không có đồng hồ qua trạng thái. Ngươi có ý gì? Ngụy Như Đông sắc mặt run lên, nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần nhún vai một cái, không phải là sợ Ngụy Chi Giao cướp các ngươi tại gia tộc quyền lợi sao? Cái này đắng cảnh sát thịt diễn thật mệt mỏi. Ngụy Hàn Thanh mắt sáng chớp mắt, tức giận nói, Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ là lấy là khiêu khích gia tộc chúng ta quan hệ, là có thể tránh được một kiếp. Ngụy Như Đông thấy vậy, cũng là vội vàng phụ họa. Ngụy Hùng thở dài một cái, quay đầu nhìn về Diệp Thần, người đàn ông, ngươi quyết đoán ta rất thưởng thức, nhưng là dám ngay trước mọi người chất vấn ta Ngụy gia người, ngươi ngày hôm nay không cách nào rời đi nơi này. Hôm nay ta ở chỗ này, cũng không ai có thể nhúc nhích Diệp đại ca một đầu ngón tay. Ngụy Chi Giao lần nữa đứng dậy. Ngươi lại vì một cái người ngoài, công khai cùng gia tộc đối nghịch. Ngụy Hùng khó có thể tin nhìn cái này nhỏ nhất con gái, không có ở đây mình dưới gối lớn lên, coi là thật giống như này phản nghịch. Ngụy Hùng giờ khắc này đối với Ngụy Chi Giao hết sức thất vọng. Nhưng ở Ngụy Như Đông và Ngụy Hàn Thanh trong mắt, Ngụy Chi Giao lần này lời nói, thật là không nên quá êm tai. Hôm nay Diệp đại ca nếu có sơ suất, ta Ngụy Chi Giao, từ đây thoát khỏi Ngụy gia, cùng Ngụy thị nhất tộc, lại nữa có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Ngụy Chi Giao lời vừa nói ra, cả sảnh đường khách xem xôn xao. Ngụy Hùng lại là khí sắc mặt thảm trắng, nhìn cái này ngay trước muôn vàn khách xem công khai cùng mình đối nghịch con gái, hắn trong mắt tức giận vẻ sắp phun trào. Ngụy tiên sinh, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng mới quyết định, dẫu sao quan hệ đến gia tộc ngươi tương lai. Diệp Thần những lời này, một lời hai nghĩa. Ngô Ngôn nhưng là rất hiểu, hôm nay một khi động thủ, cái này Ngụy gia có thể cũng chưa có tương lai. Nhưng ở Ngụy Hùng xem ra, Diệp Thần còn đang nhúng tay gây xích mích bọn họ cha con gái quan hệ, cái này đâu còn nhìn được. Người đến sao, đưa cái này ăn nói bừa bãi tiểu tử bắt lại cho ta. Ngụy Hùng thành tựu Ngụy thị tập đoàn tài chính người điều khiển, nhiều năm qua, cầm hắn nâng ở trên trời có khối người, dám can đảm nhiều lần chọc giận hắn ranh giới cuối cùng người, nhiều năm qua vẫn là lần đầu gặp phải. Đối phương còn là một chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, điều này có thể để cho hắn nuốt được đi khẩu khí này. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ tại phòng khách. Trong mắt bên trong, sạch bóng thoáng qua. Diệp Thần bóng người giống như tiên dáng trần vậy đứng yên, xuất trần vậy siêu thoát khí chất, tạm thời tới giữa đè được mấy trăm người không thở nổi. Có người chỉ là đứng ở nơi đó, kia sợ cái gì cũng không làm, chính là một loại chấn nhiếp. Cục cục, đội trưởng bảo an khẩn trương nuốt xuống lau một cái nước miếng, hai chân không dừng được run rẩy, không biết nên làm cái gì. Đây nếu là cái người bình thường, bọn họ không nói hai lời liền tại chỗ bắt lại. Diệp Thần ánh mắt, quá mức chèn ép. Ngụy Hùng giờ phút này tức giận, không để ý mặt mũi tức miệng mắng to, các người đám phế vật này, ngớ ra làm gì, bắt hắn lại cho ta. Đội trưởng bảo an nghe được chủ tử lại một lần nữa lên tiếng, nhắm mắt cũng phải lên. Hắn cắn chặt hàm răng, dẫn đầu rút ra bên hông gậy cảnh sát, xông tới, những người khác mắt gặp đội trưởng cũng xông lên, cũng là dậm chân một cái, trên dưới 100 người đám người hướng Diệp Thần đồng loạt đè đi. Diệp Thần bóng người xỉ như vậy không nhúc nhích, thẳng đến 6 người chìm ngập hắn. Ngụy Hùng trên mặt vạch qua vẻ chế nhạo, cùng hắn đối nghịch, đây chính là kết quả. Ngụy Hàn Thanh cùng Ngụy Như Đông trên mặt vui mừng hiện lên, tựa hồ cũng kế hoạch tốt lắm kế tiếp tiệc ăn mừng ở đâu cử hành. Lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm. Quái vật à! Hỗn loạn 6 người bên trong một tiếng kêu gào, kêu bể tất cả mọi người mộng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp đội trưởng bảo an vậy 1m8 mấy thân thể đã là bay hướng không trung. Ngay sau đó nguyên cái ngôi sao bên trong phòng yến hội, trên dưới 100 tên bảo an giống như là vịt con xấu xí mới vừa hóa thành vụng về thiên nga, cái này tiếp theo cái kia bay hướng bầu trời. Vô số thanh âm kêu rên vang khắp hội trường. À, cụ già Ngô Ngôn nhẹ khẽ thở dài một hơi, đối mặt cái này cùng tình cảnh, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chọc phải Diệp Thần,
cái này Ngụy gia, sợ là đi lên tuyệt lộ. Viên này từ từ dâng lên ngôi sao mới, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ tập đoàn tài chính, có thể đem ở trong một đêm bị xóa bỏ. Diệp thần tồn tại, coi như là kinh thành vị kia tồn tại, đều phải thái độ tôn kính à. Ngụy Hùng trợn to con ngươi, hắn là vô luận như thế nào cũng không khả năng tin tưởng, hơn 100 tên đi qua huấn luyện chuyên nghiệp nhân viên an ninh, liền một người đàn ông cũng không giải quyết được. Nhưng sự thật quả thật như vậy, bầu trời bên trong bóng người càng ngày càng nhiều, trên mặt đất càng ngày càng trống không. Thừa dịp loạn, diệt trừ Ngụy Chi Giao, Ngụy Hàn Thanh không hổ là đại tiểu thư, thời khắc mấu chốt ổn định tâm thần, đây là các nàng cơ hội cuối cùng. Thừa dịp Diệp Thần bị kéo ở không thi triển được quyền cước, trong bất chi bất giác thủ tiêu Ngụy Chi Giao, còn có thể đem oan uổng ụp lên Diệp Thần trên đầu, không có ai sẽ biết là các nàng ra tay. Tần Phong, Ngụy Như Đông báo cho biết một cái ánh mắt, Tần Phong quay đầu nhìn về vậy một bên từ đầu đến cuối không có ra tay tham dự cuộc phân tranh này cụ già Ngô Ngôn. Hắn hướng về phía Ngụy Như Đông gật đầu một cái, biểu thị không thành vấn đề. Dẫu sao Phong Linh Tán là hắn tự mình đút cho Ngô Ngôn uống vào, chỉ một điểm này, hắn vẫn là có thể bảo đảm. Ngụy Như Đông thần sắc như thường, hướng về phía mình thủ hạ Tâm Phúc, làm một cái động tác cắt cổ. Hắc Y Nhân lĩnh mệnh, lặng lẽ rút ra dao găm thừa dịp hỗn loạn đám người, chậm rãi ép tới gần Ngụy Chi Giao. Sớm ở Diệp Thần còn không có động thủ trước, nàng cũng đã nghĩ đến phụ thân tuyệt sẽ không đứng ở phía bên mình, Diệp Thần động thủ thời gian đầu tiên, Ngụy Chi Giao cũng đã bị Ngô Môn kéo đến một bên. Ngô gia gia, Diệp đại ca hắn, Ngụy Chi Giao còn chưa nói hết, Ngô Ngôn nhưng mở miệng nói, yên tâm đi, tiểu thư, ai xảy ra chuyện hắn cũng sẽ không có chuyện. Nhưng, Ngụy Chi Giao vẫn là có chút không yên tâm Diệp Thần, một cái xoay người, một chuôi sắc bén lòe lòe dao găm nhức mắt ánh đao ở tinh thần phòng yến hội vậy kiểu Âu Châu đèn lớn bắn hạ, từ nàng trước mắt thoáng qua. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thấy thì phải đao trắng vào đao đỏ ra, liền liền thần bí nhân kia trên mặt cũng tràn đầy nhiệm vụ đã hoàn thành vui sướng. Dao găm cách Ngụy Chi Giao đầm trắng dài đâm vào, đánh rơi một chút tàn áo lót, liền lại cũng không cách nào tiến thêm chút nào. Người thần bí mấy lần phát lực, chủy thủ mũi đao nhưng là không nhúc nhích tí nào. Hắn bắt đầu có chút hốt hoảng, chén lớn mồ hôi hột không ngừng nhỏ xuống, thời khắc này hắn còn có ám sát tư thế, bởi vì có một cái khô héo gầy yếu tay, vững vàng khóa lại mình. Chính là Ngô Ngôn, thay Ngụy Chi Giao cản lại vậy một kích chí mạng. Tự tìm cái chết. Cụ già giận dữ, giam trước người thần bí tay phải dùng sức gập lại, đem cổ tay miễn cưỡng bẻ gãy. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết làm được tại chỗ tất cả mọi người đều không tự chủ dừng lại động tác, quay đầu nhìn chăm chú Ngụy Chi Giao phương hướng. Cái phế vật này, Ngụy Như Đông thầm mắng một tiếng, cũng không biết là ở trách tội người thần bí lỡ tay, vẫn là Tần Phong bất lực. Từ tốc độ của lão nhân cùng với ngăn lại người thần bí một kích chí mạng tới xem. Hắn căn bản cũng chưa có bên trong cái gì chó má Phong Linh Tán. Diệt khẩu, Ngụy Hàn Thanh vội vàng mở miệng nói. Ngụy Như Đông cũng là thấy quá nhiều cảnh đời người, ở lớn tỷ còn chưa mở miệng thời điểm, nàng cũng đã nghĩ đến nên làm như thế nào. Tay phải lặng lẽ đưa vào tay mình sách bao, Ngụy Như Đông từ trong túi sách chậm rãi cầm ra một cái tinh xảo súng ngắn ổ quay. Họng súng đen ngòm đã nhắm ngay vậy giam trước người thần bí cổ tay Ngô Ngôn, từ nàng góc độ tới xem. Ngô Ngôn vừa vặn bị người thần bí chặn lại thân hình. Hô, Ngụy Như Đông nhẹ thở một hơi, nghiêm giọng nói, các ngươi hai cái, chết chung đi. Một tiếng vang thật lớn, toàn trường ngay tức thì cười khanh khách không tiếng động, theo sát mà đến chính là vô tận thét chói tai cùng gào thét. Giết người. Có người lớn tiếng kêu lên tiếng thứ nhất, tất cả người cùng con ruồi không đầu vậy loạn đụng, hiện trường phối hợp làm một đoàn. Ngụy Hùng hộ vệ thời gian đầu tiên xông lên trước, đem vững vàng bảo vệ ở sau lưng. Ta không có chuyện gì, mau, Chi Giao còn ở bên kia, hắn vội vàng tỏ ý hộ vệ đi bảo vệ mình con gái. Hộ vệ nghe vậy, hướng xó xỉnh nhìn lại, nơi đó còn có Ngụy Chi Giao bóng người. Ở tiếng súng vang ở một chớp mắt kia, viên đạn phá thang ra, người thần bí chậm rãi đổ xuống đất, ánh mắt dần dần tan rã, mất đi sức sống. Ngô Ngôn bóng người giống như quỷ mị, nghe được động tĩnh trong nháy mắt cũng đã biến mất ở tại chỗ, đem Ngụy Chi Giao vững vàng bảo vệ ở sau lưng. Lấy Ngô Ngôn thân thủ, đạn tốc độ căn bản đạt tới không được hắn phản ứng. Thời gian đầu tiên Diệp Thần ánh mắt đã phong tỏa Ngụy Như Đông,
chính là nàng mở súng, vì không lưu chứng cớ, muốn diệt khẩu giết chết mình thuộc hạ. Quả thật là cái lòng dạ độc ác người phụ nữ. Ngụy Như Đông mắt gặp một súng đã toi mạng, thở phào nhẹ nhõm, muốn thừa dịp loạn lui về đám người bên trong, mặc dù không có thủ tiêu Ngô Môn có chút tiếc nuối, nhưng đã đạt tới mình mục đích. Nàng vội vàng giấu vũ khí tốt, một cái xoay người liền muốn lẫn vào dòng người, mới vừa xoay người, một cái mạnh có lực cánh tay liền đem Ngụy Như Đông thật cao giơ lên. Hụ hụ, bị một cái vô hình cánh tay bóp cổ giơ thật cao, Ngụy Như Đông trong nháy mắt liền hoảng hồn, huống chi nàng vốn là có tật giật mình. Hiện trường người xem đã tàn thất thất bát bát, hiện trường chỉ còn lại có chút bảo an và Ngụy Hùng người. Diệp Thần, thằng nhóc ngươi dám. Không rõ cho nên Ngụy Hùng chỉ thấy Diệp Thần bóng người tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp, vậy năm ngón tay đã vững vàng bấu vào con gái mình vậy mịn màng trên cổ. Chỉ cần nhẹ khẽ dùng sức một chút, một cái hoạt bát sinh mạng sắp kết thúc. Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm, không tung lên một chút gợn sóng. Ngươi cầm nàng buông xuống, có gì thì nói. Ngụy Hùng sợ mình con gái chút nào sơ suất, hơn nữa giờ phút này cũng không người ngoài, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Một bên Ngụy Chi Giao từ cụ già Ngô Ngôn sau lưng nhô đầu ra, nhìn trong sân một màn, Diệp đại ca, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ngô Ngôn giờ phút này tiến lên, còng lưng thân thể nhìn vòng quanh đám người, rất có một bộ muốn đại khai sát giới ý, hắn trầm giọng nói, mới vừa vậy một tiếng vang thật lớn, chính là Ngụy gia nhị tiểu thư mở. Trong sân đám người xôn xao, rối rít nhìn về phía Ngụy Như Đông. Ngụy Như Đông bị Diệp Thần bóp sắc mặt đỏ ửng. Không nói ra lời, Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng liền vung, đem nàng ném xuống đất. Hụ hụ, một hồi tiếng ho khan kịch liệt sau này, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, u oán trong con ngươi tràn đầy ủy khuất, phụ thân, thanh âm kia là ta mở. Ngụy Như Đông chủ động thừa nhận sai lầm. Hiện trường tất cả mọi người đều không nghĩ ra, chỉ có Diệp Thần khóe miệng vạch qua một chút khinh thường, tiếp tục xem nàng diễn xuất. Đám người bên trong ta thấy có người đánh lén muội muội, muốn giết nàng. Ta ra tay chỉ là vì bảo vệ muội muội. Ngụy Như Đông một khoang ủy khuất vẩy ra, hốc mắt bên trong chỉ là trong suốt giọt lệ. Ngụy Chi Giao trên mặt thần sắc có chút dao động, dù sao đối với nàng một cái đơn thuần nha đầu mà nói, hết thảy các thứ này đều là đảm nhiệm người nói mà thôi. Một bên Ngụy Hùng trên mặt cũng là thư thái. À, phải không? Diệp Thần chân mày cau lại, trực tiếp mở miệng nghi ngờ nói. Ngụy Như Đông lau một cái nước mắt. Trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần, vậy ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ta muốn giết muội muội ta? Cụ già Ngô Ngôn ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời, trong mắt sát khí tràn ngập. Bị cụ già như vậy nhìn chằm chằm, Ngụy Như Đông thật là như lâm vực sâu, vậy cổ tử đến từ sâu trong đáy lòng dùng mình, để cho nàng cả người không tự tại. Ngươi những thứ này trò lừa bịp vặt, lừa gạt người khác có thể, ngay trước lão phu mặt, ngươi dám nói láo. Cụ già khô đét môi khải hợp, lời nói bên trong có tí tì chấn nhiếp ý, nhưng biểu tình trên mặt nhưng là bình thản như nước. Cái đó đối với Ngụy Chi Giao hạ sát thủ người, hẳn là ngươi thủ hạ tâm phúc chứ. Diệp Thần nhẹ giọng nói, hắn hai tròng mắt giếng cổ không dao động, ngươi có phải hay không muốn nói, dù sao đều chết không có đối chứng, ta lại không chứng cớ gì. Ngụy Như Đông giờ phút này ngược lại là ngạnh khí không thiếu, người chết như đèn tắt. Chết không có đối chứng. Chỉ bằng một chút hiểu lầm liền muốn động nàng đường đường Ngụy gia nhị tiểu thư, không khỏi quá mức ý nghĩ hảo huyền. Thủ trước không nói chuyện nhà, Ngụy Hùng là tuyệt sẽ không đáp ứng người khác động con gái mình. Đây là một cái nhà giàu có quý tộc danh giới cuối cùng. Chuyện này bàn lại, Diệp Thần, người rốt cuộc là vì sao giáp tâm. Ngụy Hùng chẳng muốn trong chuyện này chết níu không buông, trong này nhất định có mờ ám, hắn trong lòng hiểu rõ. Nhưng giờ phút này công đường đối chứng. Vô luận thắng thua, vứt đều là Ngụy gia mặt mũi, cái mặt này, hắn Ngụy Hùng còn không ném nổi. Cho nên chỉ có thể tránh không nói, hoặc là phía sau cánh cửa đóng kín, người mình nói chuyện. Bây giờ Ngụy Hùng, chỉ có thể là đổi chủ đề, bởi vì hết thảy các thứ này vấn đề xuất hiện, cũng xuất xứ từ tại một người, Diệp Thần. Ngươi không cần biết ta là người nào, bất quá Ngụy Chi Giao tại ta có ân, nàng nếu như xuất hiện bất kỳ sơ thất nào, Ngụy gia. Diệp Thần nói không có nói hết sức, nhưng giọng nói kia bên trong ẩn chứa ý uy hiếp, nhưng là chút nào không thiếu. Ngươi, Ngụy Hùng từ lúc Ngụy Thị tập đoàn đưa ra thị trường tới nay, thân phận nước lên thuyền lên, liền liền bên người tài xế đều là một bước lên mây,
cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, hắn bên người, đều là thổi phồng người. Vô số quan lớn quyền quý, trùm thương giới cũng lấy cùng Ngụy gia leo lên quan hệ làm vinh, hôm nay lại là thiên hành số du thuyền lần đầu tiên ra biển, chiếc này được gọi là hoa hạ nhất là sang trọng cỡ lớn du thuyền, cũng chính là hắn Ngụy gia kiệt tác. Chỉ có hắn Ngụy gia mới có hùng hậu như vậy thực lực. Hôm nay ngày này được số trên, cùng Ngụy gia coi như nhau thế lực, một cái đều tìm không ra. Một nhà độc quyền, Ngụy thị làm được như vậy khen. Hắn Ngụy Hùng làm gia chủ, lại là vô số người nịnh bợ đối tượng, đơn giản là bị nâng lên trời, nhưng hôm nay liền hắn như vậy cao nhất cự phách, nhưng là bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu liền uy hiếp, đáng hận hơn vẫn là, mình lại có thể cầm hắn không có nửa điểm biện pháp. Hơn 100 tên an ninh, tất cả đều ngã xuống đất kêu rên vượt quá, hôm nay, hắn Ngụy ra mặt mũi, đã là bị hung hăng quạt mấy cái bàn tay. Ngụy Hùng hít sâu một hơi, ở trên thuyền ta đúng là không thể cầm ngươi như thế nào, nhưng người đàn ông, quá mức khí thịnh vậy không phải là chuyện tốt. Ta biết ngươi là cổ võ con em của thế gia, nhưng ước chừng như vậy, có thể không đủ để ngươi ở ta Ngụy gia trước mặt càn rỡ. Rất hiển nhiên, có thể tới Ngụy Hùng như vậy tầng thứ thương nhân, đối với linh khí dị biến, cổ võ môn phái nhiều ít vẫn biết một chút. Dẫu sao có tiền còn có thể dùng quỷ thôi mà đây. Hắn chuyện đương nhiên cầm Diệp Thần coi là một ít bí mật con em của thế gia, dù vậy, ở Ngụy thị tập đoàn tài chính trước mặt, vậy tuyệt không cho phép ngông cuồng đến như vậy bước. Nhưng hôm nay thế nhỏ, không đánh lại người ta, thả mấy câu lời độc ác luôn là ở khó tránh khỏi. Hắn đang suy nghĩ cái gì liên lạc trên bờ thế lực, chờ hai ngày sau du thuyền vừa cập bờ, liền lập tức bắt lại Diệp Thần. Ngụy gia chủ, người ta không thù không oán, ta cùng Chi Giao là bạn. Không hy vọng nàng bị bất kỳ tổn thương. Diệp Thần cho Ngụy Hùng một cái xuống bậc thang, dẫu sao nói không ngoa, hắn cũng là Ngụy Chi Giao phụ thân. Nghe nói như vậy, Ngụy Hùng hai quả đấm nắm chặt, nhiều lần khẽ run, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, nhìn về con gái phương hướng. Ngụy Chi Giao trong mắt lệ quang lóe lên, ở nàng nói ra câu kia uy hiếp lời của cha thời điểm, nàng vẫn tin tưởng mình phụ thân. Cho đến hai bên đánh đập tàn nhẫn, thậm chí vì thế nháo xảy ra nhân mạng, giờ khắc này Ngụy Chi Giao không biết nên như thế nào đi đối mặt. Nàng lựa chọn trốn tránh. Ngô Ngôn nhẹ giọng nói, tiểu thư, Diệp tiên sinh đã rời đi, chúng ta vậy sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngụy Chi Giao mắt đỏ khuôn gật đầu một cái, không xem phụ thân một mắt, đi theo cụ già cùng rời đi. Nhìn một nhóm ba người rời đi hình bóng, Ngụy Hùng yên lặng ngẩn người. Chẳng lẽ là ta sai lầm rồi sao? Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng một tiếng líu díu, chắp hai tay sau lưng vậy rời đi phòng khách, lúc rời đi tịch mịch cùng cô tịch hình bóng, nhưng là cũng không thu được ngoài ra hai cô con gái đồng tình. Tỷ, làm thế nào? Ngụy Như Đông tỉ muội nhìn Ngụy Hùng rời đi bóng người, nhưng là ánh mắt dần dần rét lạnh. Chờ đợi cơ hội đi, chúng ta đã mất đi cao nhất thời cơ động thủ, đáng ghét, tên phế vật kia Tần Phong. Liền một ông cụ cũng không giải quyết được. Ngụy Như Đông nghe được đại tỷ nói tới Tần Phong hai chữ, trong mắt lóe lên một chút sát ý, hết thảy tất cả, đều là cái phế vật này một vòng xảy ra vấn đề. Một hơi giấu ở Ngụy Như Đông trong lòng, không chỗ tung lửa. Ngay trước mọi người bị Diệp Thần xốc lên gà con vậy làm nhục, đây là nàng khó khăn nhất tiếp nhận địa phương. Tần Phong, đi chết đi. Thời khắc này hoa hạ cổ võ giới cao nhất đại sảnh nghị sự bên trong. Không có nghĩ xem bên trong xa hoa. Có vẻn vẹn chỉ là mấy cầm bằng gỗ ghế dài, mấy ly bạch trà. Tiểu Lục, Diệp Thần rơi xuống có từng có hỏi thăm được. Hăm hở tóc muối tiêu người đàn ông nâng tách trà lên nhấp một miếng, trên mình kiểu áo tôn trung sơn hiện ra hết lãnh tụ khí chất, hắn đối với Diệp Thần sự việc, thời khắc chú ý. Còn như gọi Lục Lăng Phong là Tiểu Lục cũng không có gì không ổn, nếu như đặt ở cổ đại, tóc muối tiêu người đàn ông như đế vậy. Lục Lăng Phong ngồi ở ghế chót. Thần sắc ngưng trọng nhìn trước mặt ly trà nóng hổi, hắn là bưng cũng không phải, không đứng đắn cũng không phải, vô cùng không tự tại. Dẫu sao chư vị ngồi ở đây đều là hoa hạ uy tín nhân viên, chỉ có hắn, là phá lệ dự thính tham gia. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía trước mặt đa truyền thông bản đồ, phân tích nơi có tình huống có thể. Thiên đãng biển khu vực gió biển mãnh liệt, căn cứ tình báo biểu hiện, điện chủ tại xảy ra chuyện đêm đó cùng người thần bí ở đỉnh núi giao chiến. Tình huống chiến đấu thảm thiết. Bộ phận nhai thể vỡ nát, rơi vào hải lưu, chúng ta đã lục soát qua núi,
cũng không có phát hiện điện chủ tung tích. Nói cách khác, hắn rất có thể sau cuộc chiến kiệt lực, theo bộ phận kia nhai thể rơi vào thiên đãng trong nước, ta sáng sớm ngày thứ hai liền phong tỏa nguyên cái hải vực, vẫn là không có phát hiện tung tích. Theo phân tích, thiên đãng biển gió biển ở giữa đêm 10 phần mãnh liệt, cũng chỉ đại biểu điện chủ rất có thể theo gió biển đã trôi chảy ra thiên đãng vùng biển. Nghe xong Lục Lăng Phong phân tích, một tên mặc đường trang, hai mang tai muối tiêu cụ già mở miệng nói, đã như vậy, thằng nhóc kia một khi bay vào Tây Hải lãnh vực, vậy thì không khác nào là mò kim đáy biển. Mở miệng nói chuyện cụ già, chính là Tôn Linh Lung Gia Gia, ở Hoa Hạ có hết sức quan trọng vị trí. Tôn lão cũng có chút không biết làm sao, dẫu sao Diệp Thần xảy ra chuyện sau đó, Tôn Linh Lung có thể là mỗi ngày đều ở đây cạnh mình nhắc tới, còn kém cầm bộ xương già này hủy đi. Lão Tôn, ngươi nghe Tiểu Lục nói hết lời. Ngược lại là tóc muối tiêu người đàn ông kìm nén, mở miệng khẽ cười nói. Ở tóc muối tiêu người đàn ông ánh mắt tỏ ý dưới, Lục Lăng Phong không có ngừng nghỉ, tiếp tục nói, ở sau đó, chính là Tây Hải lãnh vực. Ta điều tra tuần tra thuyền bè, có tin tức gọi, hai ngày trước, thiên hành số du thuyền đã từng mò vớt dậy qua một cái thây trôi. Cái gì, mọi người ở đây trực tiếp kinh hô thành tiếng. Chịu đựng toàn bộ hy vọng Diệp Thần, không có. Hụ hụ, cái này, ta may mắn và điện chủ trò chuyện qua, xem bọn họ cấp bậc như vậy cường giả, ở trên trái đất đã là thuộc về bất tử bất diệt tồn tại, ngài hẳn gặp qua điện chủ thủ đoạn. Tóc muối tiêu người đàn ông nhẹ khẽ gật đầu, những người khác có lẽ trong lòng không có chắc, nhưng ở chính hắn và Lục Lăng Phong trong lòng, Diệp Thần là tuyệt không thể nào bỏ mạng. Thiên hành số. Tóc muối tiêu người đàn ông dù gì nói. Là cái đó gần đây lú đầu Ngụy thị tập đoàn tài chính dưới cờ du thuyền. Không sai, theo tin tức đáng tin, hai ngày sau trở về địa điểm xuất phát. Lục Lăng Phong trầm giọng nói. Mặc dù rất tin Diệp Thần không thể nào bỏ mạng, nhưng hắn nhất định bị thương không nhẹ, phải thời gian đầu tiên thấy hắn bổn tôn, để Vu Bảo bảo vệ. Ta đề nghị điều động đặc thù lực lượng, Tôn lão mở miệng nói. Tóc muối tiêu người đàn ông nghe vậy, yên lặng không nói. Chỉ là ngón trỏ phải nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, một tí lại một hạ. Nguyên bên trong phòng họp đầu người vào động, nhưng là chưa ầm ầm ngón tay gõ mặt bàn thanh âm, lại không có bất kỳ nửa điểm cái khác vang động. Hoa Hạ hiện tại, vẫn là quá giải tán. Viên Đạo Phong bỏ mình, hiện tại Hoa Hạ cổ võ môn phái thiếu thống nhất lãnh đạo, trước Viên Đạo Phong những ngày đó giận người oán câu làm, đã không giấu được. Đã như vậy, đánh ra Diệp Thần danh hiệu. Đem tất cả thế lực thống cùng đi, tập trung quản lý, là ta Hoa Hạ sử dụng, ngày khác chung nhau chống lại linh khí dị biến, cũng là một cổ cường đại lực lượng. Tóc muối tiêu người đàn ông suy nghĩ luôn mãi, nhẹ giọng nói. Lục Lăng Phong trước mắt sáng lên, đúng vậy, Viên Đạo Phong sau khi chết, cổ võ giới lại là một đám cát rời rạc, lúc này không thu biên, còn đợi lúc nào. Đám người rối rít gật đầu đồng ý. Ta vậy thì đi bắt tay chuẩn bị. Có rất nhiều thế lực đã đối với Viên Đạo Phong trước khi thành tựu oán thanh đổ chồng, hôm nay điện chủ đánh một trận, Viên Đạo Phong bỏ mình, là thời điểm đẩy ra một cái mới lãnh tụ. Được, nhanh nhất thời gian hoàn thành, hai ngày sau thiên hành số du thuyền cập bờ, ta muốn nhìn thấy tất cả người thích hợp. Tóc muối tiêu giọng đàn ông chừng mực, nhưng lại vô cùng kiên định. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Lục Lăng Phong được rồi một cái tiêu chuẩn lễ. Thời khắc này thiên hành số du thuyền. Ngụy Hùng nghỉ ngơi gian bên trong. Ngụy Hùng đang cùng một người điện thoại. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Ngụy tiên sinh, người yên tâm, chúng ta nhất định đến đúng giờ, bất quá là đối phó một người tu luyện thôi, nhân tiện tay sự việc, ngài quá khách khí. Ngụy tiên sinh, đây đều là chuyện nhỏ, giao tình của ta ngươi còn nói phiền toái gì, hai ngày sau gặp. Ngụy Hùng cúp điện thoại, khóe miệng phác họa một đạo chấp trưởng hết thảy nụ cười. Hắn lẩm bẩm nói. Diệp Thần, ta định sẽ để cho ngươi rõ ràng, vì sao là Hoa Hạ Thiên. Mấy giây sau đó, cúp điện thoại Ngụy Hùng ngược lại có chút không nghĩ ra được, mình là mời người muốn giải quyết Diệp Thần, đưa chút lễ trọng ở khó tránh khỏi, dẫu sao tiền và tài nguyên đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là một chùm lại không trò chuyện bất quá con số thôi. Nhưng mà sớm có nghe đồn, những thứ này cổ võ thế lực cũng không dễ nói chuyện, mặc dù vậy nhìn chúng lợi ích. Nhưng phần lớn đều là một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, về sau mấy lần mời khách vậy chứng minh quả thật như vậy. Có thể vì sao hôm nay cũng đáp ứng thống khoái như vậy. Còn không ngừng một nhà.
Ngụy Hùng cảm thấy có chút không giống tầm thường, nhưng có thể mời tới người trị phục Diệp Thần, thế nào đều là một kiện làm người ta vui vẻ sự việc. Cùng lúc đó, Lục Lăng Phong liên hiệp toàn bộ Hoa Hạ cổ võ môn phái, thẳng chữ ngực ức sau đó, tại chỗ liền thu được nửa số trở lên người ủng hộ, cho rằng Diệp Thần tới quản lý Hoa Hạ võ đạo, lại không quá thích hợp. Dẫu sao toàn cầu cách cục đang biến hóa, bọn họ cũng cần một cái lãnh tụ tinh thần tới chống đỡ, liền lấy Diệp Thần ngày xưa lịch sử huy hoàng tới xem, hẳn không người không phục. Dẫu sao là Hoa Hạ cái đầu tiên phi thăng thiên tài tồn tại. Có thể nói yêu nghiệt cũng không quá đáng, người như vậy, đúng là đủ cách chỉ huy bọn họ. Nhưng vẫn có một nhóm người giữ yên lặng, bọn họ cũng không phải là không vâng lời Diệp Thần, mà là cần cho đòi mở đại hội tranh luận một ít chi tiết phương án. Cho nên đêm đó liền triệu tập bát phương hội đàm. Diệp Thần được tuyển làm lãnh tụ, mọi người có cái gì ý kiến? Diệp Thần bàn về thực lực nhân phẩm, đúng là không thể bắt bẻ, nhưng từ đầu đến cuối muốn hiểu rõ một chút, ta cổ võ giới chưa bao giờ cùng thế tục dung nhập vào. Phải biết, Diệp Thần sau lưng đại biểu chính thức, đến lúc này há chẳng phải là phá hư lão tổ tông quy củ. Đúng vậy, phá hư quy củ. Chúng ta chỉ là đồng ý Diệp Thần mà thôi, hắn thực lực thông trời, chuyện chỗ này, trái đất tuyệt sẽ không trở thành hắn ràng buộc, cùng hắn rời đi, chúng ta tử sẽ khôi phục từ trước. Kế này quá mức hay, chúng ta chỉ nhận Diệp Thần. Diệu kế, mấy người lên tiếng phụ họa nói. Nghe nói không, cái họ kia ngụy để cho chúng ta cầm nặn cái tiểu tử chưa ráo máu đầu, ra giá cả còn không phỉ. Đúng vậy, vừa vặn ở trên trời được số, vẫn là tiếp Diệp Thần cùng một ngày, mang kèm tay tiền, vì sao không được lợi. Hết thảy các thứ này sau lưng tất cả mưu đồ, Diệp Thần nhưng là chưa từng biết được. Cái này hai ngày qua, ngược lại là bình tĩnh lạ thường, liền liền vậy gần đây chừng mắt phải trả ngụy như đông cũng là ẩn núp liền xuống, không biết là đang nổi lên âm mưu gì. Đáng liền nói chính là, từ lúc sau đêm đó, Tần Phong cũng không có xuất hiện nữa ở trước mắt mọi người. Qua hai ngày yên cuộc sống Diệp Thần, buổi tối gió biển nhẹ nhàng thổi phất, sóng chào nhịp điệu là ở giữa thiên địa duy nhất màu lót. Diệp đại ca, đã trễ thế này, còn không nghỉ ngơi à? Ngụy Chi Giao khoác một kiện thật dày chăn đi tới trên bong, đứng ở Diệp Thần cách đó không xa. Diệp Thần cách biển nhìn ra xa, thần sắc lãnh đạm, cũng không có chính diện đáp lại Ngụy Chi Giao, mới vừa rồi suy nghĩ trở lại địa tâm vực. Hắn nghĩ tới tương lai, nghĩ tới Diệp Lạc Nhi, nghĩ tới Thái Thượng Thiên Nữ cùng với Nhâm Phi Phàm. Bàn cờ này thực sự quá lớn. Càng về sau, hơi lơ là, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm giác được Ngụy Chi Giao tồn tại, Diệp Thần nhàn nhạt nói, sáng mai, nên cặp bờ chứ. Ngày mai ngươi sẽ phải rời khỏi sao? Ngụy Chi Giao cũng không có trả lời thẳng Diệp Thần vấn đề. Thời khắc này hai người, có suy nghĩ. Có Ngô lão gia tử ở bên người ngươi phối hợp, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Một hồi lâu sau, Diệp Thần quay đầu nhìn về Ngụy Chi Giao, hắn vậy tạm thời vứt bỏ đầu óc hết thảy gánh vác, xe tới trước núi tất có đường. Thời khắc này ban đêm, nên là yên lặng lại hương vị ngọt ngào. Ừ, Ngụy Chi Giao không biết đáp lại như thế nào, bầu không khí tạm thời lúng túng ở nơi đó. Tiểu thư, buổi tối gió biển lạnh, nên nghỉ ngơi. Ngô Ngôn không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hai người, hắn hướng về phía Ngụy Chi Giao nhắc nhở. Được, Ngụy Chi Giao quyến luyến không thôi nhìn lại Diệp Thần mấy mắt, cuối cùng bóng người mới biến mất ở trên bong thuyền. Đối với thiếu nữ mới biết yêu mà nói, tối nay định trước lại là một cái đêm không ngủ. Cái này Hoa Hạ, gần đây không quá bình à. Ngô Ngôn đứng ở Diệp Thần bên người, nhẹ giọng dù gì nói. 5 năm trước, tự mình rời đi một khắc đó trở đi, trái đất cái này non nớt đứa bé, cũng đã hoàn toàn bại lộ ở trong mắt thế nhân. Vô số đồ sát đao hướng hắn vung tới, ta được từng cái ngăn cản trở về. Diệp Thần ánh mắt thâm thúy. Ngươi và nàng, không phải người một cái thế giới. Cụ già than nhẹ một tiếng, hắn làm sao thử không nhìn ra Ngụy Chi Giao đối với Diệp Thần tình cảm. Ngày mai vừa cặp bờ, ta liền sẽ rời đi, con bé này sau này thì nhờ ngươi. Diệp Thần nhún vai, khẽ cười nói. Đây là ta số mệnh, đại thế lại loạn, ta cũng sẽ phách một phiến thiên đường, thủ nàng không lo. Cụ già chữ bên trong hành gian mặc dù không có quá sâu sắc tình cảm lộ ra, thậm chí là giọng bình thản, nhưng Diệp Thần không hoài nghi chút nào hắn quyết tâm. Vật này ngươi cầm, Diệp Thần vứt cho Ngô Ngôn một cái mặt dây chuyền.
Cụ già nhận lấy, nghi ngờ nói, cái này huyền vũ mặt dây chuyền là bốn thánh thú một trong huyền vũ, nếu như gặp phải liền ngươi cũng không giải quyết được phiền toái, bóp vỡ nó, từ sẽ bảo đảm các ngươi chu toàn. Dẫu sao ban đầu thu phục tên này, còn mất không thiếu khí lực, một khi nó ra đời, sau chuyện này ngươi thay ta chuyển cáo nó, tự đi rời đi là được, trả lại cho nó tự do. Diệp Thần hời hợt nói, quý trọng như vậy đồ, ta không thể nhận, trong mắt lão nhân thoáng qua vẻ ngưng trọng. Không phải cho ngươi, sau này ta không có ở đây, nó cũng có thể bảo vệ chi giao. Diệp Thần đối với cái này cứu mình bé gái, rất là cảm kích. Còn như hắn tình cảm của hắn, hắn không muốn đi nói, nợ tình thiếu một chồng lớn, cuối cùng mình vẫn là phải rời đi cái thế giới này. Thà phụ lòng, không bằng chưa bao giờ bắt đầu. Ta hiểu ý. Cụ già thu hồi mặt dây chuyền, qua ngày mai, ta sẽ đưa cái này mặt dây chuyền chuyển giao cho chi giao. Gió biển tiếp tục thổi lất phất Diệp Thần gương mặt, tí ti khí ẩm ướt thấm ướt mi lúc đó, vậy vẻ lo âu, mới hạ chân mày, lại lên trong lòng. Đế Thích Thiên ở chỗ này giới đã không cách nào tung lên sóng gió, phía sau an bài chính là khối kia luân hồi huyền bi, có thể cái này luân hồi huyền bi hóa thành bé gái xuất quỷ nhập thần, hôm nay lại ở nơi nào đây? Mặt trời mọc ánh sáng mặt trời đỏ như lửa, trong bất chi bất giác, đã là ngày trời sơ khai. Hôm nay là thiên hành số du thuyền kết thúc lần đầu đi ngày, vậy đại biểu, Diệp Thần sắp hạ cánh. Nhìn vậy từ xa đến gần trên bờ bến đỏ, trên bong du khách cũng là càng tụ càng nhiều. Có sách hành lý, có cách biển nhìn về nơi xa. Phụ thân bên kia đều đã an bài thỏa đáng, Ngụy Như Đông mang một bộ thật to che nắng kính. Không nhìn ra hắn xuống diễn cảm là cái gì. Nghe vậy, Ngụy Hàn Thanh nhẹ giọng nói, phụ thân đêm đó cũng đã liên lạc cơ hồ tất cả có thể liên lạc cổ võ thế gia, bỏ mặc cái này Diệp Thần là nhà nào con em, hôm nay cặp bờ, chính là hắn ngày rỗ. Lão đầu kia, cũng giống vậy. Ngụy Như Đông cuối cùng cảm giác mấy ngày nay kiềm chế ở trong lòng một hơi ác khí đem tán, hết thảy các thứ này sau đó, diệt trừ Ngụy Chi Giao. Các nàng vẫn là lớn nhất bên thắng. Mau cặp bờ. Đoạn này du lịch thật để cho người khó quên. Ồ, mau xem, đường ven biển trên làm sao người ta tấp nập. Còn có người mặc đồng phục. Trên bong các du khách hiển nhiên cũng là thấy được vậy bến đỏ đã kéo dài tới đường ven biển hai bên vô tận sóng người. Mãnh liệt thế cơ hồ chìm ngập xem có thể đạt được cuối, sắp xỉ ngàn người, đồng loạt nhìn chăm chú thiên hành số trở về. Cái này Ngụy gia chủ như thế có mặt bài. Liền những người đó cũng điều động hộ tống. Nhưng mà những cái kia mặc kiểu áo tôn trung sơn người thần bí lại là làm gì? Đám người bên trong tung lên một hồi nhiệt liệt thảo luận. Thời khắc này Ngụy Hùng chậm rãi đi tới trên bong, đám người tự giác nhường ra một cái rộng rãi đại lộ. Ngụy gia chủ! Ngụy gia chủ! Đám người đồng loạt hướng người đàn ông trung niên chào hỏi, Ngụy Như Đông và Ngụy Hàn Thanh mắt gặp phụ thân đến, cũng là thu liễm trước vậy ngạo mạn vẻ mặt. Hóa thành hai cái cục cưng ngoan đứng ở Ngụy Hùng bên người. Ngụy Hùng nhìn một mắt bờ bên kia, nhướng mày một cái, thầm nghĩ, không đúng à, mình liên là cổ võ thế gia, tuyệt không thể nào như vậy dốc toàn bộ ra, vậy trên bờ người là lai lịch gì? Hắn 100 cái nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng. Nhưng là ở một đám không biết tên khách xem trong lòng, hết thảy các thứ này đều là hắn Ngụy Hùng mặt mũi. Hừ, Diệp Thần, hôm nay liền muốn ngươi sống không bằng chết. Ngụy Hùng nhẹ nhàng liếc một mắt cùng tồn tại trên bong thuyền Diệp Thần, trong lòng tính toán xử trí như thế nào Diệp Thần. Tựa hồ lòng có cảm giác, Diệp Thần giờ phút này cũng là quay đầu nhìn về Ngụy Hùng. Chỉ là kinh hồng liếc một cái, nhưng là lần nữa tựa đầu vòng vo trở về, ánh mắt kia bên trong lãnh đạm, bị Ngụy Hùng thật sâu nhớ. Đáng chết, Ngụy Hùng nắm chặt hai quả đấm, hắn hận hàm răng cũng đang run rẩy. Vù vù, theo một tiếng du thuyền nổ ầm. Khoảng cách bên bờ càng ngày càng gần, vậy trên bờ người, đều là mắt lộ ra trông đợi, yên tĩnh chờ đợi. Ngụy Hùng bóng người xuất hiện ở phía trước nhất, hắn là lần này thiên hành số du thuyền chuyến đi người tổ chức, cũng là Ngụy thị tập đoàn tài chính gia chủ. Hôm nay, dĩ nhiên là đứng hàng trước trận, dậm chân xuống. Không có nghĩ xem bên trong nhiệt liệt tiếng vỗ tay, vậy không có nghĩ xem bên trong hoa tươi lễ pháo. Trên bờ đội ngũ cùng với gần ngàn người đám người. Đối với Ngụy Hùng thái độ lạnh lùng, thậm chí mở mắt đều không nhìn hắn một mắt. Ách, cái này một tí đến phiên hắn có chút lúng túng.
May mắn có một cái mấy ngày trước hắn liên lạc cổ võ thế gia ông già xông lên hắn mở miệng nói, Ngụy gia chủ, phiền toái ngươi để cho một tí. Ngụy Hùng vừa muốn mặt mày vui vẻ nghênh đón, trong đầu nghĩ cuối cùng có cái mở miệng nói chuyện với mình, cho cái nấc thang liền hạ thôi, dẫu sao nhiều người như vậy đang nhìn. Hắn bước nhanh mặt mày vui vẻ tiến lên đón, nhưng là cùng tới ông lão một câu để cho một tí. Cái này làm cho hắn trên mặt một hồi thanh hồng giáp nhau. Cái đó, vương gia chủ, mấy ngày trước ta trong điện thoại nói với ngài sự việc. Vậy ông cụ cầm đầu giống như là nghĩ tới điều gì vậy, thuận miệng qua loa lấy lệ nói, nhớ đâu, người ở trên thuyền liền chạy không thoát, chờ chúng ta tiếp xong người, liền làm cho ngươi hết hắn. Ngụy Hùng nghe vậy, nhưng không được nổi nóng, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ trên thuyền này còn có so thân phận mình càng hiển hách tồn tại. Nhiều ngày như vậy du lịch, vậy không gặp người nhắc qua à? Được rồi, có thể bóp chết Diệp Thần, liền vậy là đủ rồi, cái khác hết thảy cũng không trọng yếu. Ngụy Hùng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Mắt gặp tất cả mọi người đều dựa theo thứ tự từng cái xuống thuyền, đứng ở phía trước nhất Lục Lăng Phong trong lòng có chút mao mao. Sẽ không thật đã xảy ra chuyện gì chứ? Hắn đi qua đi lại, cao ngất dáng người ở ngàn người đứng sừng sững bất động tình cảnh bên trong, phá lệ rõ ràng. Cái này là vị đại nhân vật kia à? Ngụy Hùng tựa vào cổ võ vương gia gia chủ bên người, nhỏ giọng nói lầm bầm. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đều yên tĩnh chứ chờ, chỉ có cái này chán tới giữa phát ra sát khí nam tử ở đi qua đi lại. Xuyệt, vương gia chủ vội vàng làm một ra dấu chớ có lên tiếng, tỏ ý Ngụy Hùng không muốn nhiều lời, sau đó tiến tới bên tai hắn nhẹ giọng nói, hắn là Hoa Hạ ám điện người đại diện, lần này tới cũng là phụng phía trên chỉ thị. Tới nơi này nghênh đón một vị đại nhân vật. Chúng ta cũng bất quá là nền thôi. Ngụy Hùng kinh hãi, cùng người ta so với, mình nhất định chính là con kiến hôi ngông cùng vầng trăng tranh sáng. Nhưng thoáng qua hắn lại thầm tự may mắn, may mà mới vừa không có theo như đối phương phát sinh mâu thuẫn, nếu không, giờ phút này mình chết thế nào cũng không biết. Bất quá như đã nói qua, hạng nhân vật này mà lại ở chờ người ngoài. Còn ở mình thiên hành số trên. Vậy rốt cuộc là hạng phong tư cao nhất tồn tại à, Ngụy Hùng bắt đầu trong lòng ảo tưởng, mình ở trên thuyền phải chăng cùng người này đã từng quen biết, kết qua thiện duyên. Bất quá muốn đến vậy các đại nhân vật, đều là vô cùng khiêm tốn. Sau lưng Ngụy Như Đông cùng Ngụy Hàn Thanh hai cô gái, xuống thuyền sau ở Ngụy Hùng bày mưu đặt kế cùng hơi giải thích hạ, đại khái cũng là biết mấy phần nội tình. Không khỏi rối rít chắt lưỡi, nhà mình trên thuyền còn có quyền thế như vậy ngập trời nhân vật. Nếu là có thể bằng vào sắc đẹp nịnh hót một phen, há chẳng phải là. Ngụy Như Đông bắt đầu điên cuồng huyễn nhớ tới. Kỳ quái, cũng đi xong hết rồi, chẳng lẽ là tình báo có sai lầm? Lục Lăng Phong thật sự là có chút không đứng vững. Ngay tại Lục Lăng Phong các người bể đầu sức chán để gặp, Ngụy Chi Giao bóng người chậm rãi hướng dưới thuyền đi tới, sau lưng nàng là cụ già Ngô Ngôn. Còn như sau đó, là được, Diệp Thần. Lục Lăng Phong tròng mắt bên trong. Thoáng qua mừng như điên thần sắc, hắn mong đợi điện chủ, trở về. Từng bước, Diệp Thần đi theo Ngụy Chi Giao sau lưng chậm rãi tới. Đám người bên trong dần dần truyền ra xôn xao, rất nhiều người là không có gặp qua Diệp Thần bổn tôn, nhưng cũng có một nhóm người bởi vì qua lại, cùng Diệp Thần đánh một ít qua lại, bộ kia khuôn mặt, dĩ nhiên là sẽ không quên. Nghe sóng người bên trong dần dần dâng lên thanh âm, Ngụy Hùng cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ cùng người là Ngụy Chi Giao? Con gái mình. Cái ý nghĩ này mới vừa lên trong lòng, liền ngay tức thì bị hắn bác bỏ. Tuyệt không thể nào, Ngụy Chi Giao chỉ là người bình thường thôi. Còn như cụ già Ngô Ngôn, sớm bị hắn coi thường đi, một cái hành tương tự mộc lão hán, có thể có địa vị gì? Theo sát phía sau chính là Diệp Thần, ở thấy Diệp Thần bóng người trong nháy mắt, Ngụy Hùng đôi mắt bên trong lửa giận phún ra ngoài. Thằng nhóc Diệp Thần, còn không mau mau cút tới đây nhận lấy cái chết. Hôm nay, ta liền muốn để cho ngươi rõ ràng, ta Ngụy gia khủng bố. Ngụy Hùng nghiêm nghị quát lên, tư thái kia, muốn hơn thần võ có nhiều thần võ. Diệp Thần, không muốn lấy vì ngươi là cổ võ con em thế gia, chúng ta Ngụy gia liền sợ ngươi, hôm nay chiến trận, đều là vì ta Ngụy gia lên tiếng ủng hộ tới. Ngươi ngày rỗ, đến. Ngụy Như Đông một số gần như điên cuồng tiếng hô truyền khắp toàn trường, ngoài dự đoán của mọi người phải, không có người nào lên tiếng ủng hộ. Lúc này Ngụy Hùng mới chú ý tới,
ngàn người đám người trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên, sau đó một bộ ánh mắt thương hại nhìn bọn họ cha con gái ba cái. Đây là, Ngụy Hùng còn không biết xảy ra cái gì, chỉ gặp ngàn người bên trong một đạo thân ảnh quỷ mị thoáng qua, nhẹ nhàng một chưởng vỗ vào vậy vẫn đang nói bậy nói bạ Ngụy Như Đông ngực. Phốc, một hơi máu trong tim phun ra, Ngụy Như Đông bóng người giống như là con diều đứt dây vậy đổ bay ra, trùng trùng nện ở bên bờ biển đá ngầm bên trên, sống chết không biết. Đạo thân ảnh kia không quay đầu lại, lưu cho mọi người chỉ là hình bóng, cùng hắn vậy trong miệng một câu thanh âm đạm mạc, dám đối với điện chủ bất kính, tự tìm cái chết. Chủ nhân của thanh âm kia chính là đã từng là ám điện bộ hạ cũ, Lưu Khải, cũng là Hàn Thiên Mẫn trong miệng Lưu Thúc. Liền tên này thực lực đều là như vậy sâu không lường được, mới vừa rồi một kích kia, ta lại không có thấy rõ động tác. Vương gia gia chủ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là già rồi, nên thối lui ra lịch sử võ đài. Trước đây bị hạn chế bởi Viên Đạo Phong, từng vây quét qua ám điện mấy đại gia tộc cũng là đỏ nét mặt già nua, mặc dù là bị bách, nhưng bọn họ quả thật vậy ra tay. Thời khắc này Diệp Thần đứng ở trước mắt, hắn bộ hạ cũng ngay trước mọi người ra tay, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, lại không nói có đúng hay không Lưu Khải đối thủ, đều là tiếng gió hạc lệ. Giờ khắc này Ngụy Hùng, giống như là rõ ràng liền cái gì, trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Diệp Thần, hắn hiển nhiên không đắc tội nổi. Hắn Diệp Thần, mới là cái đó tất cả người chờ đợi nhân vật lớn. Thời khắc này Ngụy Hùng căn bản không để ý tới con gái sống chết, hắn quan tâm chỉ có Ngụy gia tương lai. Mới vừa muốn tiến lên, Ngụy Hùng muốn làm cái gì? Chỉ gặp Lục Lăng Phong bóng người đã là cướp trước một bước tiến lên, quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói, thuộc hạ Lục Lăng Phong, bái kiến điện chủ. Theo sát phía sau, chính là ngàn người miệng đồng thanh kêu lên, tất cả mọi người đều là nửa quỳ cũng hoặc là khom người nói, Diệp điện chủ. Tiếng vang chấn điếc phát hội, minh triệt thương khung. Diệp Thần bóng người bước nhanh xuống, giành trước đỡ lên Lục Lăng Phong. Nói nhỏ, làm cái gì yêu con bướm, làm sao nhiều người như vậy? Diệp Thần tới Hoa Hạ một mực khiêm tốn làm việc, ở trước mặt người ngoài cũng là tận lực thiếu nổi tiếng, tuyệt đối không nghĩ tới Lục Lăng Phong tới như thế một chiêu. Lục Lăng Phong lúc này mới hiểu, chợt cũng là nhỏ giọng hướng Diệp Thần giải thích một phen, lúc đầu, vì đoàn kết toàn bộ cổ võ thế lực, mọi người nhất trí đề cử Diệp Thần thành tựu cao nhất lãnh tụ, dẫn tất cả thế lực cùng chống chọi với linh khí biến dị. Mà Diệp Thần đại biểu lại là Hoa Hạ chính thức và ám điện, tự nhiên bị đám người gọi là Diệp điện chủ. Chúng ta cung kính bồi tiếp đã lâu, tất cả Hoa Hạ cổ võ giới đương gia, bái kiến Diệp điện chủ. Một vị râu tóc bạc trắng ông già chậm rãi đi ra, trầm giọng nói. Diệp Thần con người đông lại một cái, nói, vẫn là gọi ta là Diệp Thần, cũng hoặc là Diệp tiên sinh đi. Theo ông già lời nói xuống, tất cả mặc kiểu áo tôn trung sơn cổ võ người tu luyện. Tất cả đều cũng là quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hét lớn, bái kiến Diệp tiên sinh. Vậy trước đối với Ngụy Hùng trên cao nhìn xuống cổ võ vương gia chủ, ở đó cụ già dẫn đầu hạ, cũng là thẳng quỳ xuống đất. Bái phục Diệp thần. Chỉ có Ngụy Hùng ngây ngốc ngây tại chỗ. Hoàn, xong rồi, ta Ngụy gia, mất. Ở Lưu Khải đối với Ngụy Như Đông xuất thủ một khắc kia, hắn cũng biết mình hoàn toàn đá ở trên thiết bản. Vốn đang dựa vào hơn tốn chút tiền, có thể phá tài miễn tai họa cổ võ thế lực, có thể bảo mình một tay, tối đa nói xin lỗi nhận sai thôi. Nhưng hôm nay, mình duy nhất dựa vào ở mình thù trước mặt người, quỳ một chân trên đất, muốn hơn nhún nhường có nhiều nhún nhường. Ngụy Hùng biết, Ngụy gia hết cứu. Hắn đôi mắt vô thần, đặt mông ngồi trên mặt đất. Một bên đại nữ nhi Ngụy Hàn Thanh, cũng sớm đã mắt choáng váng, có mắt không tròng nàng. Hiện tại hối hận vậy không còn kịp rồi. Diệp Thần nghe Lục Lăng Phong nói nhỏ, tại chỗ tất cả mọi người đều là quỳ xuống đất không dám đứng dậy, yên tĩnh chờ Diệp Thần lên tiếng. Bên bờ biển nhỏ gió mạnh thổi phất qua Ngụy Hùng mi giữa một món tóc chỉa chỉa, thời khắc này hắn vẫn là cặp mắt vô thần. Được rồi, ta hiểu ý. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Lăng Phong bả vai, xoay người lại mới ý thức tới, tất cả người còn đang quỳ cùng hắn. Diệp Thần cũng là không khỏi được mặt đỏ lên, hụ hụ. Cái đó, mọi người tất cả đứng lên đi, không cần phải như thế khách khí, ta Diệp Thần cũng không phải thích làm những nghi thức này chủ nhân. Đám người nghe vậy, cái này mới chậm rãi đứng dậy, sau khi đứng yên chờ đợi Diệp Thần tiến một bước chỉ thị. Cái đó, có cổ võ Ngô gia gia chủ ở đây không? Diệp Thần nhẹ giọng nói.
Một tên mắt to mày rậm người đàn ông trung niên lớn tiếng trả lời, Diệp tiên sinh, Ngô Khang ở chỗ này. Người đàn ông trung niên vốn là đứng hàng ở phía sau, bị đám người che giấu thân hình, giờ phút này nghe được Diệp thần kêu gọi, vội vàng tiến lên. Diệp tiên sinh, ngài, Ngô Khang mới vừa thấy Diệp thần, còn chưa lên tiếng, ánh mắt liền kéo dài đến Diệp thần sau lưng Ngô gia lão gia tử Ngô Ngôn trên mình. Cha, ngươi làm sao ở nơi này? Ngô Khang lập tức có chút chậm bất quá thần tới, sững sờ tại chỗ. Diệp tiên sinh chớ trách, khuyển tử có chút ngu độn. Cụ già Ngô Ngôn đi tới trước, hướng về phía Diệp thần cười một tiếng. Diệp thần cũng là lắc đầu cười khẽ, Ngô lão gia tử gia phong, ta vẫn là tin được. Nói ta lãnh đạo toàn bộ cổ võ giới, nhưng là không ổn, bởi vì có chút thời điểm ta không quá rõ ràng trong đó con đường, vậy có thể nói là cái người ngoài ngành. Mấy ngày sắp tới, Ngô gia và ám điện Lục Lăng Phong đại biểu ta, chủ trì tất cả cổ võ môn phái công việc thường ngày, nếu như ta có tình huống đặc biệt, sẽ đặc thù thông báo. Như vậy ta cũng có càng thời gian dài đi thăm dò khám một tí tình huống bên kia. Diệp thần nói tới nơi này, cau mày, tựa hồ cũng là gặp khó giải quyết tình huống, tạm thời tới giữa đám người cũng có chút trợn tròn mắt. Không giải thích được Ngô gia liền một bước lên mây. Liền bởi vì Ngô gia lão gia tử ở trên thuyền cùng Diệp thần từng có một đoạn duyên phận. Không thể không nói, rất lâu, vận khí cũng là thực lực một phần chia. Rất nhiều người hối hận, mình tại sao không có xuất hiện ở trên trời được số du thuyền bên trên, dĩ nhiên, đây đều là nói sau. Chi giao ngươi tới đây, Diệp thần nhẹ giọng kêu. Ngụy Chi giao thân thể chấn động một cái, hiển nhiên còn không có từ Diệp thần mang cho nàng rung động trong đó đi ra. À, nghe được Diệp thần kêu nàng, cảm giác được tất cả mọi người ánh mắt ngay tức thì tập trung vào nàng trên mình, để cho mình có chút ngại quá. Cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng ngày mới bắt đầu, ta được đi làm chuyện của mình, chúng ta có thể sẽ rất ít gặp mặt. Diệp thần đây là đang cùng bé gái nói tạm biệt. Nghe được Diệp thần phải đi tin tức, nàng trong lòng chẳng biết tại sao, khó hiểu cảm thấy từng trận thương cảm. Bất quá, có thời gian ta sẽ đi xem ngươi. Diệp thần nhẹ giọng cười một tiếng, hắn không biết là, mình cái này thuận miệng một câu cam kết, nhưng ở một người khác trong lòng quanh quẩn liền nửa đời, dĩ nhiên, đây là nói sau. Có thật không, Ngụy Chi giao ánh mắt mong đợi nhìn về Diệp thần, tựa hồ đang cầu xin chứng cái gì. Diệp thần thấy vậy, khẽ gật đầu một cái, đáp ứng Ngụy Chi giao. Ngụy gia chủ, Diệp thần không đành lòng lại xem thiếu nữ vậy khao khát ánh mắt, hắn quay đầu nhìn về tê liệt ngồi ở đất Ngụy Hùng. Ngụy Hùng trong lòng than thở một tiếng, thẩm phán cuối cùng hạ xuống ở trên đầu mình. Vẫn là câu nói kia, ta cùng Ngụy gia, không thù không oán. Chỉ lần này một lời, Ngụy Hùng ánh mắt đột nhiên thay đổi, có ý gì? Không dự định truy cứu. Hắn mắt lão bên trong lệ quang lóe lên, chỉ nghe được Diệp thần tiếp tục nói, trước kia một loạt mâu thuẫn, cũng chẳng qua là vì bảo vệ chi giao mà thôi, Ngô lão gia tử cũng giống như vậy. Hôm nay, ta chỉ cần ngươi một câu cam kết, Ngụy Chi giao ở Ngụy gia, sẽ không phải chịu nửa bị thương. Bên trên Ngụy Chi giao nghe được Diệp thần như vậy vì mình cho phụ thân tranh cãi, nàng nội tâm bên trong khá là dao động. Diệp tiên sinh, ta có thể bảo đảm, Ngụy Hùng vội vàng đứng dậy, liền bụi đất trên người cũng không kịp vỗ vào, chính là chỉ thiên địa muốn phát tàn nhẫn thề. Một trận bảo đảm qua sau đó, Ngụy Hùng làm bộ liền muốn cho Diệp thần quỳ xuống. Diệp thần tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn cử động vậy, vậy cong quỳ hai đầu gối chưa rơi xuống đất, Ngụy Hùng chỉ cảm thấy một cổ khó mà danh trạng lực lượng chống mình đầu gối, nhưng là làm sao cũng quỳ không đi xuống. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, Ngụy gia chủ, ta so ngươi nhỏ, gánh không được đại lễ như vậy. Diệp thần nhẹ giọng nói đạt tới nơi này, trong tay hắn lau một cái màu xanh lưu quang sáng lên. Hóa thành một nâng chớp sáng chậm rãi phiêu hướng lúc trước vậy bị Lưu Khải một chưởng đánh ngã Ngụy Như Đông. Ngụy Như Đông thân thể bị thanh mang bọc, một lát sau, vậy xương cốt đứt đoạn, sức sống gần như tuyệt diệt Ngụy Như Đông tròng mắt nhẹ nhàng nháy mắt. Ta còn sống, Ngụy Như Đông đứng dậy, khó tin nhìn mình, dẫu sao mới vừa rồi vậy ngay tức thì đau tê tâm liệt phế đau là thật thực tồn tại. Cái này, người chết còn có thể sống lại. Đây có vi phạm thiên đạo à? Đám người bên trong tiếng kinh hô không ngừng, Diệp thần thủ đoạn ở trong mắt mọi người gần như yêu dị. Tại chỗ trừ trải qua súng lá mưa đạn quân nhân ra, đều là cổ võ người tu luyện, ở bọn họ xem ra,
Ngụy Như Đông lấy người phàm khu, chống cự Lưu Khải một trường, không bị mất mạng tại chỗ cũng đã là Lưu Khải hạ thủ lưu tình. Muốn cứu sống, đoạn không khả năng. Đa tạ Diệp tiên sinh đại ân đại đức, Ngụy Hùng kích động lệ nóng doanh tròng, Diệp thần hành động này, cho đủ Ngụy ra mặt mũi. Hắn Ngụy Hùng thậm chí nhân họa đắc phúc thu được Diệp thần chống đỡ, thật là gọi là may mắn ba chữ. Ngụy Như Đông, mạng ngươi là Ngụy Chi giao cho, từ nay về sau, ngươi chính là Ngụy Chi giao người làm, vĩnh sinh phục vụ. Diệp thần rất xác định, hôm nay như thế ồn ào, từ bây giờ về sau, Ngụy Như Đông tuyệt đối sẽ không đối với Ngụy Chi gia giao động tay. Trọng yếu hơn chính là, Ngụy Chi giao tâm tư đơn thuần, bên người có Ngụy Như Đông cũng không coi là chuyện xấu. Chuyện chỗ này, mọi người cũng tản đi. Theo Diệp thần ra lệnh một tiếng, hiện trường ngàn người đám người, xoay người cũng đã biến mất không gặp. Vào thời khắc này, Lục Lăng Phong đưa cho Diệp thần một cái mới điện thoại di động, trên đó bất ngờ là Long Hồn đội trưởng, Kim Lãnh Nhạn phát gửi tới tin tức. Giáo quan, Hoa Hạ hướng đông nam vị, phát hiện không rõ phản ứng, dò xét tiểu đội đi sâu vào, nhưng là không ai sống sót, kinh kiểm tra. Hắn dưỡng khí bên trong hàm lượng thành phần cùng trước kia Cửu Long Sơn phát hiện khó hiểu năng lượng nhất trí, nhưng độ dày nhưng là chỉ tăng không giảm, hiện tình huống nguy cấp, thỉnh cầu tiếp viện. Diệp thần nhướng mày một cái, trầm giọng nói, lập tức đi Đông Nam khu, tìm Kim Lãnh Nhạn hội họp. Rất nhanh, Diệp thần liền đi tới hướng Đông Nam một khối khu vực. Giáo quan, trước mắt Long Hồn biết tình huống cụ thể chính là những thứ này. Kim Lãnh Nhạn cùng Diệp thần giờ phút này đứng sóng vai, nhìn phía trước cách đó không xa vậy bị linh khí nồng nặc bao phủ bí mật lá, trong đó càng là sinh cơ hiện ra hết, cây cỏ sum xuê, một phiến màu xanh thiên đường bên trong, nhưng là không gặp nửa điểm vật còn sống tung tích. Lúc trước Long Hồn tiểu đội đi điều tra mấy tên đội viên, đã là có chút thực lực cao thủ, cứ việc người mặc liền có thể ngăn cách linh lực đồ phòng hộ, nhưng một ngày trước, vẫn là cùng bọn họ mất đi liên lạc. Kim Lãnh Nhạn mắt lộ ra lo lắng thần sắc, dẫu sao đây đều là cùng mình quá mệnh huynh đệ, mấy ngày trước còn chung một chỗ hi cười ha ha, nhưng hôm nay nhưng là sống chết không biết trước. Diệp thần chau mày, giờ khắc này, hắn cũng có chút không biết làm sao. Ta đi vào trước cứu người, người ở cách xa chút, ta có thể cảm giác được, nơi này linh lực trình độ đậm đà còn đang tăng cường. Ta phải tìm được cái này sau lưng hết thảy căn nguyên. Diệp thần khẽ than một tiếng. Thời khắc này hắn vậy không có đầu mối chút nào, đế thích thiên vậy đạo tâm ma phân thân vừa chết, cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên lạc sau lưng hệ thống, bị chém một cái cạn sạch. Trước mắt chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Giáo quan, chú ý, Kim Lãnh Nhạn trịnh trọng nói. Thế cục trước mắt, chỉ có trước mắt nam tử này mới có năng lực giải quyết, hắn là tất cả mọi người trong lòng duy nhất dựa vào. Ngay tại Kim Lãnh Nhạn cảm thán trong thời gian, Diệp thần bóng người đã là như báo săn giống vậy chui ra, biến mất ở nàng xem có thể đạt được cuối. Cái này cùng đậm đà linh lực, cho dù là ta đi vào, cũng là nửa bước khó đi đi. Kim Lãnh Nhạn lắc đầu cười khổ, cái đó một mực truy đuổi hình bóng, bất kể như thế nào cố gắng, vẫn là đem mình vung được càng ngày càng xa, thẳng đến nhìn xa không gặp. Diệp thần một cước giẫm ở bí mật lá bên trong xốp đất đai bên trên, mặt đất nhẹ nhàng run run, tựa hồ có sức sống vậy. Bị Diệp thần một cước đạp được có chút bị đau. Chung quanh cỏ nhỏ nhiều lần vùng vẫy, cuối cùng dưới đất chui lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng trưởng, hóa thành thiên ti vạn lũ hướng Diệp thần quấn quanh tới. Bất quá chốc lát quang cảnh, Diệp thần hai chân cũng đã là bị vững vàng cuốn lấy. Vậy cỏ nhỏ đồng loạt phát lực, đầy chân dây leo tựa hồ phải đem Diệp thần biến dạng vậy. Đã đến trình độ này, liền cỏ cây cũng dần dần ra đời linh thức. Người ngoại lai một khi bước vào, sẽ bị vặn cổ. Theo một hồi tất tất tốt tốt vang động, Diệp thần bên người đại thụ che trời đều là một hồi lay động, muôn vàn lá rơi hóa thành từng chuôi sắc bén đao, hướng Diệp thần bắn nhanh tới. Dưới chân thiên ti vạn lũ vẫn gắt gao cuốn lấy Diệp thần hai chân, để cho hắn động đạn không được. Trong thoáng chốc, ý định giết người hiện ra hết. Hừ, Diệp thần hừ lạnh một tiếng, quanh thân linh lực quy luật vận chuyển. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi quanh quẩn ở hắn toàn thân, cặp chân kia trên thiên ti vạn lũ trong phút chốc giấy lên chấm đom đóm, lại rụt trở về. Vậy muôn vàn lá rơi đã tới Diệp thần trước mắt, sắc bén nhọn nhận bên trên lại ngưng tụ tinh điểm linh lực, làm được hắn uy năng tăng nhiều. Thử thử thử, vô số nhọn nhận đâm tới Diệp thần da thịt bên trên, văng lên nhiều đốm lửa,
nhưng đối với Diệp Thần không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Uy lực như thế, trái đất võ đạo người, một khi tham gia, 10 phần chết chắc. Diệp Thần trong lòng có một loại vô hình khó chịu, hắn đã mơ hồ nghĩ tới, vậy Long Hồn Tiên Khiển đội thành viên, sợ là đã bằng cho bọn hắn mượn thực lực, hẳn đi không tới chỗ sâu mới đúng, có thể cái này vòng ngoài, không gặp chút nào dấu vết đánh nhau, cũng không có dấu người. Không có tin tức, hoặc giả là tin tức tốt nhất. Diệp Thần vung tay lên, vậy cường tráng đại thụ che trời ngay tức thì hóa là bụi bặm. Oanh! Chung quanh hoa cỏ một trận rung động, lại là chậm rãi tản ra đi. Lần này ngươi tổng nên không thể lại hại người đi. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ trên tay áo vậy văng lên bụi đất, đột nhiên, phát hiện cái gì, nhàn nhạt nói, ừ. Bên kia chỗ sâu, có vô hình năng lượng phản ứng. Ở đại thụ kia ngã xuống trong nháy mắt, một cổ vô hình năng lượng phản ứng bị Diệp Thần bén nhạy linh thức bắt được. Hướng đông nam, Diệp Thần bóng người mấy hơi thở tới giữa, cũng đã biến mất ở tại chỗ, ngay tại hắn rời đi không lâu sau, sinh cơ kia tẫn tán, té xuống đất cây lớn thân thể, lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Vậy bị Diệp Thần một trường cắt ra vết thương chỗ, lại có từng tia màu xanh đen năng lượng phụ, rất nhiều một bộ cải tử hồi xanh dáng vẻ. Ở sau đó phát sinh hết thảy, Diệp Thần đều là chưa từng biết được. Cùng lúc đó, bí mật lá chỗ sâu. Quả nhiên là như vậy. Nhìn cùng vậy Cửu Long Sơn đại trận sắp xỉ tụ linh trận, Diệp Thần hai quả đấm hơi nắm chặt. Sẽ không sai, giống nhau thậm chí sâu hơn cảm giác. Xanh tươi tốt sinh mạng hơi thở dưới, ẩn chứa vẫn là vậy vô tận sát phạt hơi thở. Lúc trước bảo vệ trận khéo léo là nửa cầm thú móng. Hôm nay, Diệp Thần học chung với nơi này, phi thân lên, cách viễn không hướng xuống mắt nhìn xuống, đúng như dự đoán, là so với kia thú móng khổng lồ hơn. Nửa người. Đúng vậy, không đầu nửa người. Mà vậy vốn nên là thú vật vị trí, cũng là bị người miễn cưỡng đào đi. Diệp Thần bóng người chậm rãi từ trên hư không hạ xuống. Nơi này trận linh vẫn bị mang đi, viên đạo phong đạt tới sau lưng đế thích thiên tất cả đều bị diệt. Rốt cuộc là người nào còn ở từ trong cản trở? Bất luận như thế nào, hay là đem hủy diệt nói sau. Hào hùng linh lực phún ra ngoài, kẹp theo khí tức hủy diệt ngọn lửa bắt đầu lấy Diệp Thần là trung tâm, một vòng lan truyền, trong mấy hơi thở, chu vi mấy chục cây số bí mật lá đều bị màu vàng đen vòng lửa bao phủ. Kim lãnh nhạn, rút lui. Diệp Thần thanh âm cơ hồ truyền khắp toàn bộ khu vực đông nam, bí mật lá bên trong. Khắp nơi đều đang vang vọng trước hắn tiếng quát. Cường đại cảm giác bao trùm hạ, Diệp Thần đã xác định, chung quanh trừ kim lãnh nhạn ra, lại không sức sống. Long hồn tiên khiển đội nhân viên, sợ rằng đã chết. Vậy trực ở vòng ngoài kim lãnh nhạn nghe được Diệp Thần tiếng quát, quả quyết thối lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, nàng biết, giáo quan muốn ra tay.